chương 61, phong vũ, mưa gió. Đêm đen tối mịt, nhìn không thấy trăng sao, bầu trời đêm không một chút ánh sáng. Trương Tiểu Phàm quỳ tại cửa động, dễ thường cũng đã sáu thời thần. Các đệ tử trong môn phái hắn đa số đều đã say giấc rồi, ngay cả ánh sáng rõ ràng cuối cùng là một đống lửa trong sơn động đại trúc phong cũng không thiết tha cháy nữa, từ từ tắt đi. Trong sơn động, Điền Bất Dịch dường như nói một câu gì đó, Điền Linh Nhi hầu như cũng cùng lúc kêu to lên, "Cha!" Không một tiếng động, không một lời nào tiếp nối, Trương Tiểu Phàm không biết đã phát sanh chuyện gì rồi, chỉ không lâu lắm, Tống đại nhân đi ra. Trương Tiểu Phàm ngước đầu lên, nhìn thấy đại sư huynh tống đại nhân trên mặt đầy vẻ bất nhẫn nhưng rốt cuộc cũng bấm bụng nói tiểu sư đệ sư phụ nói đệ quỳ ở chỗ này làm cho người phiền lòng bảo đệ muốn quỳ thì quỳ ở chỗ xa một chút trương tiểu phàm trùng lòng xuống xong trên mặt lại chợt cảm thấy lạnh lạnh lẽo rét buốt mưa bắt đầu rơi trong đêm tối đen kịt này hắn không đáp lấy một câu cứ lặng yên mà từ từ đứng dậy đi về phía xa xa ở nơi bị rừng rậm quỳ xuống bên dưới rặng cổ thụ tống đại nhân nhìn về hướng hắn hơn nửa buổi nhìn thấy thân ảnh của tiểu sư đệ ở trong mưa khói ban đêm từ từ mờ đi nhẹ thở một hơi dài lắc đầu rồi đi trở vào oanh đùng một âm thanh lớn vang dội từ góc trời truyền lại tiếng sấm ầm ỉ làng chớp trắng ngoằn ngoèo lóe qua trên không bầu trời đêm như thể bị xé ra làm vô số mảnh nhỏ trong giây lát sau những hạt mưa lớn như những viên đá nhỏ đồng loạt rơi xuống đập lên trên nham thạch tạo nên tiếng bồm bột một chút sau mưa lớn như trút nước giàn dụ đổ xuống trời đất trong một cái chớp mắt bao phủ trong màn mưa mờ mịt trương tiểu phàm toàn thân ướt sũng chỉ trong một khắc áo quần dán chặt vào thân rét buốt không thể tả hắn ngước đầu nhìn về phía trước vốn trong đêm tối đen tuyền lại thêm mưa lớn căn bản từ trước đã không trông rõ được tình cảnh trong sơn động ở trong trời đất dường như chỉ có mỗi một người ở nơi ấy chịu khổ hắn cúi đầu xuống cả chút cử động cũng không cơn mưa lớn đó lại tự như là trời cao cũng trừng phạt mình hắn cứ trút mãi không ngừng thế mưa không một chút bớt đi xét chớp sấm động ở trên đầu hắn rầm rú điên cuồng nước mưa theo mái tóc ướt nhẹp của hắn chảy xuống thuận theo mặt hắn trôi xuống trương tiểu phàm hầu như đã mở mắt không lên rồi chỉ là sau lúc ấy ở trong thời khắc mưa gió không người ấy hắn lại chợt nhìn thấy ở trước mặt hắn xuất hiện một bóng người một đôi chân đã bước tới đứng trước mặt hắn hắn cố sức ngước đầu lên một lần xét xẹt qua trời tiếng sấm lớn trầm rĩ nhờ chút ánh sáng đó hắn nhìn rõ một người con gái đẹp lạnh lùng đứng ở trước thân mình hắn trương tiểu phàm hoàn toàn ngay dại hẳn ra lục tuyết kỳ toàn thân trên dưới đẫm nước ánh chấp lóe lên rồi tắt thân hình nàng cũng biến thành một cái bóng lờ mờ trong bóng tối chỉ là trương tiểu Phạm lại cảm nhận rất rõ ràng bản thân nàng đang ở phía trước ở trong đêm mưa gió bão bùng, thân hình ôn nhu ấy, ở trước mặt hắn nhẹ nhàng ngồi xuống. Mưa càng tuôn gấp, gió thêm lồng lộng. Sâu thẳm nơi rừng cây, tưởng như có yêu ma gào thét, rền rĩ vang vọng. Một bàn tay mát lạnh, run rẩy nhẹ nhẹ, vuốt qua mái tóc của Trương Tiểu Phàm, một âm thanh dường như mộng mị, ở trong đêm mưa gió này, thỏ thẻ rằng, đừng sợ, sẽ qua nhanh thôi. Ta ở tại nơi đây bồi tiếp ngươi. Âm y tiếng sấm hình như chấn vỡ cả trời đêm, chấn nát cả tâm phách. Xét chớp dữ dội, trong mưa gió gầm rú, trong lúc những giọt nước mưa lạnh buốt hệt như yêu ma nhảy múa cuồng loạn, gương mặt rất mực ôn nhu đó, một đôi mắt ấm dịu ấy, thân hình tuyệt đẹp như trong giấc mộng mờ, bồi ở cạnh bên mình. Nàng dầm mình trong mưa gió, nhỏ giọng tự nói, đối cùng Trương Tiểu Phàm, lại tưởng như là đối với lòng mình, nhỏ nhẹ thì thầm, ngươi cứu ta che chở ta, không tiếc đến tính mạng mình, ta cũng đối với ngươi y hệt vậy, khổ sở trong lòng ngươi, trời biết ta biết, ta không thể nào chia sẻ cùng ngươi, thế thì chịu khổ cùng ngươi vậy. Tổng hy vọng có một ngày, ngươi có thể cùng người yêu trong lòng, vui vui vẻ vẻ cùng nhau. Lời nói càng lúc càng nhỏ dần rồi từ từ tan mất mưa gió thêm dữ dội thân hình yếu mềm đó như cọng cỏ bị thương trong gió đung đưa không ngất trương tiểu phẩm trong lòng hoảng hốt như mơ lại như ảo sắc đêm đen tuyền bầu trời lặng câm mưa gió hoành hành đã lâu mới vừa dịu lại trương tiểu phạm toàn thân lạnh lẽo hàng khí xâm nhập nội thể chân cẳng đã sớm tê cống biết rằng sau vụ này nhất định sẽ bệnh nặng một trận chỉ là bất cứ giá nào hắn cũng không chịu đứng dậy đi trú mưa ở trong màn giá rét ấy lại thấy từ cánh tay phải truyền đi một hơi ấm áp như có như không từ từ chuyển đi trong cơ thể hắn trừ đi không ít hàn khí tự hồ như phát ra từ pháp bảo huyền hỏa giám ở trên tay phải hắn Trương Tiểu Phạm bỗng lại nghĩ tới người con gái vừa rồi hệt như quỷ mị, trong lúc hoảng hốt thấy như là Lục Tuyết Kỳ, nhưng lúc ấy nhìn coi, lại không rõ bóng người ở đâu, cũng không biết là đi rồi hay chưa từng xuất hiện qua. Nghĩ đến đó, miệng hắn nở một nụ cười khổ, hất hất đầu, nước mưa vẫy tứ tung. Ở trong lúc ấy, rõ rõ ràng ràng, ràng nghe một giọng nói, "Tiểu tử ngốc." Trương Tiểu Phạm giật mình, liền quay đầu lại, một tiếng "Lục sư tỷ" gần như tiện miệng phát ra song chỉ thấy từ rừng rậm sâu thẳm một người con gái thông thả bước ra trong tay cầm một cái dù che gió che mưa nhẫn nhơ cười nhìn hắn hắn muôn vạn lần không tưởng nổi là lại gặp người này ở đây mà giáo thiếu nữ bích giao ở trong màn đêm lúc ấy mưa so với lúc nãy đã bớt đi một chút thế nhưng vẫn còn khá lớn ở xa một chút không nhìn rõ ràng trương tiểu phạm lại tưởng mình hoa mắt không ngờ khi định thần nhìn lại quả thật là bích dao, đang cười tươi tắn bước lại trên mặt mang theo một nụ cười chỉ thấy nàng vẫn mặc bộ đồ màu xanh biếc trong tay cầm cây dù vải dầu màu xanh chỉ là mưa to gió lớn rìa áo xiêm bay phấp phới cũng đã bị thấm ướt nhiều chỗ nàng đến gần hơn thì càng thấy rõ những chỗ bị ướt nước mềm mại dán vào da thịt nàng như ẩn như hiện trương tiểu phàm đột nhiên cúi đầu xuống không nhìn nàng nữa bích dao hơi run ở trước mặt hắn ngồi xuống nhìn hắn một lực từ trên xuống dưới cười nhẹ một tiếng nói ngươi thật kỳ lạ khác ngược với người thường mưa lớn thế này một mực muốn quỳ ở đây trừ phi đây cũng là pháp môn tu hành của thanh vân môn các người trương tiểu phàm bực mình trừng mắt nhìn nàng lại chỉ thấy gương mặt bích dao nở rộ nụ cười ở trong đêm tối không ngờ lại dịu dàng ấm áp như nước không dằn được được hẳn người ra âm đung tiếng sấm rầm, rầm từ mây đen nơi góc trời truyền lại gần như trước đấy một khắc một làn xét cực lớn xẹt ngang như rạch bầu trời đêm làm hai mảnh chấp lên một cái vừa mới biến mất theo sau sấm xét là mưa trưa đầy trời xem chừng lại lớn trở lại bích dao câu mày lại nhân tiện nhìn về phía trước trương tiểu phàm bỗng nhiên phát giác những hạt mưa vốn đập vào thân thể hắn gây đau đớn đột nhiên giảm đi ít nhiều cả người giống như là đang bị đè nặng bỗng nhiên được giải thoát một lượt cảm thấy nhẹ nhàng hắn ngước đầu nhìn là do bích dao đưa dù qua một nửa che nước mưa cho hắn nhưng cơn mưa ấy quá lớn, bích Giao che chở cho Trương Tiểu Phàm, tự mình không khỏi có chỗ sơ hở, trong chớp mắt nửa thân mình đã ướt đẫm nước. Trương Tiểu Phàm thấy trong lòng ấm áp, nhìn không được nên lấy tay đẩy cây dù trở lại, nói nhỏ, cô vừa trải qua một cơn bệnh nặng ở tích huyết động, cẩn thận coi chừng lành đó. Bích Giao tự hồ như rung lên, ngó nhìn Trương Tiểu Phàm. Trương Tiểu Phàm bị nàng nhìn một cách lạ lùng, lấy làm kỳ hỏi, gì thế hả? Bích Giao chúng miệng cười, thần sắc tự như vui vẻ vô cùng, nói, nguyên lai tên tiểu tử ngươi đây, cũng biết quan tâm đến thân ta sao? Trương Tiểu Phạm trên mặt ửng hồng, có điều may mắn là trong đêm mưa gió thế này rất khó mà nhìn thấy, liền phàn nàn rằng, tôi đây chỉ sợ cô đợi sau này mắc bệnh lại kiếm đến tôi thôi. Bích Giao nhích qua gần bên hắn một chút, đương thời liền cùng hắn ngồi sát nhau chung một chỗ, hơi khác là Trương Tiểu Phạm đang quỳ, còn Bích Giao thì ngồi kề bên. Cũng trong lúc ấy Bích Giao lại đưa dù qua bên hắn, chắn ở phía trên hai người che chở gió mưa. Trương Tiểu Phạm chỉ cảm thấy trong gió mưa bên cạnh hắn lại có chút dịu dàng ấm áp, chút hương thơm thoang thoảng, ngấm ngầm truyền lại, nhìn không được liền nhìn sang bên cạnh, nào ngờ Bích Giao lại cũng đang nhìn hắn, hai người bốn mắt nhìn nhau, đồng thời cùng trung lên. Qua một hồi, Trương Tiểu Phạm dời ánh mắt đi trước tiên, chỉ là không biết vì sao, trong lòng của hắn lại bắt đầu dao động dữ dội. Ngay cả Bích Dao mà lúc nào cũng luôn miệng nói năng, lúc ấy cũng yên lặng hẳn đi, im ắng ngồi bên cạnh Trương Tiểu Phạm, bầu bạn cùng hắn, chỉ là nàng không để ý đến hắn, im liền cầm dù đưa qua người Trương Tiểu Phạm một chút, vì hắn mà che chắn gió mưa, Trương Tiểu Phạm ở trong lúc trầm lặng đầy rối loạn trong lòng, thình lình chợt nghĩ đến một việc, không nhìn nổi bèn la lên một tiếng thất thanh, liền vội qua đầu nhìn Bích Giao, trên mặt hiện rõ vẻ lo lắng, nói gấp: "Cô, cô làm sao mà có thể đến đây vậy?" Bích Giao ngược lại không lấy làm lạ trước phản ứng của hắn, chỉ nhẹ nhàng cười, âm thanh xa xôi, ở trong tiếng mưa gió đầy khắp đất trời, nhìn theo hắn ảm đạm nói: "Ta đến đây là để gặp ngươi á?" Trương Tiểu Phạm hạ thấp giọng xuống, nhưng vẻ lo âu trong âm thanh lộ đầy qua lời lẽ, nói: "Chung quanh chỗ này đều là người trong chính đạo, không cần kể đến các vị tiền bối của Thiên Âm tự và phần hương tốc, ngay cả Thanh Vân môn tôi đây tùy tiện kêu ra một vị trưởng lão, cô sẽ chết không có đất chôn. Cô còn không mau chạy đi?" Bích Giao lại dường như không động đại gì, chỉ là cười cười nhìn thần sắc lo lắng của Trương Tiểu Phàm, bỗng thở dài, nói: "Tên tiểu tử thúi ngươi, xem ra cũng lại còn mấy phần lương tâm." Trương Tiểu Phàm nhất thời câm lặng, không nói nên lời. Chỉ nghe được lời nói lo đầu của Bích Giao, "Ngươi không phải là ở bên chính đạo sao? Ngươi không phải là chính ta bất lưỡng lập sao? Sao lại còn chưa kêu người bắt ta?" trương tiểu phạm trong lòng lo âu nghe lời ấy của nàng lại như là những lẽ phải thông thường trong lòng chấn động mồ hôi lạnh ra đầy mình hắn ở trong mắt người ngoài tuy rằng không giống như lâm kinh vũ cùng sư tỷ điện linh nhi có tư chất hơn người tuyệt đỉnh thông minh nhưng cũng không hoàn toàn ngu ngốc chỉ có điều là trong những năm ở tại đại trúc phong không có một ai coi trọng hắn khiến cho hắn có chút tự ti mặc cảm lúc này nghe những lời chốc giận chốc vui của bích giao trương tiểu phạm liền phản ứng qua cảnh huống của bản thân hắn lúc ấy quả thật vô cùng không ổn không nói tới bản thân mang tội bị sư phụ trách phạt ngay như lúc này mà bị đồng môn phát hiện tự nhiên cùng một thiếu nữ ma giáo gần nhau ở chung một chỗ chỉ sợ là có miệng cùng người cũng không giải thích cho rõ được nghĩ đến hậu quả đó trong đầu trương tiểu phàm ông lên một tiếng vang bất luận thế nào cũng không thể suy nghĩ tiếp nữa trong lòng rối nùi chỉ muốn mở miệng kêu gọi đồng môn đâu ngờ ánh mắt nhìn một cái thấy vai bích dao đang dựa vào thân mình mà giờ đây mưa to gió lớn nàng lại cầm phần lớn chiếc ô đại khái che ở trên đầu mình bản thân nàng thì nửa bên người đều bị ướt hết xiêm áo đó dán chặt vào trên da thịt nàng phản chiếu ở trong mắt nàng ngay cả ở trên khuôn mặt trắng như tuyết của nàng cũng có những giọt nước mưa động lại thành hạt từ từ chảy xuống tiếng kêu hô ấy trương tiểu phàm không làm sao mà kêu lên được cô cô cần chi phải khổ thế này trương tiểu phàm cúi thấp đầu xuống nói nhỏ tôi cũng đoán rằng cha cô nhất định là một đại nhân vật thiết nghĩ thường ngày cô là một đại tiểu thơ được đối xử tôn kính hà tất lại vì một tên thanh vân đệ tử nho nhỏ tôi đây mà mạo hiểm đến chỗ này chịu khổ gió mưa réo rít đất trời héo hắt trong đêm mưa mênh mông dường như cả thế gian đều chỉ còn lại một chỗ này chỉ có mỗi hai người họ mà thôi Bích Giao hình như cảm thấy hơi lạnh, nàng tựa sát về phía Trương Tiểu Phàm một chút, động tác thân thiết này lại quen thuộc quá, giống như hôm đó ở trong tích huyết động, hai người bọn họ trong tình cảnh sống bên đầu. Tiếng nói của nàng, giờ đây cũng mang theo mấy phần phiêu hốt, không phải đâu, ta nào có chịu khổ. Ngươi không biết được, cái khổ chân chính ở trên đời đều là do lòng ngươi. Tiếng nói của nàng thấp dần đi, đến đoạn cuối thì nhỏ đến không thể nghe lọt, Trương Tiểu Phàm đột nhiên phát giác, nàng yên yên lặng lặng tựa đầu vào trên vai mình. Tiếng gió, tiếng mưa, gào rú đi qua, Trương Tiểu Phàm chỉ cảm thấy trong đầu mình hoàn toàn trống rỗng, chỉ có một làn u hương ở bên mình trong gió mưa lành lạnh này lại chân thật đến giường nào đang ràng rịt lấy hắn sáng sớm mây tan mặt trời mọc mưa tạnh gió ngừng điền bất dịch một mình bước ra khỏi sơn động xa xa chỉ thấy tên tiểu đồ đệ của mình không ngờ vẫn còn quỳ ở nơi bìa rừng đằng xa một chút động đậy cũng không lão cao mày lại đi qua đi đến gần bên trương tiểu phạm nghe được âm thanh ngẩng đầu lên nhìn thấy là sư phụ điền bất dịch miệng nhấp nháy hai lượt thấp giọng kêu một câu sư phụ điền bất dịch thấy hắn toàn thân y phục đều thấm ướt mái tóc trên đầu không ngừng có nước mưa nhỏ xuống sắc mặt nhìn tái mét rõ ràng là cơn mưa to tầm tã đêm qua hắn đã chịu khổ không ít nghĩ đến đó lão không kiềm được câu mày lúc này lại nghe bên trong dãy sơn động đằng sau lưng thấp thoáng tiếng người truyền lại thiết nghĩ là đệ tử các môn các phái bắt đầu dậy điền bất dịch hừ một tiếng cất bước nhắm hướng trong rừng đi tới đi qua khỏi người trương tiểu phạm một chút lãnh đạm nói ngươi theo ta trương tiểu phạm lập tức đáp lời sẵn muốn đứng lên ai ngờ đứng lên được phân nửa thì ngừng lại bỗng chân cẳng mềm nhũng lại ngã xuống chỉ thấy hai chân tê cống đau đớn không thôi nghĩ cho cùng là do quỳ suốt cả đêm qua mà ra điền bất dịch đi phía trước thân hình dừng lại nhìn xem tự hồ như do dự một chút nhưng rốt cuộc cũng không quay đầu lại vẫn thẳng một mực tiến về phía trước Trương Tiểu Phạm cắn răng, dùng tay xoa bóp hai đùi luôn luôn. Được cái là hắn ngày thường không phải là người lớn lên trong nhung lụa, lúc nhỏ ở đại trúc phong chặt trúc trèn luyện thân thể này đã có hồi đáp, không lâu sau, khí huyết quả nhiên thông suốt, có thể lên đường. Trương Tiểu Phạm đứng lên, nhìn về phía trước, thấy hình bóng của Điện Bất Dịch đã sớm khuất trong rừng cây, lập tức chạy bon bon theo. Không lâu lắm, lúc các đệ tử chánh phái ra khỏi động, không thể nhìn thấy hình bóng hai người bọn họ. Trong khu rừng trên Lưu Ba Sơn, khắp nơi đều là cổ thụ che khuất trời, cây to cỡ một người ông cùng khắp, cho đến to cỡ hai ba người ông, không ngờ cũng có ở đây có lẽ là do nơi đây hoang vắng không có người ở trương tiểu phạm đi theo sau điện bất dịch thông thả bước trong rừng ánh sáng ban mai chiếu xuống từ phía trên tàn cây vung vải trên các lùm cây ở trong rừng sau cơn mưa đó tự hồ như mọi vật đều được gột rửa sạch sẽ khắp mọi nơi đều phủ một màu xanh ngát chợt có một bông hoa nhỏ không tên nở ở nơi tịch mịch không người phát ra một mùi hương thanh nhã nhàn nhạt điền bất dịch đi ở phía trước một mực trầm lặng không nói vóc người béo lùn của lão so với trương tiểu phạm giờ đây thì hắn cao lão hơn nửa cái đầu song trong mắt trương tiểu Phạm, hình bóng con người đó lại hệt như một sơn thần cao lớn huống hồ chi, lúc này trong lòng hắn, sự việc của bích giao cũng như một hòn núi nhỏ đang đè lên hắn, khuấy nhiễu tâm ý hắn, không biết làm sao mới ổn. ở trong lòng đầy phiền loạn của trương tiểu phàm, đương nghĩ có nên nói với sư phụ về chuyện của bích giao hay không, điền bất dịch chợt ngừng bước, xoay mình lại. trương tiểu phàm giật mình, cũng ngừng bước. chỉ thấy đây chính là nơi sâu thẳm ở trong rừng, bốn bề vắng vẻ không người, cổ thụ ung tùng, trừ tiếng chim hót thấp thoáng truyền lại từ xa, tuyệt không còn âm thanh nào khác. điền bất dịch nhìn hắn dò xét từ trên xuống dưới một lượt, mặt lạnh tanh nói, ngươi ngâm trong mưa cả đêm qua, trong mình không có sao chứ? trương tiểu phàm lắc đầu, nhỏ giọng nói, đệ tử có tội phải chịu, không quan hệ gì điền bất dịch hừ một cái nói ngươi trên miệng nói lời hờ hợt trong lòng chắc đang giận ta phải không trương tiểu phạm la lớn một tiếng trên mặt vốn tái xanh lại càng tái thêm một phần nói gấp sư phụ con con tuyệt không có một chút ý tưởng đó đấy là đều do con có tội phải chịu tuyệt không dám trách sư phụ điền bất dịch trông qua tên đệ tử nhỏ ở trước mặt mà lão bỏ mặt bao năm nay thấy trên mặt hắn biểu hiện đầy vẻ lo lắng qua lời nói góc miệng nhất động thở dài một hơi thần sắc trên mặt cũng ôn hòa một ít được rồi hiện giờ tứ phía không người ngươi có lời gì muốn nói cùng ta chăng Trương Tiểu Phàm trong lòng căng thẳng, sửng sốt vì tưởng sư phụ đã biết chuyện về Bích Giao, như nay quan hệ giữa Trương Tiểu Phàm và Bích Giao vô cùng vi diệu, tối qua khi Bích Giao đến, hắn chỉ sợ là đã bị các sư môn trưởng bối biết được, lẽ nào? Trong lúc hắn hàm hồ loạn nghĩ, Điền Bất Dị lại có chỗ nôn nóng, thấy hắn một mực đều không lời, nói: "Ta hỏi ngươi, hôm qua vì sao ngươi lại đột nhiên đối với đại sư huynh ngươi như vậy?" Trương Tiểu Phàm trung người, hiểu ra sư phụ thực tế không chỉ về vụ Bích Giao, liền thấy nhẹ nhõm. Nhưng liền theo đó thì hả miệng mà không nói ra lời, hắn tóm lại không thể nói là vì nhìn thấy Điền Linh Nhi cùng Tề Hạo ở chung một chỗ mà mất đi lý trí, huống chi ngay cả bản thân hắn cũng không nói rõ được một luồng sát khí kỳ dị kiềm chế lấy tình cảm bản thân trong lúc ấy rốt cuộc là gì điền bất dịch đợi cả nửa ngày thấy trương tiểu phạm ấp úng mà vẫn không nói nên lời chợt cười lạnh một tiếng nói ngươi có phải là vì thấy linh nhi cùng tề Hào ở cùng chung một nơi do đó sinh lòng bất mãn trương tiểu phạm hoảng hồn biến sắc chỉ cảm thấy trong đầu vang lên một tiếng ông cả người ngay ra tại chỗ chuyện hắn đơn phương luyến mến điền linh nhi vốn là điều bí mật tuyệt đối của hắn chưa hề nói qua cho ai biết cả nào ngờ giờ đây bỗng bị vị sư phụ mà hắn kính sợ nhất hững hờ nói ra nghiêm túc mà nói có thể so với sấm sét chấn động trời đất đêm qua cũng muốn chấn động hồn phách trong nhất thời hắn hầu như không thể cử động ngay cả khí lực để phủ nhận cũng không có chỉ là nhìn lấy điện bất dịch há hốc mồm cả một chữ cũng chẳng nói nên lời chương 62, cố nhân bình minh rừng rậm như cũng sáng bừng dưới ánh mặt trời những tia nắng sớm xuyên qua tán lá sung xuê chiếu rọi lên hai thầy trò điện bất dịch và trương tiểu phàm tiểu phàm đứng trước mặt thầy với dáng vẻ hổ thẹn ngần ngừ cả nửa ngày mới ấp úng thốt lên được một tiếng sư phụ khuôn mặt vốn xanh sao nhợt nhạt giờ đỏ ửng trong thật tội nghiệp điền bất dịch vẻ thương hại lẫn tức giận nhìn tên tiểu đồ đệ hừ một tiếng rồi quay người bước đi tiểu phàm đứng như chôn chân tại chỗ lòng có muôn vàng lý lẽ muốn phân bua với thầy nhưng lúng túng không thể thốt thành lời bí mật sâu kín trong lòng này bị người mình kính trọng nhất biết được vốn không thể không giải thích nhưng biết nói sao cho phải đây cảm giác lo lắng sợ hãi làm hắn cứ đứng như chết chân điền bất dịch quay đi vài bước thì dừng lại tiểu phàm đứng ngay đằng sau thầy đến thở cũng không dám thở mạnh mãi lâu sau điền bất dịch mới chậm rãi nói vậy là hôm đó bí chiêu thái cực huyền thanh đao là do linh nhi truyền cho người Tiểu Phàm giật thót mình nhưng nghe nói đến Điền Linh Nhi, hắn từ đâu không biết lại cảm thấy chút dũng khí, vội vàng đáp: "Sư phụ, việc này không phải lỗi tại sư tỷ, là tại con, là con đã năng nỉ sư tỷ truyền cho." Điền Bất Dịch quay lại trừng mắt nhìn Tiểu Phàm. Tiểu Phàm lập tức im bặt bởi hắn hiểu nếu mình mã nói nữa ắt sẽ không giấu nổi sư phụ. Thế là hai thầy trò lại lặng thinh. Tiểu Phàm cúi đầu, lòng rối như tơ vò, đúng lúc đó thình lình Điền Bất Dịch lên tiếng, lão thất, Tiểu Phàm giật mình ngẩng đầu nhìn lên, hốt hoảng: "Sư phụ!" Điền Bất Dịch nhìn hắn, chậm rãi: "Người ra nhập môn phái cũng sắp được 5 năm rồi phải không?" Tiểu Phàm vội vàng đáp: "Dạ phải, sư phụ." Điền bất dịch giọng hòa hoãn hơn hôm ta thu nhận người kỳ thực cũng chưa xem xét kỹ trình độ của người bây giờ quả thực ngoài sự tưởng tượng của ta tiểu phàm nghe xong lòng vô cùng cảm kích nhưng không biết làm sao diễn tả thành lời đành ông nổi biết ơn trong lòng cứ đứng nhìn sư phụ điền bất dịch nói tiếp còn về việc người thầm yêu linh nhi tiểu phàm cuốn lên sư phụ đây đều là lỗi của con con không nên điền bất dịch lường hắn một cái ta đã nói người sai bao giờ tiểu phàm há miệng ngay người quả thực hắn đã bị điền bất dịch dọa cho đến sắp té xỉu điền bất dịch lại hừ một tiếng rồi nói người đang lúc trai trắng, lại không phải hòa thượng chùa thiên âm sống với linh nhi từ nhỏ nên có tình cảm với nó thì có gì là lạ Người nghĩ sư phụ sống trên đời ngần ấy năm, đến điều này mà cũng không thông được hay sao? Trương Tiểu Phạm cúi đầu, bỗng thấy mắt cay cay, những câu nói ấm áp nhất trên đời có lẽ cũng không bằng mấy lời lạnh lùng này của thầy. Điền Bất Dịch ngừng một lát rồi nhẹ giọng, nhưng Linh Nhi thì khác, ta nhận thấy nó như có vẻ thật lòng với Tề Hạo. Với người, ta e là nó chỉ coi như tiểu đệ mà thôi, người có hiểu không? Tiểu Phạm gật đầu, mắt nhìn xuống đất, vâng, con biết ạ. À, Điền Bất Dịch điềm tĩnh, ta luôn phản đối quan hệ của hai đứa nó, không phải vì ta ghét bỏ gì Tề hạo, mà là vì, nói đến đây, lão cao mày rồi đột một chuyển chủ đề, về mặt đạo pháp tuy người có tiến bộ nhanh hơn ta mong đợi nhưng so với tề ngô thì còn chưa thấm vào đâu. Điền bất dịch chăm chăm nhìn tiểu phàm rồi chậm rãi hỏi, người có hiểu ý ta không? Tiểu phàm cấn chật môi, mãi mới thốt ra hai tiếng, con hiểu. Điền bất dịch gật gật đầu, thở dài rồi bước tới vỗ vai tiểu phàm, việc đã qua, cứ để cho nó qua đi. Tiểu phàm xúc động khi cánh tay ấm áp của thầy đặt lên vai, gật đầu lia lịa. Điền bất dịch nhìn trời một lát rồi thốt, chúng ta cùng về chứ. Tiểu Phàm ngẩng cao đầu bước lên vài bước, hít sâu một hơi rồi buông hai bàn tay đang nắm chặt ra, nhưng cảm giác bị một sợi dây vô hình trói buộc vẫn không sao dứt bỏ được. Hắn cười khổ não, cố lấy lại tinh thần bước theo thầy. Khi hai thầy trò về đến lưng chừng sơn động thì các huynh đệ trong môn phái đã tụ tập đông đủ. Điền Linh Nhi đang đứng đợi ở cửa sơn môn, vẻ vô cùng lo lắng. Nhìn hai người trở về, nàng vội chạy ngay đến, sầm soi Tiểu Phàm một lát, thấy hắn như không bị trách phạt gì mới thở phào, nhẹ hỏi một câu, "Tiểu Phàm, mới sáng sớm đã cùng cha ta đi đâu thế?" Tiểu Phạm thấy Linh Nhi nhìn mình với ánh mắt dịu dàng quan tâm, trong lòng lại càng chua sót, nhưng ngoài mặt tỏ ra thản nhiên cười đáp, không có gì, sư phụ cùng đệ đi dạo rồi dạy bảo vài câu, bây giờ đã tha thứ cho đệ rồi, Điền Bất Dịch đang đi phía trước, nhưng nghe thấy những lời của Tiểu Phạm, hừ, một tiếng chậm chậm bước vào sân động. Lão nhìn thấy Tố Như vợ mình đang mỉm cười đứng đón, nét mặt vẫn không thay đổi, chỉ nhìn bà một cái rồi lặng yên bước qua. Trận phong ba nho nhỏ đến lúc này coi như đã lặng yên. Những ngày tiếp sau, Tiểu Phạm sáng tối đều ở cùng các sư huynh. Vốn được các sư huynh yêu thương dạy bảo từ tấm bé, xa cách lâu ngày nay gặp lại, cảm giác gần gũi không bút nào tả xiết cả vĩnh đại nhân cũng đã rộng lòng bỏ qua chuyện tiểu phạm thất lễ với anh ta hơn nữa còn nói đỡ vài câu cho hắn trước sư mẫu tố như tình huynh đệ không bị sức mẻ mà càng ngày càng bền chặt lần này nhân số chính đạo đến lưu ba sơn ngoài ba phái lớn là thanh vân môn thiên âm tự và phần hương tốc ra còn có rất nhiều các môn phái khác có cả những môn phái mà tiểu phạm chưa hề nghe tên họ đều muốn vì công lý chính đạo quyết không đội trời chung với phe ma giáo trong ba đại phái có mặt lần này ngoài thương tùng đại nhân và điền bất dịch ra các vị tiền bối hai phái kia vẫn chưa đến nơi mọi việc vì thế hầu như đều do điền bất dịch cắt đặt cứ như vậy trong ba ngày tại lưu ba sơn tiểu phạm đã lần lượt gặp được đến mấy người quen có cả lý tuân yến hồng của phần hương cốc tiếp theo hắn lại tái ngộ thạch đầu gã đang đứng cùng một lão giả dáng người gầy gò nhỏ bé giữa một đám tăng nhân thiên âm tự tiểu phạm vui mừng bước lại gần chào bạn hữu thạch đầu cũng mừng rỡ không kém chào hỏi săn sái rồi kéo tiểu phạm lại giới thiệu với sư phụ đại lực tôn giả lúc này tiểu phạm mới ngớ người ra hắn vốn nghĩ người được thiên âm tự phong danh kim can môn cả sư phụ hắn điền bất dịch cũng thường xưng tụng là đại lực tôn giả này phải cao to khôi vĩ sức khỏe vô song nào ngờ người đứng trước mặt hắn lại thấp bé nhỏ thó thạch đầu thấy tiểu phạm cứ ngẩn người ra, bèn cười, trương huynh đệ, sao đệ còn không nhanh ra chào sư phụ ta đi? tiểu phạm lúc này mới chợt tỉnh lại, vội nói, lão tiền bối, đệ tử là trương tiểu phạm thanh vân môn, sớm đã nghe đại danh của ngài. lão giả hừ một tiếng, lạnh lùng đáp, được rồi. nói rồi lại quay người nói chuyện với một tăng nhân thiên âm tự pháp tương Sư điệt, xin hỏi, lệnh sư phổ hoàng thượng nhân đóng cửa tòa thiền đã lâu, đến nay không biết đã xuất quan chưa? Pháp Tương mỉm cười, xin thưa, trong bản tự tuy ân sư là trụ trì nhưng đã từ lâu mọi việc thế tục đều do tiểu tăng phò tá phổ không sư thúc lo liệu. Lần này sư thúc vốn muốn đến sớm nhưng trong bản tự còn nhiều việc phải giải quyết nên người bảo tiểu tăng đi trước rồi người sẽ đến sau. Đại lực tôn giả gật đầu, có người đến trước là được rồi, ta có nghe sư phụ người và phổ. Không thiền tăng không đến được. Nhưng sau Tứ sư Thúc Phổ Phương vốn rất hận ma giáo lại, thấy ánh mắt nghi ngờ của Đại Lực Tôn giả, Pháp Tương liền nhẹ đáp, có lẽ ngài không biết, 5 năm, năm trước, khi Tam sư Thúc Phổ Trí Thiền Tăng bất ngờ qua đời, tiểu phàm giật mình, đúng lúc này Pháp Tương không biết vô tình hay hữu ý quay nhìn về phía hắn, rồi ngoảnh về Đại Lực Tôn giả nói tiếp, giao tình giữa Phổ Phương sư Thúc và Phổ Trí sư Thúc là thâm sâu nhất. Từ đó về sau, Phổ Phương sư Thúc liền ở trong chùa tỉnh tâm niệm Phật kinh, không ra ngoài nữa. Đại Lực Tôn giả gật gật đầu rồi thốt tà một tiếng. Pháp Tương mỉm cười nói tiếp, có điều, đây không hẳn là việc không may, đại lực tôn giả ha ha cười, phải, phải, các vị thiền tăng đều muốn viên mãn công đức, đâu như những người phàm trần chúng ta, không có duyên với cửa Phật, suốt ngày chạy đó chạy đây, Pháp Tương cũng mỉm cười, tiền bối cứ nói vậy, ngài và thiên âm tự của tiểu tăng vốn cùng một cội nguồn, về điều này ân sư và phổ không sư thúc vẫn thường hay nhắc với tiểu tăng, thỉnh ngài thượng tọa, nói rồi tránh sang bên. Đại lực tôn giả nói vài câu khiêm nhường rồi cả hai cùng bước vào lâu sở của phe chính đạo. Thạch đầu giơ tay kéo áo tiểu phàm hỏi nhỏ, để có thấy không, có vẻ như vị Pháp Tương trẻ tuổi kia là người đứng đầu của đám tăng nhân thiên âm tự đấy, tiểu phàm gật gật đầu tiếp xúc với nhiều nhân vật chính đạo, hắn phát hiện ra một điều là trong số các tăng nhân thiên âm tự đến Lưu Ba Sơn lần này, Pháp Tương tuy còn trẻ tuổi nhưng đã tỏ ra người rất có phong độ, rất có khả năng làm người đứng đầu. Mỗi lần cần ứng khẩu thì người ra mặt thường là Pháp Tương chứ không phải là mấy vị sư già kia. Xem ra Pháp Tương đúng thật xuất sắc, là hạt giống của thiên âm tự. Tiểu Phạm lúc này vốn đang nghĩ đến những lời của Pháp Tương về phổ trí thiền sư nên không để ý thấy thạch đầu đang lầm bầm bên cạnh, chỉ câu cuối cùng lọc vào tai hắn, ta thấy hắn cũng đâu có gì ghê gớm, đến nói cũng nói sai. Tiểu phàm giật mình hỏi, huynh vừa nói gì? thạch đầu nhìn xung quanh cúi đầu nói nhỏ ta còn nhớ trước đây nghe nói trong phật môn ai có công đức viên mãn thiện trung thì khi mất sẽ được gọi là viên tịch thế mà hắn lại nói là qua đời gì gì đó thật khiến người ta thấy khó chịu người tốt như phổ trí thần tăng mà hắn cũng này trương huynh đệ sắc mặt đệ sao khó coi thế trong lòng tiểu phạm đang rối như tơ vò nên hắn chỉ cười gượng gật gật đầu rồi thẫn thờ đi về phía thanh vân môn khiến thạch đầu nhìn theo mà thắc mắc mãi không thôi chẳng bao lâu tiểu phạm đã ở lưu ba sơn được nửa tháng trong nửa tháng này các nhân sĩ chính phái đã nhiều lần đối đầu với phe ma giáo không những thế còn lùng sục quyết tìm được chúng nhưng là một điều mà giáo dường như không muốn đánh nhau mỗi lần chạm trán chỉ đấu vài hiệp là chạy biến đi trước đây nghe nói ma giáo tụ tập ở hòn đảo hoang này để tìm quỷ kế hại thiên hạ nhưng sau lúc này xem ra lại không giống thế nếu coi phe chính đạo là kẻ thù thì bọn chúng phải ra quyết một trận sống mái mới phải còn như biết hai vị chủ trì thanh vân môn đã đến đánh không lại thì phải tìm đường mà rút đi chứ sao bọn chúng cứ đánh không ra đánh mà lui cũng chẳng thành lui lưu ba sơn tuy lớn nhưng không khó phát hiện ra tung tích địch nhân song muốn tìm tận sao huyệt của ma giáo thì lại không dễ dàng chút nào cứ liệu mạng xông vào thì chắc sẽ phải trả giá đắt các nhân sĩ chính đạo vì vậy cứ ở ngoài suy đoán rốt cuộc thì ma giáo đang làm gì trên hòn đảo hoang này suốt mấy ngày cùng sư phụ và các sư huynh đi truy tìm ma giáo trong lòng tiểu phạm lúc nào cũng rối bời nếu chẳng may gặp bích giao thì không biết phải làm thế nào đúng như hắn trước đây đã lo bích giao cũng đến hòn đảo này hội diện cùng ma giáo nhưng từ sau cái đêm mưa gió ấy tiểu phạm không gặp lại nàng tiểu phạm lục tuyết kỳ và nhiều người đều nhận ra niên lão đại giả cậu đạo nhân cùng nhiều nhân vật khác của ma giáo xuất hiện không ít lần nhưng quan sát kỹ thì thấy dường như bọn chúng không định đánh nhau mà đang tìm một vật gì đó thương tùng đạo nhân và điền bất dịch đều là những cao nhân tu hành nhiều năm trải đời hiểu sự lâm phải tình thế này cũng không biết phải làm sao một chiều tối hai người mới mời đại diện của thiên âm tự và phần hương cốc tới thương nghị người từ thiên âm tự tất nhiên lại là pháp tương còn đại diện cho phần hương cốc không ai khác ngoài lý tuân xem ra hai người này đều là bậc anh tài của lớp trẻ nhưng khi đứng trước mặt thương tùng đạo nhân và điền bất dịch thì lại tỏ ra thập phần cung kính sau khi chào hỏi xong thương tùng đạo nhân mở lời hai vị sư điệt lần này các môn phái chính đạo chúng ta đến đây là để tiêu diệt ma giáo vì vậy nhất định phải nhờ cậy sự trợ giúp của hai vị bần đạo xin có lời cảm ơn trước pháp tương và lý tuân cúi đầu cùng đáp không dám nếu có yêu cầu gì mong thương tùng sư thúc cứ căn dặn điền bất dịch giơ tay mời pháp tương lý tuân hai người ngồi xuống rồi nói chúng ta đến đảo hoang này đã được nửa tháng đúng là ở đây có không ít nhân số ma giáo nhưng ta thấy hành tung bọn chúng rất bí hiểm không biết hai vị sư điệt có cao kiến gì không pháp tương lý tuân nhìn nhau cùng lắc đầu Thương Tùng hỏi Lý Tuân, Lý Sư Điệt, tin tức lần này là do phần hương cốc các vị báo cho, xin hỏi quý phái có biết gì hơn về tình hình bọn chúng không? Lý Tuân đứng trước hai vị tiền bối lừng danh thiên hạ nên rất khiêm tốn đáp lại, hồi bẩm Thương Tùng sư thúc, tin tức lần này là bị phái vô tình biết được. Từ sau khi ma giáo phục hưng, đột nhiên có rất nhiều tên đi về phía Đông Hải Lưu Ba Sơn, còn đi về đây để làm gì thì bị phái quả thật không biết. Thương Tùng và Điền Bất Dịch quay đầu nhìn nhau, Pháp Tương bỗng lên tiếng, hai vị sư thúc, theo bận tăng quan sát mấy hôm nay thì thấy người của ma giáo trèo lên từng ngọn núi, đến mỗi nơi đều sục sạo rất kỹ càng, cứ như đang tìm kiếm gì đó vậy thương tùng trầm năm ta và điền sư đệ cũng nghĩ như vậy nhưng không đoán ra bọn chúng rốt cuộc là đang tìm vật gì chỉ chắc chắn một điều vật đó phải rất quan trọng điền bất dịch cho mày nghĩ một lát rồi nói nếu đã như vậy thì chúng ta có nghĩ nát óc cũng không ra có điều ma giáo vốn thâm độc chúng ta phải luôn luôn phòng bị tranh thủ ban ngày cố gắng truy tìm đợi đến khi tiền được hang ổ thì sẽ tiêu diệt hết cả bọn chúng trừ hại cho thiên hạ pháp tương và lý tuân đồng thanh đáp phải thương nghĩ thêm một lát hai người xin cáo lui thương tùng nhìn họ bước đi bỗng nhiên nói điền sư đệ ta thấy tư chất hai người trẻ tuổi này không tội chút nào Điền Bất Dịch gật gật đầu, Thương Tùng đạo nhân nói tiếp, nhất là pháp tương của Thiên Âm tự, đôi mắt đen trong, khóe mắt như có hào quang, ánh mắt dịu dàng mà không tán. Chắc là ở đại pháp Thiên Âm tự, đại phàng bát nhã đã có thành tích lớn. Điền Bất Dịch cười lạnh lùng đáp, huynh cũng chớ xem thường Lý Tuân. Vừa nãy trước mặt chúng ta, hắn đã tỏ ra rất mực khiêm tốn, nhưng nghe tên độ đệ bất tài của đệ nói, đạo pháp không thương sơn và hỏa long động của hắn chẳng thua gì pháp tương đâu. Thương Tùng khàn một tiếng, đáp, mấy trăm năm nay Thiên Âm tự và phần hương Tốc luôn nắm ngầm có ý đồ vươn lên thay thế thanh vân môn chúng ta làm thủ lĩnh chính đạo, nên mới dốc sức đào tạo ra những học trò xuất sắc lần này phải chúng tới đây phần nhiều là để ra oai với ta điền bất dịch nhìn thương tùng một thoáng rồi đáp cũng có thể nhưng chỉ cần có mấy môn hạ đệ tử xuất sắc của huynh thì còn sợ gì bọn họ thương tùng nghe vậy biến sắc mặt lạnh lùng hỏi điền sư đệ để nói như vậy là có ý gì điền bất dịch đứng lên đáp để thì còn có thể có ý gì được đây môn hạ có tên đệ tử ngu ngốc tỷ thí ở thất mạch may thắng được vài hiệp đã to gan dám ra đấu với đệ tử đắc ý nhất của huynh nhưng không ngờ nơi ấy lại là chỗ ở của ma giáo sau khi loạn chiến với ma giáo thì đã bị thương bị bỏ lại nơi cổ quật. nếu mạng nó không lớn thì giờ này đã nằm đó không về mặt thương tùng lộ sắc giận nói to điền sư đệ để nói rõ ra đi cái gì là bị bỏ lại nơi cổ quật sau khi bọn tề hạo trở về ta cũng đã hỏi qua lúc đó đúng là lục tuyết kỳ của tiểu trúc phong bị thương quá nặng bọn chúng đã tìm bao ngày mà không thấy tâm tích của đồ đệ đệ lại còn dưới vực tử linh đó có không biết bao là âm linh quái thú mới buộc phải quay về chứ ai có ý định vứt bỏ hắn ta đâu kể từ đây hai người bắt đầu to tiếng điền bất dịch nhìn thương tùng một hồi rồi cao giọng không phải nếu đổi lại là đồ đệ của huynh bị lạc không biết sống chết ra sao thì huynh đã lật tung cả trời lên rồi giọng cả hai mỗi lúc một gay gắt vọng ra cả ngoài động đệ tử thanh vân môn nghe được liền lũ lượt kéo vào xem hai người đều là những người hiểu lễ nghĩa không muốn xấu mặt trước hậu bối trong phái nên điền bất dịch mới hừ một tiếng rồi lạnh lùng bỏ đi lát sau tề hạo và lâm kinh vũ bước vào hai người này là đồ đệ được thương tùng xem trọng nhất cũng chỉ có họ mới dám lại gần khi ông ta không vui tề hạo rụt rè hỏi sư phụ sao người lại lớn tiếng với điền sư thúc thế ạ à? lâm kinh vũ đứng bên hầm hầm nói người này thật là nhỏ nhen chẳng có tư thế của bậc tiền bối gì cả thương tùng nghe vậy lớn tiếng quát ngầm miệng lâm kinh vũ giật thót mình vội cúi thấp đầu vâng sư phụ thương tùng trừng mắt nhìn hắn một cái rồi quay sang tề hạo sư thúc vẫn còn nhớ chuyện các người bỏ lại tiểu phạm trước đây ông ta khàn một cái rồi chậm rãi tiếp các người chớ có tưởng hàng ngày điền sư thúc xem thường tên tiểu đồ đệ ấy là thật đó chỉ là biểu hiện trong môn phái thôi còn ở bên ngoài người mà ông ta lo lắng nhất chính là hắn đấy nếu không ông ta đã chẳng nhắc lại chuyện ở cổ cuộc ngay lúc này nói đến đây thương tùng trầm ngâm một lát rồi tiếp người có biết việc tiểu phàm thoát được đại nạn bình an trở về là rất có lợi cho người không tề hạo nhất thời không hiểu ngạc nhiên sư phụ thế nghĩa là sao ạ à? thương tùng cười người chẳng phải đang muốn có quan hệ tốt với con gái linh nhi của ông ta sao tề hạo đỏ bừng mặt thương tùng lại thủng thẫn tiếp tuy ta đã có lời điện sư thúc đã đồng ý cho các người đi lại nhưng rõ ràng là miễn cưỡng sắc mặt điện sư thúc hôm nay cho thấy ông ta rất để bùng chuyện các người bỏ tiểu phàm lại cổ quật nếu vạn nhất hắn không quay về được người liệu có còn cơ hội nào đến gần linh nhi không tề hạo chợt hiểu ra gật đầu li lịa cảm kích cảm ơn sư phụ đã nghĩ cho đệ tử thương tùng vung tay đứng dậy chậm rãi bước vào cửa động nhìn về phía chỗ điện bất dịch lặng im mặt không chút biểu cảm lâm kinh vũ và tề hạo đứng bên nhìn thấy mắt sư phụ sáng quắc chắc chắn đang suy tính điều gì chương 63, mươi giáo à một tiếng hô nhỏ Trương Tiểu Phàm từ trong mộng tỉnh lại, trong bóng đêm nghe tiếng thở nhẹ, cảm giác toàn thân từ trên xuống dưới lạnh toát mồ hôi. Hình như từ bữa nghe pháp tướng nói chuyện về phổ trí, mấy ngày hôm nay Trương Tiểu Phàm đột nhiên lại bắt đầu gặp phải những cơn ác mộng hồi còn nhỏ. Cái cảnh tượng cả thôn bị giết chết đã hằn sâu vào trong lòng ấy, đang đầy trời ngập đất lao về phía hắn, dường như muốn nuốt chửng hắn. Thiêu Hỏa Côn vẫn nằm bên cạnh người hắn, từ thân của cây gậy vẫn truyền đến một cảm giác mát lạnh, dường như tất cả vẫn như trước. Tuy nhiên, sau lúc đó, Trương Tiểu Phàm cũng cảm nhận được từ pháp bảo kỳ lạ buộc ở cánh tay trái của mình, lại dường như phát ra một luồng hơi ấm truyền đến khắp cơ thể, đối nghịch lại với Thiêu Hỏa Côn. Hắn đột nhiên cảm thấy khó thở, trong bóng tối, không ai có thể nhìn thấy hắn nhẹ nhàng trở mình. Ai ngờ rằng, những con người thần thông như vậy, lại có những lúc mệt mỏi chẳng khác người thường thế này, trong bóng đêm những người đang yên giấc ngủ. Bên ngoài thạch động, các hướng đều có đệ tử canh gác, do đó mọi người đều rất an tâm. Nghe tiếng thở đều đặn và nhẹ nhàng của mọi người, Trương Tiểu Phạm đột nhiên cảm thấy run sợ. Từ xa, nghe rất nhỏ, dường như trong giấc mộng cũng phản phất âm thanh dịu dàng mà cô độc của nàng mơ hồ truyền lại. Bóng tối ngăn trở ánh mắt, nhưng Trương Tiểu Phạm cảm thấy mình dường như có thể nhìn thấy rất rõ ràng người con gái tuyệt đẹp đang đứng đó mỉm cười trong đêm khuya tĩnh mịch hình ảnh ấy ngọt ngào chìm vào giấc ngủ chỉ không biết người trong mộng của hắn là ai hắn đưa tay ra nhẹ nhàng cầm lấy thiêu hỏa côn nâng lên ngực để sát bên mình dường như chỉ có cây côn mới có thể làm bạn với hắn không rời bỏ hắn trong lúc hoảng hốt hắn đột nhiên nhớ đến việc thản nhiên đối diện với cái chết của đôi yêu hồ kia nếu như là mình liệu mình có đủ dũng khí để chết cùng người mình yêu thương hay không trong bóng tối hắn lặng lẽ ngẫm nghĩ mặt trời đã mọc ở phương đông từng trận gió biển thổi lại ngày hôm nay trời quang mây tạnh quả là đẹp trời thủ hạ của đại trúc phong đều đã rời khỏi thạch động của mình tế khởi pháp bảo đi như bay về phía lưu ba sơn cẩn thận tìm kiếm cả quãng đường hy vọng tìm thấy bọn ma giáo điền linh nhi một mình một ngựa đi trước hổ phách chu lăng phát ra tia hồng quang dẫn đầu đoàn tống đại nhân và hà đại trí cùng đi ngay sau cô ta đỗ tất thư và trương tiểu phạm đi sau cùng trừ tống đại nhân sử dụng tiên kiếm thập hổ ra những người khác hoặc dùng chu lăng hoặc dùng bảo phán bút lại dùng cả que cờ lò hoặc dùng mấy con xúc sắc quái dị hoặc kê trong tình cảnh các đệ tử thanh vân môn hầu hết dùng tiên kiếm thì quả thật vô cùng kỳ khôi nhưng nơi đó rút cục lại không phải là thanh vân sơn lưu ba sơn nếu không nói đến những người thuộc ma giáo chỉ tính những người thuộc chính phái như bọn họ cũng có đến 10 môn phái các loại pháp bảo khác nhau khắp các môn phái đều có chỗ đặc sắc riêng so với bọn họ thì cũng chẳng có gì là kỳ lạ cả nhưng mà những đệ tử của mỗi môn phái chính đạo này trong lúc không có việc gì làm thì ngồi bàn luận bình phẩm pháp bảo của mỗi người có một cao nhân chỉ ra rằng lần lên lưu ba sơn này pháp bảo trong tay chư vị pháp bảo cố quái nhất còn hơn cả mấy con xúc sắc của đỗ tất thư mà thổ khí lớn nhất quả nhiên lại là thiêu hỏa côn trong tay trương tiểu phạm thanh vân môn đại trúc phong đệ tử có thể thấy thanh vân môn lĩnh tụ thiên hạ quả nhiên ngoại hổ tàng long không thể xem thường không biết là điền bất dịch nếu như nghe được những lời này sẽ nghĩ như thế nào lúc đó đệ tử danh môn chính phái dần dần chia làm ba nhóm bốn phía gió thổi lồng lộng trên lưu ba sơn pháp bảo rít u những ánh hào quang lúc cấp lúc khoảng những ánh chớp sáng rực vượt qua cực kỳ đẹp mắt Trương Tiểu Phàm ngự pháp bảo nhìn về hướng bên cạnh, chỉ thấy đám người danh môn chính phái bay tỏa ra bốn phía thành hình cái quạt. Cách đám đồng đạo của hắn khoảng chừng hơn 10 trượng bên tay phải là những thiếu nữ mặc áo xanh, tự nhiên là đệ tử của Tiểu Trúc Phong. Lục Tuyết Kỳ cũng bay đến giữa hai người, xiêm y e phiêu động phất nhẹ vào vai áo, cùng với dung nhan mỹ lệ lạnh lùng, phong thái tự như xuất trần. Trương Tiểu Phàm trong lòng lay động, không dám nhìn nhiều quay đầu nhìn về hướng khác, lại nhìn thấy cách đó cũng chừng 10 trường, đúng chỗ đám đệ tử của Long Thủ Phong có chừng 6, 7 người, Tề Hạo và Lâm Kinh Vũ đều ở chính giữa. Lúc đó Lâm Kinh Vũ cũng từ xa nhìn lại, gương mặt mỉm cười, vẫy vẫy tay. Trương Tiểu Phàm cũng mỉm cười nhìn lại, phía sau bọn đệ tử Long Thủ Phong vẫn còn có một đám người nữa, nhìn ra hóa ra là đám đệ tử còn lại của Triêu Dương Phong. Đúng vào lúc đó, đột nhiên nghe thấy đằng trước Điện Linh Nhi bỗng la lên một tiếng, Trương Tiểu Phàm lao về phía trước, chỉ thấy Điện Linh Nhi bắt pháp quyết, hổ phách chu lăng lóe ánh sáng đỏ, ô một tiếng, mang theo thân hình mỹ lệ vọt lên trên, tốc độ gia tăng gấp vài lần, tổng đại nhân cả kinh, biết rằng tiểu sư muội tính tình hiểu đồng, lần này xuất hiện cơ hội hiếm có, không như ở trên Thanh Vân Sơn có bao nhiêu là phép tắc, những ngày này một khi đã xuất hiện, thường thỏa chí tung hoành, vì thế tố như sư mẫu lấy làm lo lắng, đã nói con gái bao nhiêu lần rồi, hôm nay trước khi lên đường, lại còn dặn đi dặn lại Tống Đại Nhân phải coi chừng nàng ta. Chỉ vì Điền Linh Nhi từ nhỏ đến lớn được mọi người sủng ái, Tống Đại Nhân một lời nói nặng cũng không nói đến nàng ta, còn làm sao trông chừng được nữa. Trong lúc không biết ra sao, chỉ càng gia tăng tốc độ, cấp đục. Ngày hôm nay nàng vẫn mặc một bộ đồ màu đỏ, phối hợp với màu đỏ của hổ phách Chu Lăng, trông càng thêm phần đẹp đẽ giữa không trung tiếng gió phần phật mãnh liệt nhưng lẫn vào đó là tiếng cười vui mừng của điện linh nhi truyền tới vang trong tai trương tiểu phàm trong lòng hắn nhất thời nóng rang tiểu sư đệ ở bên cạnh bỗng vang lên tiếng nói của tống đại nhân Trương Tiểu Phàm vội vàng quay đầu lại đáp, đại sư huynh, có chuyện gì thế ạ? À? Tống đại nhân cầm thanh thập hổ kiếm, cười nói, tiểu sư đệ, không ngờ cảnh giới đạo pháp của đệ tiến nhanh như vậy, mới có một khoảng thời gian ngắn đã tiến bộ đến như thế này rồi. Trương Tiểu Phạm trong lòng cảm kích nói, đại sư huynh, đều do sư huynh dạy dỗ cả. Tống đại nhân lắc đầu cười nói, huynh thật không dám chiếm công, để xem vừa nãy tốc độ phi thân của đệ so với ta và lão tam, lão lục đều nhanh hơn nhiều rồi. Trương Tiểu Phàm giờ mới phát hiện, thì ra lúc nãy khi phát hiện ra Điền Linh Nhi bay tốc độ nhanh, lòng hắn đương lúc lo lắng bèn tăng tốc độ đuổi theo, không chú ý ở bên mình, không ngờ đã bay qua ba vị sư huynh ở phía trước, tuy nhiên xem chừng lúc đó tống đại nhân và hà đại trí bay phía sau mình thần khí rất an nhàn chỉ sợ thực sự muốn bay lên vì tất đã kém hơn mình trương tiểu phạm đang lúc đó mặt đáp đại sư huynh đệ hắn vừa nói dở chừng điền linh nhi ở phía trước quay đầu lại mặt cười rạng rỡ vừa nhìn thấy trương tiểu phạm càng thêm hứng khởi nói lớn tiểu phạm bay thế này thật thống khoái phải không để xem xem trời cao bao nhiêu gần bao nhiêu trương tiểu phạm quay đầu lại hít thở sâu lộ vẻ mặt tươi cười trời quang mây tạnh xanh thẳm vô cùng quả thật làm lòng người sảng khoái tinh thần vui vẻ nhưng mà làm sao có thể bị được với nụ cười của người con gái mà hắn thương yêu từ sâu thẳm đáy lòng điền linh nhi đón gió thổi qua chỉ thấy trên đầu là trời dưới chân là núi xanh phía xa lại càng mênh mang vô bờ bến hải dương xanh thẳm mắt ngước ra phía xa mà ngắm nhìn biển trời kéo dài một tuyến xinh đẹp vô cùng giang sơn như vẻ đẹp không thắng thu điền linh nhi tâm tư thoải mái miệng chúng chín cười lúc quay đầu thân hình di chuyển lại gần trương tiểu phàm trương tiểu phàm đột nhiên thấy điền linh nhi bay lại gần nhìn linh nhi nói sư tỷ sao vậy điền linh nhi cười nói tiểu phàm còn nhớ lúc chúng ta còn nhỏ đi bắt tiểu hôi không trương tiểu phàm có chút nghi hoặc đáp nhớ nhưng sao Điền Linh Nhi đưa tay ra, nắm lấy cánh tay hắn, cười nói, chúng ta đi. Trương Tiểu Phạm đang lúc cảm thấy kỳ quặc, lại thấy pháp bảo của Điền Linh Nhi hơi trầm xuống, rồi rơi nhanh xuống phía dưới. Trương Tiểu Phạm vội vàng hạ pháp bảo xuống, lao theo Linh Nhi. Bọn tống đại nhân còn cách khá xa phía sau nên không nghe rõ hai người nói với nhau những gì, nhất thời trở tay không kịp, pháp bảo của họ trong không trung tốc độ đanh nhanh, trong nháy mắt đã bị vọt lên phía trước. Ba người cùng kêu khổ, vội vàng hãm lại, quay đầu nhìn, chỉ thấy tiểu sư muội và tiểu sư đệ một trước một sau bay về phía phía khu rừng dưới chân, không khỏi lắc đầu cười khổ, đành vội vàng đuổi theo, thế là làm trái với mệnh lệnh của sư môn là truy tìm dương nhiệt của ma giáo bay trong rừng rậm cũng không khác gì mấy có điều như vậy khoảng cách giữa họ với trương tiểu phạm và điền linh nhi lại càng lớn hơn trương tiểu phạm theo sát điền linh nhi trong nháy mắt đã hạ xuống rừng rậm chỉ nghe thấy phía trước điền linh nhi cười khẽ quay đầu lại nói tiểu phạm nhanh lên nói xong hộ phách chu lăng như có linh tính uống mình tự linh xạ bên dưới thân hình diễm lệ của linh nhi rít lên một tiếng hồng quang lóe lên bay vọt vào trong khu rừng sâu thăm thẳm trương tiểu phạm nhìn theo bóng hồng phía trước trong lòng nhiệt huyết trào dâng, không nghĩ gì khác lập tức lao thẳng theo sau cánh rừng rậm ở trên đỉnh núi này cũng giống những nơi khác ở lưu ba sơn chỗ nào cũng là những cây cổ mọc to lớn hướng thẳng lên trời trên mặt đất cũng có rất nhiều cây bụi rậm rạp khó mà đặt chân cho nổi hai người vừa vào trong rừng càng cảm thấy xung quanh ngày càng trở lên yên lặng bên tai khi không lại có tiếng gió lạnh khắp rừng không khí mát mẻ ùa vào mặt Điền Linh Nhi gương mặt tươi cười, đứng trên hổ phách Chu Lăng, thân hình như điện, bay xuyên qua vô số những cây cổ mộc to lớn giữa khu rừng rậm rạp. Trương Tiểu phàm từ phía sau nhìn lại, chỉ nhìn thấy bóng hồng thốt lên thốt xuống, bay vụt qua giữa những tán lá, mang theo những âm thanh sắc nhọn, nàng tự như tiên nữ đẹp nhất trần gian. Ở nơi này, giữa những rừng cây cổ mộc, giữa thế giới của muôn vạn lá xanh đang reo vui, cười đùa đó, tạo thành vũ điệu mỹ lệ tuyệt trần. Bóng hình đó như điện như quang, giữa khu vực những bóng cây to lớn, có vẻ như vô cùng nguy hiểm, vậy mà lại đầy vẻ uyển chuyển dịu dàng, nhẹ nhàng lướt qua, không hề va chạm vào một chút nào thân hình đó như mê như say lại hòa với khí thanh xuân non xanh nước biếc tiếng cười vui vẻ sảng khoái vang dội hắn đột nhiên cảm thấy thoải mái khoái chí cười theo thiêu hỏa công tỏa ra thanh quan chở hắn dược theo nàng lượn quanh khu rừng cổ kính và tĩnh mịch này thời khắc đó dường như mãi mãi không bao giờ kết thúc sắc trời không hiểu tại sao đột nhiên tối lại những đám mây dày đặc ở trên trời cũng ngày một nhiều thêm trương tiểu phàm thu hồi một quan trong lòng nghĩ cái đất hải ngoại này rút cục cũng không thể giống đất trung nguyên vừa nãy còn là trời quan mây tạnh trong nháy mắt đã trở thành âm u rồi hắn và điền linh nhi bay trong rừng khá lâu vậy mà một tên ma giáo cũng không thấy cuối cùng ở trên một chỗ trũng nhỏ trên núi điền linh nhi nhìn thấy phía dưới có một khe nước nhỏ hơn nữa bay hơn nửa ngày rồi có phần mệt mỏi bèn gọi trương tiểu phạm đáp xuống lúc đó dùng nước dưới khe rửa mặt luôn cái khe nước nhỏ này chảy ngoằn nghèo quanh khu rừng cổ này sạch sẽ và trong suốt dưới nước có rất nhiều đá cùi theo dòng nước trong vắt chảy dập dần thật đẹp mắt hai bên khe nước là một bãi nhỏ sỏi đá xa một chút lại là rừng cây ngước mắt nhìn cánh rừng này dường như là vô cùng vô tận Tiểu Phạm, Điền Linh Nhi đột nhiên gọi một tiếng, Trương Tiểu Phạm quay đầu lại nhìn, thì ra là Điền Linh Nhi rửa mặt một hồi lâu, phát hiện trong khe nước có một viên đá rất đẹp, đưa tay nhặt lấy, vui thích quay đầu nói với Trương Tiểu Phạm, viên đá đẹp không này. Trương Tiểu Phạm nhìn viên đá, thấy viên đá nhỏ tầm ngón chân cái, bên trên lại có vân tam sắc cuốn quanh, trông như một giải lụa, quả thật là rất đẹp. Đương lúc cười cười, ngẩng đầu nhìn Điền Linh Nhi định trả lời, đột nhiên cứng đờ miệng, nói không lên lời. Gương mặt đẹp đã quen thuộc đó, đang mỉm cười nhìn hắn nước trong khe trong vắt vừa rửa mặt vẫn chưa được lau khô kết thành những viên ngọc nước trên khuôn mặt trắng ngần chốc chốc lại thấy những viên ngọc nước đó dịu dàng lăn trên làn da của linh nhi chảy vòng trên khuôn mặt lưu lại trên bờ môi dịu dàng của nàng không nở trôi đi cuối cùng một cách quyển chuyển nhẹ nhàng nhỏ xuống mà dưới đôi mắt sáng ngời đó bên đôi lông mày dài cũng có vài viên ngọc nước trong tự như nước mắt lại tự như hoa lê trắng muốt sau cơn mưa dáng vẻ kiều diễm động lòng người điền linh nhi nói tỷ đang hỏi đệ đó trương tiểu phạm giật mình đáp gì cơ điền linh nhi đưa viên đá ra trước mắt trương tiểu phạm nói đẹp hay không đẹp nào trương tiểu phạm thở thật sâu lời nói như phát ra từ sâu thẳm tâm hồn quả thật rất đẹp Điền Linh Nhi gật đầu cười, từ trong lòng lấy ra một mảnh lụa, lau nước trên mặt, sau đó cẩn thận lau viên đá một lượt, rồi cất vào lòng, quay đầu lại phía Trương Tiểu Phàm, lộ gương mặt mà trong mắt hắn là đẹp nhất thế gian, nói: "Đợi lát nữa khi chúng ta quay về rồi, tỷ sẽ đem viên đá này tặng lại cho Tề đại ca, huynh ấy nhất định sẽ rất thích." Trời trên Lưu Ba Sơn, vào lúc đó dường như bỗng u ám thêm vài phần. Trương Tiểu Phạm đứng đó, dường như cũng đờ ra, cúi đầu xuống bất động, Điền Linh Nhi tiến lên vài bước, phát giác ra phía sau không có tiếng động gì, quay đầu lại phát hiện ra Trương Tiểu Phạm vẫn đứng đó không động đậy, lấy làm lạ nói, "Tiểu Phạm, đi thôi." Trương Tiểu Phạm từ từ ngẩng đầu, trên mặt dần dần chậm rãi nở ra một nụ cười, chỉ không biết tại sao khóe môi dường như vẫn như đang run rẩy, nhẹ giọng đáp, "Sư tỷ, chúng ta đi nhanh quá, chi bằng đợi một lúc các đại sư huynh đến chúng ta cùng đi." Điền Linh Nhi hứa lên một tiếng, tỏ ý không quan tâm đáp, "Mặc kệ bọn họ, chúng ta hãy đi theo khe nước này đi lên phía trên, xem xem có ma giáo nhiệt tử hay không." Tiện thể, nàng bưng miệng cười khẽ nói, "Tiện thể xem xem có còn viên đá nào đẹp nữa không?" là gì đây cảm giác như thiêu như đốt thân thể là gì đây như ngửa mặt lên trời mà gào thét thì ra là cửu u ma hỏa càng như thiêu đốt trong lòng trong hồn phách của mình như tàn nhẫn thiếu đốt từng chút từng chút hắn cúi thấp đầu giọng cũng trở lên kỳ quái nói nhỏ được hổ phách chu lăng cuốn quanh lưng lộ ra bóng hồng của nàng càng tuyệt mỹ hai người men theo khe nước lại đi được nửa canh giờ nữa trên đường điền linh nhi tinh thần thoải mái dưỡng mắt ngắm nhìn bốn phía trương tiểu phạm thì trầm mặt đi theo nàng khe nước nhỏ này xem thì có vẻ như không lớn nhưng độ dài thì quả thật không ngắn chút nào đi lâu như thế rồi mà vẫn chưa thấy đấu nguồn trước mắt nhìn thấy một dãy núi nhỏ nữa bên trên có một dòng suối khe nước nhỏ này chính là chảy ra từ con suối này mà ra điền linh nhi đi hơn nửa ngày cũng có phần mệt mỏi bèn quay đầu lại nói với trương tiểu phàm tiểu phàm trời cũng không còn sớm nữa chúng ta qua con suối này xem xem nếu như không phát hiện được gì thì chúng ta quay lại thôi trương tiểu phàm lặng lẽ gật đầu điền linh nhi nhìn tiểu sư đệ một lúc nữa trong lòng cảm thấy có đôi chút kỳ quái nhưng cũng không để tâm nữa quay mình tiếp tục tiến lên hai người nhanh chóng tiến đến chỗ ngoặt của con suối nhìn vào bên trong và sững sờ thì ra sau bức tường đá này lại là một cái động huyệt rất lớn, xem chừng cao đến hơn 10 trượng, khe suối nhỏ đó là do dòng nước tự động này chảy ra mà thành. Vì tường đá che mất tầm nhìn, đừng nói là bay trên không trung, ngay cả đừng ở trong khu này mà chỉ nhìn hơi xa một chút, cũng không thể nhìn thấy động này được, quả là vô cùng bí ẩn. Điền Linh Nhi cho mày, nói với Trương Tiểu Phàm, chúng ta có nên đi vào xem hay không? Trương Tiểu Phàm nhìn về phía sơn động, thấy ngoài miệng động còn chút ánh sáng ra, bên trong chỉ một màu đen thẳm thì trong lòng chợt thấy bất ổn, những ngày gần đây đặc biệt là từ khi hắn hạ sơn đã vào đến hai động rồi một là vạn bức cổ quật ở không tan sơn hai là hắc thạch động ở tiểu trì trấn nhưng đều chẳng có ấn tượng tốt đẹp gì lúc đó nhìn thấy cái động này tự dưng đã có linh cảm không lành lại cộng thêm hiện tại cảm giác trong lòng hắn vô cùng tồi tệ bèn nói sư tỷ để xem chừng cái động này chẳng có người ở đâu chi bằng chúng ta quay về thôi điền linh nhi gật đầu đáp được tỷ cũng nghĩ như thế vậy bây giờ chúng ta còn chưa nói hết câu đột nhiên hai người bọn họ nghe thấy một tràng tiếng động trong không trung truyền lại lúc sau thì thấy tiếng toa toa đó lại càng nghe rõ ra là có rất nhiều người đang bay về phía này Trương Tiểu Phàm và Điền Linh Nhi lập tức ngẩng đầu nhìn xem, mặt bỗng chốc trắng bệch. Chỉ thấy phục trang của đám người trên không đó chính là bọn người ma giáo, mà đám người này, tính sơ cũng không dưới 10 người. Hai người nhìn nhau thất sắc, Điền Linh Nhi rất thông minh, biết trong đám người ma giáo này cao thủ không ít, lúc đó nếu như bay đi chạy trốn quả khó mà trốn thoát. Trong lúc nguy cấp bèn kéo tay Trương Tiểu Phàm, hai người bèn chạy vào trong động đá đen thăm thẳm đó. Bóng tối tĩnh lặng như nuốt chửng hình bóng của hai người. Không bao lâu sau, đám người ma giáo lần lượt hạ xuống, quả nhiên mục tiêu là khu xung quanh cái động đá này, lát sau, như có người đốt lửa lên. Sau đó đám người lại cũng bay về phía cái động này. Trương Tiểu Phạm và Điền Linh Nhi trốn trong động nãy giờ chỉ còn cách trốn sâu vào trong động. Hai người lúc đó tâm hồn đều treo trên không trung, lúc bấy giờ lực lượng hai bên chênh lệch quá lớn, nếu như bị phát hiện thì họ chẳng có cách nào kháng cự. Nhưng may mà vì bọn người ma giáo rất nhiều nên dường như không thể ngờ rằng ở chỗ này lại bị người của danh môn chính đạo phát hiện. Trên đường cũng không phải giữ gìn gì, cười nói dạo bước rất tự nhiên, thật may mắn cho hai người bọn họ, nhờ thế mà nhẹ nhàng trốn trong đó an toàn rồi trên đường lúc đi lúc dừng không dễ dàng gì mới đến được chỗ nào rộng rãi bọn người ma giáo dừng lại những người cầm lửa xung quanh có vẻ rất thành thạo tiền xung quanh lấy mấy ổ đá cắm lửa vào đó xem chừng có lẽ đây là nơi họ thường xuyên lui tới không gian trong động liền sáng bừng lên trương tiểu phàm và điện linh nhi cũng dừng lại trốn trong bóng tối nơi mà ánh sáng chưa chiếu đến ngay cả thở mạnh cũng không dám trương tiểu phàm lén nhìn ra ngoài chỉ thấy từ xa bọn người ma giáo tụ tập thành nửa vòng tròn mỗi người tìm lấy một tảng đá lớn mà ngồi xuống có một số kẻ phóng khoáng liền ngồi luôn trên mặt đất từ xa nhìn lại chỉ thấy bọn người ma giáo so với người trong chính đạo quả nhiên khác biệt rất lớn quái hình quái dạng rất nhiều Trương Tiểu Phạm ấn tượng nhất là một khuôn mặt chó rất dài của giả cẩu đạo nhân, lúc đó đang ngồi ở chính giữa, bên cạnh còn có mấy người lớn tuổi niên lão đại, Lâm Phong và người phụ nữ diện mạo xinh đẹp mà hắn không biết tên cũng có mặt ở đó. Ngoài ra đứng đằng sau lưng họ còn có một người trẻ tuổi, mặt rất lạ, Trương Tiểu Phàm từ trước đến nay chưa từng nhìn thấy bao giờ. Điền Linh Nhi đột nhiên khẽ thì thầm, "Tiểu Phàm, để xem có phải trong đám người ma giáo này dường như có rất nhiều bè phái khác nhau không?" Trương Tiểu Phàm chỉ cảm thấy hơi buồn buồn bên tai, nhưng trong lòng lại là cảm giác đau khổ không thể cắt nghĩa được, không dám nghĩ ngợi nhiều, vẫn nhìn về phía ngoài, gật gật đầu. Đúng như Điền Linh Nhi nói, đám ma giáo bên ngoài ngồi thành nửa vòng tròn, Cùng hướng mặt về một phía có hai ba người gì đó đang ngồi nhưng những người còn lại đang ngồi tách rõ ràng thành từng đám khác nhau đúng lúc đó chỉ nghe thấy một trong ba người ngồi giữa hạ giọng nói mọi người xin hãy yên lặng mọi người lập tức yên lặng dường như tiếng nói của người này uy quyền rất lớn trương tiểu phạm cách một đoạn khá xa nhất thời không phân biệt được lời nói đó là do ai nói ra bèn ngoài cổ ra nhìn chợt cảm thấy y phục bên người sột soạt hóa ra là điền linh nhi cũng đang vương đầu nhìn ra xa bó đuốc cắm trên tường đá cháy lặng lẽ thi thoảng phát ra tiếng kêu lép bét một người cao lớn da xanh đen trong số đám người ma giáo bỗng dưng đứng dậy hướng về một phía sang sản nói tôn sử lần này quyển tông triệu tập chúng tôi đến hoang tích hải đảo này nói là ba nghìn năm một lần xuất thế kỳ thú quỳ Ngưu nhưng cho đến bây giờ tiền đã lâu như thế rồi mà một sợi lông của nó cũng không tìm thấy lại còn làm cho bọn người đáng ghét chính đạo chú ý quấy nhiễu không yên xin hỏi bây giờ phải thế nào mới tốt đây trương tiểu phàm nhẹ giọng nói với điền linh nhi quỳ Ngưu là cái gì vậy điền linh nhi nghĩ ngợi một lúc cuối cùng cũng lắc đầu nói tỷ cũng không biết hai người lại hướng về phía đó quan sát chỉ thấy sau khi người đó khởi đầu sau đó có rất nhiều người lần lượt phụ hòa theo trong đó có cả giả cẩu đạo nhân, đạo hạnh tuy không cao nhưng tính tình có vẻ như rất nóng tính, cho nên hắn có vẻ lớn tiếng nhất bọn, nói rất có lý, Quỷ vương ngài ở trên cao, tất nhiên là không biết những chuyện nhỏ như thế này, nhưng nếu bắt chúng ta ở đây hàng ngày phải chịu khổ, đã như thế này ít nhiều thì chúng ta cũng phải trình bày với ngài chứ. Lớn nhỏ xung quanh nghe thấy hắn nói vô lễ như vậy, tất cả đều nhíu mày, muốn kéo hắn ngồi xuống, bắt hắn im miệng lại, chớ có nói nhiều. Đúng vào lúc mọi người đang bàn luận rất sôi nổi, đột nhiên có một giọng nói ngọt ngào của nữ nhi, thanh điệu có chút lạnh lùng, cất lên, ngươi thật sự muốn biết nguyên nhân sao? lời nói này vừa cất lên trương tiểu phàm trong lòng chợt cảm thấy chấn động người bất giác không kìm được tiến lên vài phân chỉ nhìn thấy dưới ánh sáng của ngọn đuốc đối diện với đám người ma giáo là một người con gái y phục màu xanh từ từ đứng lên không ngờ chính là bích giao chương 64, quỷ vương tiểu phàm giật mình khi bất ngờ nhìn thấy bích giao đám người ma giáo đang nhốn nháo cũng cùng im bặt khi nàng xuất hiện ai ai cũng nhìn bích giao với vẻ vì nể kiên dè lòng động đang ồn ào vì thế chợt trở nên tĩnh lặng khác thường một lúc sau mới có một người ho nhẹ rồi cất lời bích giao cô nương tiểu nhân có đôi lời muốn giải bày có thể được phép chăng tiểu phàm chú ý nhìn thấy đó là một người trẻ tuổi hoàn toàn lạ mặt đang đứng cùng một chỗ với bọn niên lão đại bọn niên lão đại dường như cũng rất ngạc nhiên khi thanh niên lên tiếng niên lão đại cao mày quay sang thanh niên tiểu chu đây đâu phải chỗ cho người nói bích giao nhìn người đó thấy như không quen mới hỏi niên lão đại huynh đài này là ai vậy niên lão đại vội cười đáp người này luyện huyết đường mới thu nạp tên là chu danh tài bích giao hừ một tiếng nghiêm giọng được rồi cứ để hắn nói đi người gọi là tiểu chu ấy lại không hề tỏ ra lúng túng bước lên ung dung bích giao cô nương cô là ái nữ duy nhất của quỷ vương mọi người ai ai cũng đều kính trọng cô quỷ vương triệu chúng tôi đi tìm quyền ngư giáo chúng không ai dám không tuân chỉ là hắn dừng lại một lát điềm tĩnh mỉm cười rồi tiếp lời chỉ là cho đến bây giờ quyền ngư đâu vẫn chưa thấy mà chính đạo kéo đến ngày càng đông nghe nói ngay cả thất đại thủ tọa của thanh vân môn cũng đã tới những hai người mắt thấy nguy cơ trùng trùng kẻ hèn này không thể không hỏi có phải quỷ vương tông triệu giáo chúng đến đây định lợi dụng chính đạo tiêu diệt chúng tôi không nghe những lời này đám người ma giáo lại bắt đầu xôn xao mấy người ngồi bên bích giao đột nhiên đứng phát dậy nhìn chằm chằm vào thanh niên có vẻ những người này đều là cùng một phe với nàng nhưng ngoài nhân số của quỷ vương tông những giáo đồ khác lại không tỏ ý gì phản đối chu danh tài thậm chí còn quay sang bích giao với vẻ nghi ngờ dò xét tiếng thì thầm mỗi lúc một nhiều tiểu phàm ngạc nhiên cảm thấy có chút lo lắng cho bích giao hắn nghĩ thầm người họ chu kia sao lại có thể thốt ra những lời như vậy cùng là người trong giáo sao lại phân phe này nhóm nọ hay là hàng ngày quỷ vương tông đang nghĩ ngợi lan mang bỗng tiểu phàm giật mình nghe tiếng quát lạnh lùng của bích giao tên họ chu kia rốt cuộc người là người nào mà dám vào đây đặt điều ly dáng tiểu chu lại không chút sợ hãi trước mỹ nhân quyền cao chức trọng này bình thản mỉm cười tại hạ vốn là một kẻ vô danh tiểu tốt vì ngưỡng mộ thánh giáo nên mới liều mình đầu nhập chỉ có điều hiện nay chính đạo các phái đang lùng sục khắp nơi quyết tiêu diệt chúng ta quỷ vương tông vốn là một phái phiệt của thánh giáo vậy mà như không hề quan tâm đến an nguy của giáo đồ chúng tôi việc này phải giải thích sau đây lúc này ngay cả tiểu phàm cũng nhận ra thanh niên họ chu tuy thái độ thập phần điềm đạm nhưng từng lời từng chữ đều xoáy vào công kích quỷ vương tông ý đồ kích động đã rõ ràng nhưng rốt cuộc hắn ta làm vậy có âm mưu gì không phải là luyện huyết đường chủ trương xúi dục họ chu vì bọn niên lão đại đứng cạnh hắn dáng vẻ như cũng vô cùng ngạc nhiên tiếng rì rầm của giáo đồ ma giáo ngày càng lớn lên ai ai trong cũng kích động ra mặt sự nghi ngờ mỗi lúc một dồn vào bích dao và những người đứng quanh nàng bích dao cao mày quay sang bàn nhỏ với các nhân sĩ quỷ vương tông tiểu phàm ở xa chỉ thấy đứng cạnh nàng là một người đàn ông cao lớn phía sau người đó là một trung niên nhân nửa người bị bóng tối trong lòng đồng che khuất dường như người này cố tình giấu mặt bích dao hạ giọng nói nhỏ với cả hai một lát rồi rắn rỏi bước ra tiếng xì xào bàn tán lặng đi mọi con mắt đổ dồn vào nàng các vị giọng bích giao cấp lên vang vọng trong sơn động quỷ vương cũng như các vị đều là đệ đề tử của thánh giáo cùng tính phụng u minh thánh mẫu thiên sát minh vương việc phản lại giáo nghĩa quỷ vương quyết không bao giờ làm các vị có thể yên tâm nghe xong những lời này phần đông giáo đồ ma giáo đều thở phào nhẹ nhõm niên lão đại cũng hạ một hơi rồi bước lại gần chu danh tài hỏi nhỏ tiểu chu người đã nói đủ chưa tiểu chu ngoảnh lại cười rồi lại cao giọng nếu đúng như vậy thì chúng tại hạ cũng yên tâm rồi chỉ có điều là bích giao cô nương mong cô giải thích rõ về chuyện quy ngương còn nếu như không có cách nào tìm được vật này thì hãy cho chúng tôi sớm rời khỏi đây nếu không quỷ vương sẽ vô tình hại chết chúng tôi bởi chính đạo các phái đang hàng ngày hàng giờ truy sát người của quỷ vương tông đều trừng mắt nhìn tiểu chu như muốn nói đồ không biết trời cao đất dày người có biết đã gây ra bao nhiêu phiền phức không hả mười mấy người đứng bên cạnh tiểu chu lại đồng thanh nói có lý đúng lắm xin bích giao cô nương giải thích cho vài câu bích giao giơ cao tay đợi đến khi lặng hẳn nàng mới thôi không nhìn chằm chằm vào chu danh tài quay sang đám đông giáo đồ giọng hòa hoãn các vị nếu người này không hỏi quỷ vương cũng sẽ có lời giải thích cùng các vị lần này chúng ta đến lưu ba sơn là để âm um. cả sơn động đột nhiên rung lên dữ dội tiểu phàm và linh nhi đứng tận xa cũng choáng váng lặng người giáo chúng ma giáo hoảng hốt ông đầu xôn sao, có kẻ thét lên cái gì vậy động đất hay sao ngay tức thì ma giáo có câu trả lời một giọng nói đanh trầm vàng vàng như sấm sét bên tai ma giáo đê tiện mau ra đây chịu chết trong khi thạch động thập phần nhốn nháo thì tiểu phạm linh nhi lại nhìn nhau mỉm cười bởi hai người đã nhận ra thanh âm của long thủ phong hổ tòa thương tùng đạo nhân tiểu phàm lòng thầm bội phục sư bá vì từ ngoài động khẩu vào khoảng cách xa không biết đến bao nhiêu vậy mà giọng thương tùng đạo nhân có thể truyền đến tận đây làm cả bốn bên vách đá trung chuyển pháp lực đạo hành này hắn thật không thể sánh bằng giáo đồ ma giáo hốt hoảng nhìn nhau, bỗng có tiếng thốt lên, chỗ này bí mật như vậy, sao chính đạo có thể biết được? đột nhiên tiểu chu lớn tiếng, bích giao cô nương, lúc này là lúc nguy nan, các vị đạo hữu nghe theo lời của quỷ vương tông đến lưu ba sơn này tìm vật, không ngờ lại gặp phải đại nguy, vậy rốt cuộc nên làm thế nào đây? nhân sĩ ma giáo nghe xong nhao nhao, nói có lý, bích giao cô nương, cô mau trả lời đi. bích giao hít sâu vài hơi rồi cho mày suy nghĩ. bên ngoài đồng đã vọng vào tiếng đất đá đổ âm âm, nàng trầm ngâm bước lên nói, các vị đạo hữu, vì sao chính đạo tìm được chỗ này thì ta cũng không rõ nhưng hiện nay ta với tư cách con gái duy nhất của quỷ vương đang đứng đây cùng các vị lẽ nào các vị lại nghi ngờ đám đông nghe thấy vậy dần yên tĩnh lại người đàn ông cao lớn đứng sau lưng bích dao mới bước lên trầm giọng nói đây đang là lúc nguy nan nếu không đồng lòng hiệp lực thì làm sao có thể kháng được cường địch chúng ta lẽ nào lại chịu thua mấy tên ngụy quân tử tự xưng chính đạo kia giáo đồ ma giáo nghe xong xôn xao hưởng ứng kỳ thực lúc này cũng chẳng có chức nào khác ngoài cách xông ra liều chết một trận sơn động tuy lớn nhưng chỉ có một cửa duy nhất không thể tìm đường nào khác rút lui ma giáo chúng dừng một lát lấy nhuệ khí rồi hét lớn xông ra không bao lâu sau từ ngoài đồng đã vọng lại tiếng binh khí chạm nhau tiếng gào thét hỗn loạn lòng sơn động vốn chật cứng người giờ đây chỉ còn lại bích dao và người đàn ông đứng trong bóng tối tiểu phàm vừa mừng vừa lo lẫn lộn mừng vì rốt cuộc thương tùng đạo nhân dẫn đầu chính đạo đã truy tìm đến nơi nhưng lại không khỏi thầm lo cho bích dao nàng tuy là yêu nữ ma giáo vốn không thể cùng hắn đi chung một con đường nhưng đã cùng trải sinh tử mấy phen làm sao không khỏi nảy sinh đồng cảm bích dao cao mày quay lại như định bàn bạc với người đứng trong bóng tối chợt phát hiện dưới lòng động vẫn còn một nhân ảnh đứng trơ ra đó không cùng ma giáo chúng xông ra hỗn chiến với chính đạo chính là tiểu chu tiểu chu mấy lần kích động ma giáo chúng nghi ngờ quỷ vương nên giờ đây bích giao đối với người này thập phần ác cảm nàng nhìn hắn trầm mặt lạnh lùng người không đi giúp các vị đạo hữu còn đứng đấy làm gì tiểu chu vẫn điềm tĩnh cười đáp tại hạ đang muốn xem xem người của quỷ vương tông có thật là sẽ cùng sống chết với lũ tiểu tốt này không hay sẽ đem chúng tại hạ ra làm vật thế mạng bích giao nghiêm mặt toan phản bác thì người đàn ông đứng trong bóng tối đột ngột lên tiếng người không phải là người thánh giáo chúng ta rốt cuộc người là ai bích giao hơi lùi lại vẻ kinh ngạc tiểu chu cũng giật mình nhìn về phía trung niên nhân thận trọng hỏi lại vị này là ai sao có thể nói như vậy được tiểu nhân đường đường là đệ tử của thánh giáo luyện huyết đường nhất hệ lẽ nào chỉ vì thẳng thắn nói ra điều mình nghĩ là liền bị các vị nghi ngờ tiểu phàm linh nhi cũng thập phần ngạc nhiên không ngờ sự việc lại diễn ra theo chiều như vậy riêng tiểu phàm còn thêm nỗi hoài nghi về người đàn ông đứng trong bóng tối kia giọng ông ta với hắn không xa lạ nhưng nhất thời không thể nhớ ra đã nghe ở đâu trung niên nhân trong bóng tối lạnh lùng nói luyện huyết đường nhất hệ tám trăm năm trước là lãnh tụ thánh giáo rồi không thể nhất thế nên đã suy tàn tu vi như người đến niên lão đại cũng không thể sánh bằng người làm sao có thể là đệ tử của luyện huyết đường nếu niên lão đại ông ta quả thật có bản lĩnh thu nạp một đệ tử như người luyện huyết đường đã sớm khác rồi tiểu chu khang một tiếng hỏi vặn lại ngài chưa nhìn thấy tại hạ động thủ sao đã có thể biết võ công của tại hạ cao thấp như thế nào trung niên nhân cười rằng thương tùng lão đạo dùng tuyệt học thái cực huyền thanh bức âm nhập thạch ý tại lực oai làm chấn động cả sơn mạch người có võ công không thâm hậu sẽ đầu ván mắt hoa không thể đứng vững ngay đến niên lão đại cũng không ngoại lệ còn ngươi không hề tỏ ra hốt hoảng lúng túng vẫn an nhiên vô sự võ công cao thấp ta nhìn ra nào có khó gì mặt tiểu chu biến sắc không ngờ trong ma giáo lại ngoại hổ tàng long xin hỏi các hạ là ai bích giao mặt tràn nổ khí xông lên quát lớn hãy chịu chết đi sơn động tối mờ bỗng nhiên lóe sáng hương thơm lan tỏa nhưng ngất như ngay phía trước bích giao bạch hoa phi vũ dường tuyết dường sương xoay tròn bất tận nhưng diễm quang dù có sáng đến đâu cũng không thể soi rõ khuôn mặt trung niên nhân sau lưng bích giao thủy chung con người này vẫn mang một vẻ huyền bí cao thâm không lường tiểu chu không dám chậm trễ lùi lại một bước rồi vung tay bỗng nghe hai tiếng keng keng rồi trong không trung hiện ra một thanh bảo kiếm sáng chói mắt đặc biệt nhất trên thân kiếm sáng lóa lại khắc bảy ngôi sao ô thất tinh kiếm người đàn ông trong bóng tối chợt thốt lên một tiếng kêu kinh ngạc bích dao và tiểu chu cùng bay lên ngân kiếm chạm bạch hoa sắc trắng chói mờ thập phần mỹ lệ nhưng đằng sau vẻ mỹ lệ ấy là một trận quyết đấu sinh tử không lương tiểu phàm đoán thanh niên họ chu là người phe chính đạo lòng thầm lo cho anh ta nhưng con mắt hắn lại không thể rời khỏi bích dao hắn chỉ mong hai người đừng có quyết lòng phân thắng bại mà hãy mau dừng tay hưu chiến linh nhi đứng bên bỗng ghé tai nói nhỏ với tiểu phàm người tên tiểu chu này hình như là đệ tử thanh vân môn chúng ta tiểu phàm ngạc nhiên thật sao tỷ nhận ra anh ta ư Điền Linh Nhi lắc lắc đầu, nhìn về phía hai người đang đánh nhau rồi nói nhỏ, ta có nghe mẫu thân nói, thất tinh kiếm từng là thần kiếm tệ danh của trưởng môn thông thiên phong nhất mạch, trước đây đạo huyền sư bá đã luyện qua, sau này nghe nói chuyện lại cho, lời Linh Nhi chưa dứt, bỗng nghe bích giao thét lên một tiếng, rồi bạch hoa như tuyết bay rập không trung, gió bỗng nổi lên vù vù lạnh căm, khắp sơn động tràn đầy hoa trắng xóa. Tiểu Phàm đã mấy lần nhìn thấy bích giao thi triển tuyệt chiêu này, biết quy lực của nó quả thật không thể xem thường nên bất giác nhõm lên, nhìn thanh niên họ chu đầy lo lắng, bỗng thấy tiểu chu lùi lại mấy bước tay phải bắt pháp quyết tay trái nắm cổ tay phải thế tay như đang nâng ngàn cân lại cũng như đang cùng thảo hòa bích nhìn kỹ mới thấy thực ra hắn đang uống mình đứng theo hình thái cực đồ lúc này cả tiểu phàm và linh nhi đều đoan chắc họ chu là người thanh vân môn thế khởi chiêu vừa rồi hai người đã nhận ra chính là thái cực huyền thanh kiếm nhanh như chớp thất tinh kiếm bay lên tỏa hào quang rực rỡ cả sơn động trung chuyển không ngừng thái cực quan tỏa sáng chói lọi quanh thân kiếm vừa mỹ lệ lại vô cùng uy lực thế như lấp biển dời sông bích dao không chịu kém bạch hoa xoáy tròn đỡ thẳng vào luồng ngân kiếm rầm rầm hai pháp bảo chạm nhau phát ra ánh sáng chói lòa, lan tỏa tận ngoài cửa đồng. thạch bích rung lên không ngớt, đã lớn đá nhỏ trên trận động rơi xuống như mưa. cả tiểu phàm và linh nhi đều loạn choạng trong cơn thạch trấn. tiểu phàm lòng thầm bội phục họ chu. người này nếu là môn hạ thanh vân, công phu thái cực huyền thanh đã vượt xa các đệ tử khác. bạch sắc hoa tường của bích dao đã tan. nàng lùi lại thở mạnh, sắc mặt tái xanh, chắc đã chịu phản chấn không ít. tiểu phàm đã mấy lần tiếp xúc với bích dao, hiểu một chút tính nết của nàng. hắn đoán chắc nàng sẽ không thể cho qua chuyện này. quả nhiên mặt bích dao lộ dần vẻ giận dữ, đưa tay nắm chặt chiếc chuông nhỏ xinh sáng màu vàng đang đeo bên thắt lưng tiểu chu cao mày lấy lại thế phòng bị trước mặt hắn là một cô gái còn rất trẻ nhưng tu vi đạo pháp lại cao thâm đến mức không ngờ chiêu cuối cùng hắn đã dùng đến chính thành công lực mà cũng không thể đã thương được bích dao chỉ làm nàng lúng túng đôi chút nhìn dáng vẻ bích dao thì dường như nàng ta vẫn còn một pháp bảo lợi hại khác chưa dùng nhưng điều đáng lo nhất lại là người đàn ông trong bóng tối kia trước sau ông ta không ra tay vẫn lạnh lùng đứng yên chiếc chung nhỏ trong tay bích dao bỗng lanh lạnh rung lên đinh đinh đang đang người ngọc chung xin nhưng thanh âm phát ra lại ẩn ướt sát khí rợn người thân hình bích dao phiêu diêu cất lên hai tay phất nhẹ chiếc chuông vàng từ từ rời khỏi tay nàng xoay tròn trong không trung không ngừng phát ra tiếng kêu lanh lảnh đinh đinh đang đang tiểu chu bỗng nhiên như người bị mất hồn vốn vừa nãy đa mưu túc trí tài cao nghệ đảm bao nhiêu nghe tiếng chuông tự dừng đứng thường người ra mắt tán thần đờ đẫn như không biết hòa sát thân đang đến rất gần tiểu phàm không chịu nổi viễn cảnh họ chu sắp tán thân dưới tiếng tiểu kim linh quên hết hiểm nguy đang trùng trùng xung quanh xông thẳng vào giữa hai người kêu lớn đừng lời tiểu phàm chưa dứt bỗng một bóng trăm thoáng qua trên nền động tử khí hàng mang chợt lóe lên rồi nhanh chóng thu lại rầm một tiếng cả người tiểu chu sâu mạnh vào thành đồng khóe miệng trào máu tươi đất đá rơi rào rào xung quanh thành thất tinh kiếm cũng tuột khỏi tay cắm sâu vào nền đá tiểu phàm linh nhi cùng lao tới trước tiểu chu linh nhi rút hổ phách chu lăng toan ra chiêu với trung niên nhân không ngờ họ chu ngăn nàng lại đừng điền sư mùi trương sư đệ người đó đạo pháp cao thâm các người không phải là đối thủ đâu tiểu phàm linh nhi cùng giật mình linh nhi vội hỏi sao người biết tên chúng ta tiểu chu như định trả lời xong lại đưa mắt nhìn lên phía trước tiểu phàm linh nhi bị ánh mắt hắn cuốn hút cũng quay lại nhìn theo người đàn ông trung niên đang đứng quay lưng về phía ba người từ từ đưa tay đỡ bích dao trên không trung xuống giọng ông ta thật bình thản dao nhi hợp hoang linh là thần khí kim linh phu nhân để lại công lực còn chưa đến độ miễn cưỡng dùng tất bị phản tác dụng từ nay về sau chớ nên tùy tiện bích dao sắc mặt tái xanh mãi một lúc mới dần trở lại bình thường nhẹ gật đầu vâng thưa cha tiểu phàm linh nhi tiểu chu cùng giật mình lúc này tiểu chu đã phần nào phục hồi lại nguyên khí hắn vương mình thở một hơi rồi nhìn thẳng về trung niên nhân dõng giặc hỏi mạc phi ông chính là quỷ vương một trong tứ đại tông chủ ma giáo sao trung niên nhân cười một tiếng lạnh lùng rồi từ từ quay lại lúc này cả ba đều nhìn rõ mặt ông ta khuôn mặt vuông mày nhỏ phong tư nho nhã khác hẳn dáng vẻ thô lậu hung dữ của người quỷ vương tông cao lớn đứng cạnh bích dao vừa nãy nhưng tiểu Phạm mới là người kinh ngạc nhất hắn không thể kiềm được cảm giác lạnh toát nơi sống lưng lùi lại một bước lắp bắp là là ông ư con người khét tiếng với tên gọi quỷ vương trung niên nhân với dáng vẻ văn sĩ thập phần nho nhã này tiểu Phạm đã gặp ở quán trà dưới chân không tan sơn là người đã mách bảo bí mật thanh thiêu hỏa côn cho hắn vạn nhân vãn chương sáu lo âu trong lòng trương tiểu phàm nhìn vào văn sĩ trung niên ở trước mặt người này chính là nỗi lo lớn nhất của giới đương kim chính đạo quỷ vương trong đầu óc hắn lúc này vô cùng hỗn loạn thời gian gần đây sâu trong tâm khảm hắn đã có sự nghi ngờ về những điều hắn từng tin tưởng trước đây tất cả đều bắt nguồn từ cái ngày ngồi nói chuyện với con người này ở quán trà bên không tan sơn dạo nọ bây giờ gặp lại cố nhân lại đúng vào lúc tâm tình của hắn đang phức tạp đến nỗi mất một lúc hắn gần như quên bản thời gian và hoàn cảnh hiện tại bất quá là hắn tuy quên nhưng những người bên cạnh thì không quên tiểu chu duỗi tay lau máu bên khóe miệng miễn cưỡng đứng yên rồi nói khẽ với bọn hai người trương tiểu phạm và điện linh nhi gã này đạo hạnh rất cao không thể địch lại được để ta ở lại cản hắn hai người hãy chạy nhanh đi dứt lời đưa tay ra vẫy một cái thanh thất tinh kiếm đang cắm ở giữa tường đá đột một chấn động giống như bị hắn gọi về xoẻn một tiếng phá đá xuất ra bay trở lại tay hắn quỷ vương nhìn tiểu chu gật gật đầu trên miệng vẫn mỉm cười nói với đạo hạnh của ngươi xem ra hàng ngũ đệ tử trẻ tuổi của thanh vân môn phải tôn ngươi làm đầu không ngờ trong thanh vân môn ngoài trừ trương tiểu phạm ra lại có thêm một nhân tài nữa là ngươi giỏi rất giỏi trương tiểu phạm cũng giật mình phát giác ra nhãn quan sư tỷ điện linh nhi cũng đang chiếu vào tiểu chu trên mặt liền thấy nóng lên không nói được thế là tốt hay không nữa tiểu chu hít thở thật sâu tiến lên phía trước một bước thất tinh kiếm trong tay theo đó mà phát sáng rực lên quỷ vương cũng không hề cử động chỉ đứng yên đó mỉm cười nhìn hắn tiểu chu biết rằng bình sinh đến nay đây là cường địch mạnh nhất hắn đã từng gặp chỉ là sau lưng còn có sư đệ sư muội đồng môn vô luận thế nào cũng không thể nào đào tẩu cũng mong rằng mình có thể trụ lại được để hai người đồng môn chạy trước đã nhưng ngay lúc hắn vừa vận khí ngự kiếm hốt nhiên ở giữa ngực sôi lên chân khí trào ngược lại không thể kìm được quẹ một tiếng máu theo đó từ miệng phun ra Trương Tiểu Phàm và Điền Linh Nhi kinh hoảng, cùng vọt lên phụ trợ cho hắn. Tiểu Chu sắc mặt tái xanh, tự biết rằng bị Quỷ Vương đánh cho một chưởng, nội phủ chấn động, kinh mạch thương tổn, giờ đây vô lực thi pháp, trong tâm kinh hãi, một đằng tự biết rằng đang ở trong tuyệt cảnh, đằng kia lại phải đối phó với Quỷ Vương đạo hành cực cao, nếu bây giờ tỏ ra sợ hãi, sau này sẽ khó giải trình với chính đạo, hay, thật là không biết tính toán thế nào. Quỷ Vương nhìn nhìn hắn rồi đột nhiên nói, ngươi đã không còn lực để chiến đấu, nhưng muốn đứng ra cản ta lại một lúc, để cho hai kẻ đồng môn kia của ngươi đào tẩu phải không? Tiểu Chu hừ một tiếng, không thèm đáp lời, Điền Linh Nhi chuyển mình đứng chắn trước mặt hắn, giận dữ thốt, yêu ma ngoại đạo, đừng tưởng ngươi đạo hành cao thâm mà đắc ý, ta không sợ ngươi đâu. Trương Tiểu Phàm kinh sợ, Quỷ Vương vừa rồi chỉ một chưởng đã đã thương Tiểu Chu, ai cũng có thể thấy đạo hành của hắn cực cao, cả ba người gặp lại chưa chắc đã là đối thủ của hắn. Mắt hắn nhìn thấy Điền Linh Nhi không sợ trời, không sợ đất dám bước lên phía trước, trong tim thấy lo sợ, liền tiến lên phía trước kéo cô về, bảo Điền Linh Nhi không nên quá vọng động, Điền Linh Nhi chưa kịp phản ứng gì, thì hành động của Tiểu Phàm đã lọt vào trong mắt Quỷ Vương và Bích Dao, bích Giao sát mặt âm trầm hừ một tiếng lạnh lẽo nhìn điền linh nhi rồi lại nhìn trương tiểu phàm đột nhiên nói trương tiểu phàm người này có phải là vị sư tỷ điền linh nhi mà ngươi luôn miệng nhắc đến hay không điền linh nhi cùng tiểu chu trong lòng kinh hoảng tiểu chu nhăn mày nhăn mi hỏi trương sư đệ ngươi và bọn người kia đều biết nhau chăng trương tiểu phàm trầm mặt hồi lâu rồi khẽ nói vâng bây giờ điền linh nhi tự nhiên thốt lên thất thanh a à, ta đã nhận ra rồi ngươi chính là ma giáo yêu nữ buổi tối hôm ấy bí mật chạy đến dòng trồng sau đó bị bọn ta truy đuổi bắt gặp ở phía trên tiểu đảo nói vậy thì người ngươi muốn tìm chính là tiểu phàm mới nói được nửa câu, hốt nhiên thu lại không nói tiếp, mắt nhìn trừng trừng vào Trương Tiểu Phàm, Trương Tiểu Phàm tâm loạn như ma, kỳ thật điều này chính là điều hắn sợ xuất hiện nhất, giờ đã xảy ra, hắn thật sự không biết phải ứng phó thế nào. Quỷ Vương vẫn đứng tại chỗ, nhìn thấy thần sắc phức tạp của Trương Tiểu Phàm, bèn cất tiếng cười nói, "Trương Tiểu huynh, từ ngày chia tay ở Không Tang Sơn, tiểu huynh gần đây mọi việc vẫn ổn cả chứ?" Trương Tiểu Phàm trong lòng loạn hết cả lên, không lý gì đến hắn. Tiểu Chu Long mày nhăn tít lại, trong tâm nghi hoặc, nhìn thái độ cha con Quỷ Vương kia nói chuyện với Tiểu Phàm thần sắc ám muội, quan hệ giữa bọn họ chỉ sợ không hề tầm thường môn quy của thanh vân sơn rất chặt chẽ nghiêm cấm không được qua lại với người trong ma giáo không hiểu vị trương sư đệ này và hai kẻ ma giáo kia có quan hệ thế nào nếu xâm phạm vào môn quy sự tình thật là vô cùng không tốt nhưng lúc này không phải là lúc truy vấn những chuyện đó phải để tìm hiểu sau giờ cả ba kẻ đồng môn bọn hắn hẳn còn đang ở trong tuyệt địa tiểu chu miễn cưỡng đè nén trong lòng chuyển mình đối diện với quỷ vương mở miệng định nói quỷ vương nhìn hắn một cái rồi đột nhiên thốt ngươi cố gắng vận chân nguyên ám chú linh lực để nhập vào thất tinh kiếm tự nghĩ rằng cố chút sức tàn của ngươi cản ta lại để hai kẻ đồng môn có thể thoát thân được hả tiểu chu toàn thân chấn động mặt xám như chết không ngờ quỷ vương tâm tư cẩn mật kỹ càng đã nhìn ra với đạo hạnh của hắn giờ lại biết để phòng bị trước chỉ sợ lũ mình không có một chút cơ hội nào không ngờ quỷ vương cười lạnh một cái nói ngươi cũng không nên thất vọng quá ta thật không có ý làm khó bọn ngươi gì cơ tiểu chu cùng điền linh nhi đồng thanh hỏi trương tiểu phàm trên mặt cũng hiện nét ngạc nhiên đưa mắt nhìn về phía hắn quỷ vương nhìn bích Giao, rồi lại chuyển mắt nhìn trương tiểu phàm cười nói trương tiểu huynh ngày đó trong tử linh nguyên không tan sơn ngươi đối với bích dao trong hoạn nạn rất chân tình cùng chịu sống chết hắn mới nói được một nửa sắc mặt trương tiểu phàm tự nhiên thay đổi có thể cảm thấy rõ ánh mắt của điện linh nhi và tiểu chu đang nhìn mình một cách kỳ lạ trong tâm rất khẩn trương cuối cùng cũng bật ra ngươi ngươi đúng lúc ấy trương tiểu phàm bắt gặp ánh mắt bích giao đang nhìn mình thấy cặp mắt trong vắt của cô ẩn hiện một nét ai oán. hốt nhiên nhớ lại cái đêm mưa gió bão bùng đất trời nghiêng ngã cô gái ấy đã đến bầu bạn trong lúc mình đang tự chịu khổ hình trong lòng lại thấy mềm ra lời nói định thốt cuối cùng lại không nói ra được quỷ vương vẫn tiếp tục nói ngươi ngày đó đã khuyên bảo bích giao hóa giải được mối thắc 10 năm trong lòng của cha con chúng ta hắn cười nói tiếp hôm nay ta gặp lại ngươi có thể phóng thích cho cả ba nhưng mà sau này ngươi quay trở lại thanh vân chắc chắn sẽ phải đối mặt giải trình với mấy lão già phải trái bất phân chi bằng ngươi gia nhập thánh giáo của ta ta nhất định sẽ xem trọng ngươi ngươi cùng bích giao hai người lại ở bên nhau thế có phải im ngay thét lên một tiếng trương tiểu phạm cuối cùng không chịu đựng được nữa trỏ tay về phía quỷ vương hét lớn ngươi giết ta đi ta dù có chết cũng không bao giờ gia nhập ma giáo đâu điền linh nhi cuối cùng cũng yên tâm thở ra vỗ tay nói nói hay lắm tiểu phạm ở bên cạnh tiểu chu liếc nhẹ trương tiểu phạm một cái lông mày cau lại vẫn không hề giãn ra quỷ vương cười lắc đầu nói thôi cái đó tùy ngươi thời gian còn dài, ngươi cứ từ từ suy nghĩ đi. Nói xong, kéo Bích Dao, không hề chậm trễ, hai người hướng về cửa động bay ra ngoài. Bích Dao tại giữa chừng không, tự nhiên quay đầu, nhìn về hướng Trương Tiểu Phàm, Trương Tiểu Phàm nhìn thấy ánh mắt Bích Dao, trong lòng hắn lúc đó đang vô cùng giận dữ, thấy vậy tự nhiên lại thành buồn chán. Tiểu Chu đứng ở bên cạnh, nhìn thấy thần sắc trong mắt hắn như vậy, lông mày càng nhăn lại nhiều hơn. Cha con Quỷ Vương nhanh chóng biến mất trong bóng đêm, ngay sau đó, tiếng reo hò bên ngoài chợt vang lên ầm ĩ, nhân sĩ trung quân chính đạo đột nhiên đột kích đánh vào. Không lâu sau, tiếng hô dồn dập, tự hồ như có bao nhiêu người đang đứng bay vọt lên trời vậy rồi nghe thấy âm thanh hùng hậu của thương tùng đạo nhân truyền lại vang động cả bốn phía tôn giá là ai đạo hạnh cao thâm vậy sao lại không dám xuống cùng với bần đạo tranh một trận thắng thua lời nói này chính thị là nói với quỷ vương nhưng bên tai chỉ nghe thấy tiếng reo hò tuyệt không thấy ai trả lời chắc là quỷ vương cùng bích giao đã đi xa rồi ở trong động không khí cũng trở lại yên tĩnh điền linh nhi nhìn sắc diện tái xanh của tiểu chu nói với giọng quan tâm chu sư huynh thân thể sư huynh thế nào rồi Hi, không hiểu sư huynh là môn hạ của chư vị sư bá nào vậy Trương Tiểu Phạm ở cạnh nó thấy bộ dạng Tiểu Chu run rẩy muốn ngồi xuống, liền vội vàng chạy đến, đỡ lấy thân hắn. Tiểu Chu nhìn Tiểu Phạm một cái, Tiểu Phạm trong lòng cảm thấy không được tự nhiên, liền cúi đầu, Tiểu Chu nhẹ nhẹ thở dài, miệng cũng đã mỉm cười, nhìn hai người nói, hai người không phải gọi ta là Chu sư huynh, đó chỉ là cái tên giả ta dùng để gia nhập ma giáo mà thôi. Họ của ta không phải là Chu. Điền Linh Nhi kêu a lên một tiếng rồi nói, vậy sư huynh là? Tiểu Chu cười, cùng lúc đó lông mày cũng nhướng lên, như là bên trong đang bị một cơn đau hành hạ, nhưng ngay sau đó lại khôi phục sắc diện bình thường, cười nói, ta là người của Thanh Vân môn thông thiên phong, đệ tử của đạo huyền Ân sư, họ Tiêu, tên Dập Tài gì cơ các hạ là tiêu dật tài tiêu sư huynh tiểu chu cũng là tiêu giật tài mỉm cười gật đầu trương tiểu phàm và điện linh nhi nhìn nhau á khẩu cái tên này với hai người bọn họ đúng là đại danh đã ngưỡng mộ từ lâu đêm tối đen bầu trời phía trên lưu ba sơn vô số điểm sáng là các ngôi sao chớp sáng lung linh nhấp nháy nhấp nháy soi rọi thế gian tại một nơi bí mật quỷ vương thông thả bước đi nhìn thấy bích dao đang đứng tư lượng một mình bên trên hòn tiểu sơn mắt đang dõi nhìn về phương đông chính là nơi hướng của lưu ba sơn nơi đó là nơi nhân sĩ chính đạo đang cư ngụ Quỷ Vương khẽ thở dài, đi đến bên sau lưng cô, nói nhẹ, "Giao con, đêm đã về khuya rồi, con phải chú ý giữ gìn sức khỏe." Bích Giao thân khẽ động một cái, lặng lẽ quay người, miễn cưỡng mỉm cười, "Vâng, cảm ơn cha đã nhắc nhở." Quỷ Vương ngắm nhìn thần sắc cô, đột nhiên nói, "Con đang nghĩ về gã tiểu tử Trương Tiểu Phàm kia phải không?" Bích Giao đỏ mặt lên, im lặng không nói gì. Quỷ Vương mặc lộ ra cảm giác yêu thương, vỗ vỗ vào vai con gái, rồi bước lên phía trước hai bước nói, "Hôm nay gặp hắn, cha phát hiện một điều là từ khi hắn và con rời khỏi Hỏa Long động, có vẻ đạo hạnh của hắn đã tiến thêm một bước nữa." bích giao trung trung gật đầu sắc mặt ánh lên vẻ hoan hỉ hỏi thật vậy sao quỷ vương gật đầu đáp theo như ta hiểu đa phần là sau khi hắn đọc xong quyển thứ nhất của thiên thư trong tâm đã lĩnh ngộ được một ít nói đến đây quay đầu lại rồi cười nói đúng như vậy con từ tích huyết động thoát ra mang đến cho cha đính thị là quyển thứ nhất tổng cương của bộ thiên thư sau khi cha đọc xong với việc tu luyện đạo pháp thấy lợi ích rất nhiều bích giao sung sướng hỏi thật sao quỷ vương gật đầu đáp không sai thiên thư có tổng cộng bốn quyển truyền thuyết còn nói là có cả quyển thứ năm nữa nhưng chưa có ai đã được xem cả từ sư thánh giáo của ta truyền lại chỉ có bốn quyển chỉ tiếc là đã bị thất lạc chưa bao giờ nhìn thấy quỷ môn vương tông của ta ngày hôm nay được trạng trở thế này đều từ việc 300 năm trước tổ sư đại quỷ vương đầu tiên ngẫu nhiên có được quyển thiên thư thứ hai nói đến đây hắn dừng lại một lúc rồi nói tuy chỉ là quyển thứ hai mà đạo pháp đã rất tinh thâm huyền diệu không lường nhưng những văn tự tổng cương chìa khóa quan hệ đến các pháp quyết lại nằm ở trong quyển thứ nhất vì vậy trong mấy trăm năm quỷ vương tông của ta phải liên hợp với ba đại phái là hợp hoang phái trường sanh đường và vạn độc môn phân chia thiên hạ nhưng từ giờ trở đi he he bích giao cười nói vậy con xin được chúc mừng cha Quỷ Vương gật đầu cười, nói, có vậy là công đầu phải thuộc về con, nguyên do lần này phái con đến không tan sơn luyện huyết đường, ngoài việc muốn con có thêm kinh nghiệm lịch duyệt, còn muốn xem xem Hắc Tâm lão nhân tiền bối khi xưa có để lại pháp bảo dị khí nào không, không ngờ con lại mang được thiên thư về, so với cả pháp bảo thì thật đáng giá hơn hàng chục lần. Bích Dao cười vui vẻ, nhưng sắc diện sau đó bỗng nhiên lại ảm đảm trở lại. Quỷ Vương ngắm nhìn con gái đến nửa ngày, rồi đột nhiên cười phá lên. Bích Dao giật mình tỉnh lại, sắc mặt đỏ hồng, bực bội nói, "Cha." Quỷ Vương lắc đầu cười, nói, "Hà tất con phải lo lắng như vậy, bích giao miếng chặt trăng lại rồi nói cha hôm nay cha không nhìn thấy đâu cái tên trương tiểu phạm đó xem thần tình của gã đối với, với sư tỷ điền linh nhi kia con chỉ sợ chỉ sợ quỷ vương nói chỉ sợ cái gì sợ cái tâm ngu muội của hắn đối với con không có tình ý gì hả bích giao cúi đầu quỷ vương nhẹ nhàng nói cha nhìn vào lại thấy không giống như con nghĩ bích giao trong lòng kinh hoảng hỏi cha cha nói gì cơ quỷ vương đáp hôm nay ta chứng kiến trương tiểu phạm quan tâm đến sư tỷ không phải là giả dối nhưng lúc con và tiểu chu đấu pháp đến đoạn nguy cấp nhất hắn đã không thể khống chế được thân mình không thèm để ý đến an nguy của bản thân mà thất thanh kêu lên một tiếng chỉ bằng một điểm này cộng thêm với việc ngày xưa với con cùng hoạn nạn sống chết bao lâu một ngày nên nghĩa tuy hiện giờ trong tim hắn chắc là vẫn chưa hoàn toàn minh bạch nhưng nếu cân đo đong đếm so với vị sư tỷ kia chưa chắc đã biết nhiều ít thế nào đâu bích dao mặt lại đỏ lên dưới ánh sáng ban đêm mờ mờ lộ rõ vẻ kiều diễm đôi mắt lay động không giấu nổi được sắc mặt hoan hỉ quỷ vương ngắm nhìn thần tình của bích dao rồi nói nhưng mà con không nên cao hứng sớm quá trước tiên là môn hộ khác biệt phải nói đó là chướng ngại hắn khó có thể vượt qua lại còn các sư phụ sư thúc sư bá của hắn ở thanh vân môn xem ra không chịu dung cái tình ý của con đối với hắn đâu sở dĩ hôm nay ta bỏ đi lại cố ý để lộ một chút ít mối quan hệ của con với hắn ra ngoài vì ta xem cái tên gọi là tiểu chu kia địa vị ở thanh vân môn không thấp hắn sẽ mang chuyện đó về kể lại thanh vân môn chắc chắn sẽ có nghi ngờ trương tiểu phàm như vậy sau này tiểu phàm có khả năng sẽ gia nhập thánh giáo của chúng ta nói xong quỷ vương tự hồ thấy những gì vừa nói vô cùng đắc ý cười lên hai tiếng ha hả bích dao cũng bắt đầu mỉm cười nhưng ngay sau đó nét cười trên mặt lại từ từ thu lại không nói gì chầm chậm cúi đầu quỷ vương nhíu mày một cái hỏi sao vậy con Bích Giao lưỡng lự một chút rồi nói khẽ, con, con hẳn còn suy nghĩ một ít, vì nếu như vậy, chỉ sợ Tiểu phàm phải chịu đựng khổ sở. Quỷ Vương hừ một tiếng nói, nếu không mài dũa, làm sao biết được bảo kiếm sắc bén? nếu hắn một chút khổ sở cũng không chịu đựng được thì con giao du với hắn ta cũng không đồng ý nếu có vào làm môn hạ của ta ta cũng xem thường hắn bích Dao chậm chậm gật đầu nhưng trong lòng không hiểu sao vẫn có một chút suy nghĩ không chịu được lại nhìn về hướng đông chỉ thấy dưới vòng trời kia biển dài mênh mông ở sau tầm nhìn phản phất có hàng nghìn ngọn núi hàng vạn con sông xa xa tiêu dật tài đột nhiên xuất hiện tại nơi bọn thanh vân môn thật đã gây nên một sự xáo trộn thương tùng đạo nhân cùng điền bất dịch vừa ngạc nhiên vừa hoan hỉ hơn nữa theo lời tiêu dật tài thuật lại bọn họ biết được ma giáo kia dường như đang tìm kiếm con kỳ thú quỳ ngưu đã thấy xuất hiện trên đảo lưu ba sơn vô tình lại gặp ma giáo tứ đại tông chủ quỷ vương không ngờ cũng đi đến đó ba lúc này tiêu dật tài nhân vì đang bị trọng thương đang nằm tại một thạch sàn được tạm dựng lưng tựa vào tường đá xung quanh bên trái là hai người thương tùng đạo nhân và điền bất dịch còn các đệ tử khác thì đã tạm đi ra ngoài thương tùng đạo nhân thông thả gật đầu sắc mặt nghiêm trọng nói bình sinh ta vẫn nghe nói quỷ vương đứng đầu ma giáo quỷ vương tông quả nhiên đạo hành cao thâm Điền Bất Dịch lông mày câu lại hỏi, "Dật Tài, con giả nhập vào ma giáo và vừa trở về phải co Tiêu Dật Tài cười cười đáp, "Ngày đó con phụng mệnh ân sư, tiến nhập Không tan Sơn để điều tra hành tung ma giáo, quả nhiên phát hiện bọn chúng đang hoạt động tại ma giáo luyện huyết đường hệ thứ nhất." Con bí mật quan sát mọi nơi, thấy rằng ở luyện huyết đường không hề có kẻ đại địch nào, nên không ngại lắm, lại lắng nghe thánh giáo bọn chúng, tự như ở giữa ma giáo đang che giấu một hành động lớn rất bí mật. Con muốn điều tra đến cùng, bèn dùng hóa danh là Tiểu Chu, cũng là lúc bọn kia cũng đang muốn có thêm người, gặp con liền thử bản lĩnh của nhau, không ngờ lại vô cùng thuận lợi giúp con nhập vào trong ma giáo. 4 nói đến đây lại có ý hối tiếc rồi quay sang Điền bất dịch nói chỉ là thư điện sư thúc ngày đó sau khi trương sư đệ của tiểu trúc phong cùng lục tuyết kỳ sư mùi tiến vào tử linh uyên con bị ma giáo phân phối chốt chặn tại ngã trẻ thứ nhất để đối phó với thiên âm tự pháp tướng sư huynh nên không kịp cứu viện trong lòng luôn cảm thấy ấy nấy không ngờ trương sư đệ mệnh to phúc lớn bình an không sao con cũng cất được gánh nặng trong lòng Điền bất dịch cười đáp không sao ngươi cũng không hề biết điều đó vậy không phải bận tâm mà làm gì thương tùng đạo nhân vẫn ở bên cạnh lắng nghe bỗng nhiên khẽ hơn một tiếng Điền bất dịch nghe thấy cũng không truy cứu thêm chuyện này nữa thương tùng đạo nhân quay đầu đối diện tiêu giật tài nói bất quá cũng phải nói lại giật tài sư diệt hành động lần này của con thật quá mạo hiểm phải biết là bọn tạc tử ma giáo rất âm hiểm giảo trá vạn nhất chuyện giả mạo bị lộ ra con bị bọn chúng gia hại ta làm sao giải thích được với trưởng môn sư huynh điền bất dịch cũng gật đầu nói không sai lần này trước khi hà sơn trưởng môn sư huynh vì không nhận được tin tức nào của con mấy tháng liền trong lòng lo lắng liền căn dặn riêng bọn ta phải lưu tâm tìm kiếm hành tung của con tiêu giật tài sắc mặt ảm đạm cúi đầu nói cha ôi con quả là không tốt làm cho ân sư phải lo lắng thương tùng đạo nhân cười nhạt nói con cũng không phải suy nghĩ nhiều làm gì lần này con lập được đại công đợi sau khi chúng ta quét sạch dương nhiệt ma giáo xong khi nào về núi trưởng môn sư huynh chắc chắn sẽ không trách phạt chỉ sợ lại trọng thưởng con thôi lời ta nói chẳng chuẩn ư tiêu giật tài đỏ mặt nói thương tùng sư thúc lại nói đùa rồi điền bất dịch gật gật đầu nói đó không phải là lời nói đùa đâu công lao lần này của con không hề nhỏ nhưng mà giật tài sau này con không được lặp lại những việc nguy hiểm như thế này nữa trưởng môn sư huynh rất xem trọng con sau này khi lão nhân gia thành tiên về trời rồi ngôi vị trưởng môn kia quá nữa là sẽ truyền cho con khi đó thân con mang trọng trách nặng nề đừng bao giờ làm những điều như thế này nữa tiêu dật tài nghiêm cẩn nói vâng đa tạ thương tùng sư thúc cùng điền sư thúc đã chỉ bảo thương tùng đạo nhân gật gật đầu nói thế thì tốt ta nghĩ con cũng đã mệt rồi hãy nghỉ sớm đi cũng may hôm nay con bị thương không phạm vào kinh mạch căn bản không cần phải lo lắng nhiều tiêu dật tài thấy thương tùng đạo nhân cùng điền bất dịch quay người bước đi liền vội đứng dậy thi lễ điền bất dịch giữ hắn lại rồi nói thân thể con bị thương hãy nằm nghỉ cho tốt một ít lễ nghĩa này giờ chúng ta giờ không ở tại thanh vân sơn không cần phải giữ quá làm gì tiêu dật tài không dám trái ý hơn nữa thân thể đính xác rất mệt mỏi liền ngã thân mình lại dựa vào tường đá rồi thốt đa tạ nhị vị sư thúc thứ lỗi cho con không tiễn thương tùng đạo nhân phải phẩy tay cùng điền bất dịch đi ra phía ngoài mắt thấy cả hai sắp đi đến cửa đồng bỗng nhiên nghe thấy tiêu dật tài phía sau gọi gấp điền sư thúc điền bất dịch gật đầu quay mình lại hỏi gì vậy tiêu dật tài ngồi trên sàn đá mỉm cười nói sư thúc thấy trí nhớ của con này suýt chút nữa thì quên mất năm ngoái đến đại trúc phong bái phỏng vợ chồng sư thúc sư thúc tô như từng nói muốn có một viên đông nam duyên hải đặc sản là đại bối trân châu lần này con đến đông hải đã tìm được một viên không hiểu sư thúc có muốn xem ngay bây giờ không điền bất dịch trầm ngâm một lát mắt nhìn nhìn tiêu dập tài rồi cười nói này con không nói ta cũng quên phát đi mất may là con có trí nhớ tốt nếu không sau này ta về đại trúc phong chỉ sợ tô sư thúc của con la phiền ta đến chết mất nói xong vừa cười vừa quay trở lại thương tùng đạo nhân đang dừng lại lắng nghe tất nhiên không thể quay lại để nghe cái việc viên trân châu này bèn theo chân bước ra ngoài trong đồng, chỉ còn lại hai người bọn điền bất dịch và tiêu Giật tài điền bất dịch đang vừa cười vừa quay lại nhưng khi đến gần rồi ngồi xuống trước mặt tiêu Giật tài nụ cười trên mặt đã không còn nữa quan sát trước sau rồi nói khẽ tính nết tô sư thúc của con đúng là rất thích ngoại vật lại chỉ mong có ngay gần một trăm năm trước đây đã tự đi đến gần đông hải và tìm thấy một viên đại bối trân châu rồi lúc này không có ai ở đây có vấn đề gì con cứ nói đi đừng ngại tiêu Giật tài gật gật đầu mắt nhìn điền bất dịch thốt sư thúc quả là có tuệ nhãn còn lưu sư thúc lại đây kỳ thật muốn bàn bạc với sư thúc về việc trương tiểu phạm môn hạ của người điền bất dịch lông mày nhăn lại trong lòng kinh hoảng hỏi gấp hắn sao vậy tiêu Dật tài ho lên một tiếng tức thì để thấp giọng xuống điền bất dịch lập tức hiểu ý thân hình khẽ cúi về trước ngưng thần lắng nghe trong sơn động lập tức im ắng chỉ còn lại tiếng âm thanh nói chuyện rất khẽ thầm thì thốt ra chương 66, mươi vãn sự không biết từ lúc nào không khí bỗng trở nên ngột ngạt điền bất dịch từ từ đứng thẳng dậy trên mặt lộ rõ vẻ bất định nhưng tuyệt không thể biết chắc trong thâm tâm lão đang nghĩ những gì tiêu dật tài im lặng một lúc mới nói điền sư thúc việc này cháu đã do dự rất lâu nhưng nghĩ cho cùng thì cũng chẳng hay ho gì nếu cứ giấu sư thúc mãi điền bất dịch hít sâu một hơi khẽ gật đầu tiêu sư điệt ta hiểu tâm ý của ngươi rồi thực cảm ơn ngươi rất nhiều Tiêu Dật Tài gật đầu, như đang hồi tưởng lại chuyện gì, chậm rãi nói, "Điền sư thúc, cháu thấy Trương sư đệ mặc dù có quan hệ với yêu nữ của ma giáo, nhưng cũng chưa tới mức xa vào tà đạo. Có điều người trong ma giáo âm hiểm độc ác, Trương sư đệ tuổi còn trẻ, sợ không tránh khỏi nguy hiểm." Điền Bất Dịch hừ một tiếng, trên mặt như phủ một lớp sương mờ, lạnh lùng nói, "Tên xuất sanh đó, để ta về sẽ giáo huấn nó." Tiêu Dật Tài ngước nhìn Điền Bất Dịch, khẽ nói, "Điền sư thúc, cháu có lời này, không biết." Điền Bất Dịch gật đầu, "Ngươi cứ nói." Tiêu Dật Tài bèn thưa, "Điền sư thúc, sợ dĩ cháu thưa với sư thúc về chuyện của Trương sư đệ là mong sư thúc biết mà xử lý, để trước mắt vụ việc không trở nên nghiêm trọng." thương tùng sư thúc quản việc hình phạt của thanh vân môn chúng ta tính khí cương cường nóng nảy nếu lỡ mà biết được việc này chỉ e trương sư đệ có điều dù sao hắn cũng là đệ tử của sư thúc bao năm qua chắc hẳn sư thúc cũng tổn hao không ít tâm huyết vì hắn nếu sự vụ trở nên trầm trọng thì sư thúc và thương tùng sư thúc cũng khó ăn khó nói thế nên tiêu dật tài hạ giọng nói nhỏ nếu trương sư đệ không phạm phải những tội lỗi nghiêm trọng chỉ cần sư thúc đóng cửa dạy dỗ hắn một chập thiết nghĩ cũng là đủ rồi điền bất dịch ngẩng đầu ngắm nhìn sư điệt của mình một cách chăm chú gật gù nói tiêu sư điệt cháu quả nhiên là có phong cách của bậc đại tướng không uổng công trưởng môn sư huynh quan tâm coi trọng Xem ra chức vụ trưởng môn trong tương lai ắt sẽ thuộc về cháu." Tiêu Dật Tài hơi cúi đầu, nói, "Điền sư thúc, người quá khen cháu rồi." Điền Bất Dịch thần sắc đã trở lại bình thường, cười nhẹ, "Khá lắm. Vậy cháu cũng nghĩ đi. Hảo ý của cháu, Đại Trúc Phong ta sẽ ghi nhận." Chẳng biết vô tình hay hữu ý, Điền Bất Dịch bỗng như nhấn mạnh khi nói đến ba từ Đại Trúc Phong. Tiêu Dật Tài dường như không để ý đến ngữ điệu trong câu nói đó, cười nói, "Sư thúc lại khách khí rồi." Điền Bất Dịch khẽ gật đầu một cái, xoay mình trở đi. Điền Bất Dịch, tay chắp sau lưng, đứng lặng hồi lâu nơi rừng cây tĩnh mịch. Đêm về khuya, bầu trời lấp lánh muôn vàng tinh tú. Trăng đã lên cao, ánh trăng xuyên qua những tán cây rậm rạp um tùm, chiếu xuống thân hình Điền Bất Dịch, từ trong bóng tối nhìn ra, thấy nơi chân mày lão như hơi nhíu lại, rõ ràng đang suy nghĩ chuyện gì lung lắm. Đúng lúc đó, phía sau chợt vang lên những tiếng chân bước. Điền Bất Dịch quay nhìn về phía sau, đột nhiên thân hình khẽ rung lên, kinh ngạc, là nàng à. Người mới tới chính là thê tử của lão, Tôn Như. Chỉ thấy trong màn đêm thanh vắng, nàng lặng lẽ bước tới, trong khoảnh khắc tự hồ mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía nàng. Dường như bao nhiêu năm tháng không có ý nghĩa gì với sắc đẹp của nàng. Tô Như tiến lại gần, nhìn Điền Bất Dịch, miệng thoáng hiện nét cười, nói: "Vừa rồi huynh mới về tới nơi đã kêu tiểu Phạm ra đây, nhưng nó không có ở nhà, mùi đã cho phép nó đi gặp đại lực tôn giả ở Kim Cương môn một lát, giờ chắc cũng sắp về tới đây rồi." Điền Bất Dịch khe khẽ gật đầu, nhìn Tô Như như muốn nói điều gì nhưng rồi lại thôi. Tô Như dịu dàng nói: "Huynh từ lúc đi gặp Tiêu Giật tài về, mặt cứ đăm đăm chiêu chiêu, phải chăng đã có chuyện gì xảy ra?" Điền Bất Dịch thở dài một cái, da mặt như giãn ra, nở một nụ cười nói: "Ta sớm đã biết là không thể qua được mắt muội." Nói rồi, lão đem việc gặp Tiêu Dật tài và chuyện của Trương Tiểu Phạm ra sau, lần lượt kể hết với Tô Như. Tô Như chỉ im lặng lắng nghe, trầm ngâm một hồi mới lắc đầu nói: Trước tiên tạm chưa nói đến chuyện Tiểu Phạm có quan hệ với con gái của Quỷ Vương Ma Giáo là thật hay giả. Theo những gì mùi cảm nhận được về con người của Tiểu Phạm, nếu có ai đó nói nó đã gia nhập Ma Giáo hay thậm chí là gian tế của Ma Giáo cài vào thanh vân môn của chúng ta, thì mùi tuyệt nhiên không thể tin là thật. Điền Bất Dịch ư hưởng một tiếng, điều đó không cần mùi nói thì ta cũng biết. Có điều, ta từ trước tới giờ thu nhận sáu đồ đệ, từ Lão Đại tới Lão Lục, cho tới nay chưa từng gây ra chuyện gì, cũng chưa để ta phải lo phiền bao giờ. Tô Như nhìn Lão cười nói, bất quá từ Lão Đại tới Lão Lục cũng chẳng có ai giống hắn ta, tại kỳ thất mạch Đại Thí thực đã khiến huynh mở mày mở mặt. Điền bất dịch cứng họng, nhưng ngoài mặt không muốn tỏ ra là mình đã thua cuộc, tức thì làm bộ khinh khỉnh, nói, dẹp, thế mà cũng gọi là mở mày mở mặt được sao? Bị người ta dùng sấm chớp đánh cho cháy thui như cục đá thì có. Tô Như bật cười khúc khích, ôi, Điền sư huynh của mùi ơi, nhớ hồi 300 năm trước, huynh cũng tham dự thất mạch đại thí, oai phong lắm, bất quá cũng chưa vào tới vòng bốn người điền bất dịch bị thê tử lôi chuyện cũ ra treo tức thì trở nên lúng túng cáu kỉnh cãi lại ta nếu không phải nếu không phải là do tâm lý có vấn đề đêm hôm trước cuộc tỷ thí còn chạy đi tìm mùi rủ mùi trốn lên hồng kiều trên thông thiên phong ngắm trăng sao thức trắng cả đêm sớm hôm sau thượng đại đến cả một chút tinh thần cũng không có thử hỏi làm sao vạn sư huynh xứng đáng làm đối thủ của ta chứ Ôi cha, Tô Như khẽ biểu môi, nhưng sắc mặt đã hơi ửng hồng, lộ vẻ ôn nhu vô hạn, tưởng như đang hồi nhớ lại những ngày đầu hai người mới lén lút hẹn hò với nhau, nói: "Vạn sư huynh quả là kỳ tài trời sinh, thông minh tuyệt đỉnh, trong khắp lứa huynh muội chúng ta khi ấy, trừ đạo huyền trưởng môn sư huynh ra, thì đạo pháp tu hành không ai bị kịp, chàng khi đó mới sắp vào tới vòng bốn người thì sư phụ chàng đã cười không nằm miệng lại được rồi, lại còn tính chuyện đánh bại cả vạn sư huynh nữa sao?" Điền Bất Dịch cười ha hả, rõ ràng tâm trạng đã trở nên rất vui vẻ, vạn sư huynh tất nhiên là đạo pháp hơn ta xa, nhưng mà năm đó trong hai người thì nàng lại chọn ta, rõ ràng là ta phải có chỗ hơn huynh ấy, Tô Như liếc xéo lão, đáp, khi ấy chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, che mắt biệt tai thiếp, chọn nhầm phải anh chồng như chàng. Điền Bất Dịch nghe vậy chẳng hề tức giận, trái lại chỉ nhìn thê tử cười ha hả, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc, thốt nhiên gian tay kéo thân thể mềm mại của Tô Như vào lòng. Tô Như trừng mắt mắng khẽ, chừng này tuổi đầu rồi còn làm trò quỷ. Tiểu Phạm sắp tới đây rồi, nó mà thấy chúng ta thế này thì còn gì là thể diện. Điền Bất Dịch chỉ cười không nói, Tô Như khe khẽ cúi đầu, cũng không có ý gì muốn thoát ra. Đêm trong như nước, tỉnh vắng bốn bề. Gió đêm mơn mang ve vuốt cành lá trên cao, cả khu rừng chìm trong an tĩnh sau một lát bỗng nghe tôi như nói kỳ thực mùi thấy bộ dạng của trương tiểu phạm bây giờ rất giống với huynh khi ấy nói đến đây nàng ngẩng đầu nhìn phu quân huynh có cảm giác đó không điền bất dịch ngẩn ra chẳng thấy gì cả tôi như cười nói thái độ vừa rồi của huynh là nghĩa gì vậy thực sự khi ấy huynh cũng giống hệt như tiểu phạm bây giờ cái bộ dạng khờ khờ khảo khảo đó mọi người đều nghĩ huynh chẳng thể nào sánh kịp với các huynh để đồng môn tư chất cực tốt thế nhưng cuối cùng tại đại trúc phong này thì người có thành tựu cao nhất lại chính là huynh đạo pháp cao cường nhất cũng là huynh sau cùng sư phụ huynh cũng truyền lại vị trí thủ tọa cho huynh đó thôi điên bất dịch ẩm ừ trong miệng kể ra khi đó ta cũng khờ khảo thật Tô Như cười khúc khích, lắc đầu nói, huynh ấy, Da đầu rồi, da mặt quả cũng dày hơn nhiều, còn dám nói mình không hiểu nữa hay thôi, đoạn cuối đầu khẽ tiếp, bất quá trong trường hợp của Tiểu Phạm, mùi không tin là huynh không nhìn ra, biểu hiện của hắn trong 12 năm qua, tất nhiên không được tốt như Lâm Kinh Vũ hay Lục Tuyết Kỳ vốn tư chất thông tuệ, nhưng cũng không thể nói là ngốc nghếch, mùi nghĩ ít nhất nó cũng khá hơn trình độ trung bình. Chỉ có điều mấy năm đầu tiên, nó bị huynh thờ ơ không quan tâm đến, lâu dần trong thâm tâm cảm thấy tự ti, đâm ra tới giờ vẫn cứ thẳng đơ chậm chạp như cây gỗ vậy nói tới đó tôi như tự hồ như hồi tưởng lại điều gì trầm mặt một lát mới tiếp tục nhưng mùi quả thật nghĩ không ra tại sao năm đó tiểu phạm mới tu luyện thái cực huyền thanh đạo tới tầng thứ nhất đạo pháp còn thô thiển vậy mà đã có thể ngang ngửa với đồng đạo có thời gian tu luyện lâu hơn nó vài ba lần điền bất dịch lắc đầu thở dài như muốn trút bỏ hết phiền muộn trong lòng chậm rãi nói hiện giờ nghĩ mấy chuyện đó cũng chẳng ít gì lát nữa khi lão thất tới đây ta tự nhiên sẽ hỏi hắn cho rõ xem thời gian gần đây hắn đã ở đâu không chừng sẽ gợi mở thêm được nhiều tình tiết mà chúng ta chưa biết tôi như liếc nhìn lão tủm tỉm huynh không phải muốn dùng cái bộ mặt hung thần ác sát này để cật vấn nó đấy chứ chỉ sợ nó chưa nói được câu nào thì đã bị huynh làm cho sợ cứng cả lưỡi rồi điền bất dịch gật gù sao ta lại không biết chứ chẳng qua đôi khi tâm lý không được thoải mái bộc phát ra ngoài mới thành bộ dạng như vậy tôi như cả cười kỳ thực mùi cũng biết huynh coi nó là đệ tử có tiền đồ sáng lạng nhất của mình muốn nó không chỉ tiến bộ vượt bậc về đạo pháp mà còn cả trong cách đối nhân xử thế hàng ngày mong nó được như bọn tề hạo tiêu dịch tài có thể đạt được thành tựu như một trong hai kẻ đó ngõ hầu tương lai tới đó nàng bỗng khe khẽ thở dài trầm năm không nói nữa điền bất dịch im lặng một lát mới thốt lên làm sao nàng biết Tô Như nhìn lão, tự hồ do dự một chút, đoạn trả lời, bất dịch, tính cách của huynh suốt bấy nhiêu năm qua, mùi chưa bao giờ thấy huynh như vậy kể từ khi xảy ra chuyện của vạn sư huynh, vì thế, điền bất dịch trầm mặt dây lát, chậm chậm gật đầu, ta hiểu ý muội rồi, bất tất phải nói nữa. Tô Như nhìn lão một lát, đột nhiên bật cười, nếu tiểu phàm mà biết được sư phụ nó lúc nào cũng quan tâm đến nó như thế này, đặc biết bao kỳ vọng to lớn vào nó, không biết thằng bé sẽ vui sướng đến thế nào. Điền bất dịch hừ một tiếng, lại làm ra bộ mặt khinh khỉnh, quay đi bên mặt nói, ta mà đặt kỳ vọng lớn lao vào cái thằng đầu đất ấy à? ở đó mà mơ. Tô Như ở phía sau lưng lão bấm bụng cười tủm tỉm, chợt nhận ra trưởng phu vẫn còn đang nắm chặt tay mình trong lòng bỗng vô cùng ấm áp thiết tha thấy tính cách của lão đã 300 năm qua rồi mà vẫn chẳng thay đổi một tí tẹo nào nàng im lặng mỉm cười khẽ nắm chặt tay chồng lại nói trương tiểu phàm cùng tống đại nhân sau khi từ biệt sư phụ của thạch đầu là đại lực tôn giả để quay trở về bên tai vẫn còn phản phất tiếng cười hỉ hả của thạch đầu phía trước chỉ thấy màn đêm sâu thẳm trừ vài đệ tử lát đác đứng canh phòng còn lại mọi người ai nấy đều đã quay về nghỉ ngơi chừng tới khi sắp về tới cửa sơn đồng của đại trúc phong tống đại nhân trong lòng vẫn cảm thấy có chỗ không thoải mái bèn quay sang tiểu phàm hỏi tiểu phàm mấy lời lúc nãy ta nói với đệ đã nhớ kỹ cả rồi chứ Trương Tiểu Phạm đáp, đệ nhớ rồi, sư huynh, tống đại nhân khẽ gật đầu, nói, ta không biết sư phụ có chuyện gì với đệ, nhưng hồi nãy sau khi sư phụ đi gặp tiêu dật tài sư huynh về, ta thấy hai lông mày của người cứ nhíu cả lại, chắc chẳng phải chuyện tốt lành gì đâu. Trương Tiểu Phạm im lặng không nói gì, nhưng trong lòng cảm thấy rất lo lắng, không biết có phải tiêu dật tài đã đem chuyện mình và bích giao ra nói với sư phụ rồi không? Nếu quả như vậy thì lát nữa khi sư phụ truy vấn, hắn thực sự chẳng biết giải thích thế nào tống đại nhân thấy tiểu phàm không nói gì mặc dù trong lòng cũng cảm thấy hơi lo nhưng ngoài mặt vẫn nở một nụ cười vỗ vỗ vai tiểu phàm an ủi tiểu phàm để bất tất phải lo lắng quá như vậy sư phụ bình nhật tuy có vẻ nghiêm khắc nhưng thực ra trong lòng thập phần yêu quý sư huynh đệ chúng ta nói tới đó lão hạ giọng thầm thì này nhưng đệ cũng chớ có cứng đầu cứng cổ cãi lại sư phụ và nhất người mà nổi trận lôi đình thì mấy người bọn huynh cũng chẳng dám cầu xin hộ đệ đâu tiểu phàm trong lòng cảm thấy ấm áp xúc động nhìn tống đại nhân khẽ lắp bắp đại sư huynh đệ, đệ mấy hôm trước thật không phải với huynh thật chẳng ra gì huynh huynh đừng nhé tống đại nhân cười ha hả giơ tay vào đầu tiểu phàm nói kể làm gì mấy chuyện nhỏ nhặt ấy thôi để mau rảo chân lên đừng để sư phụ đợi lâu ồ nhưng mà trời hôm nay là thật đấy mới khi nãy trăng hãy còn sáng lắm giờ mây đen ở đâu đã tụ về sầm xịt cả rồi đúng là đông hải có khác quả có chỗ gì biệt so với trung nguyên chúng ta trương tiểu phàm ngẩng đầu nhìn trời quả nhiên thấy bầu trời dường như bỗng tối sầm lại vừa mới rồi trăng còn sáng tỏ khắp nơi giờ chỉ toàn mây đen vần vũ chồng chất lên nhau ánh sáng chỉ còn lờ mờ thật dễ khiến người ta sinh ra phiền muộn nói tới đó thì hai người đã về tới nơi tống đại nhân và trương tiểu phàm dừng lại bỗng nghe vẳng từ trong động tiếng cười giòn tan của điền linh nhi và đỗ tất thư tiểu phàm trầm ngâm một chút đoạn nói đại sư huynh để ra thẳng ngoài rừng gặp sư phụ đây không vào đó nữa đâu tống đại nhân liếc nhìn hắn khẽ gật đầu vậy cũng được để nhanh đi đi nhưng mà bây giờ trời tối ông thế này để đi lại trong rừng phải cẩn thận một chút biết chưa trương tiểu phàm thoáng lộ nét cười gật đầu một cái rồi rảo bước về hướng rừng cây ung tùm. tống đại nhân nhìn theo hắn bất giác cảm thấy bóng dáng tiểu sư đệ của mình toát lên một vẻ cô đơn hiu quạnh thì thở dài một tiếng lắc đầu rồi quay mình trở vào trong sơn động vừa luồn vào dưới tán rừng rậm rạp bóng tối tự hồ như đang lẫn trốn khắp mọi ngóc ngách của rừng sâu bỗng nhất tề phóng vọt ra bao vây khắp thân ảnh trương tiểu phàm hắn dừng lại trong lòng hơi rúng động nhưng chỉ một lát sau cặp mắt của hắn đã dần dần quen với quang cảnh u ám của khu rừng trời đêm âm u vài ánh trăng còn vương sót lại cố gắng lắm mới lách qua được tán lá dày rồi lác đác trên mặt cỏ mờ mờ ảo ảo cả khu rừng chìm trong tĩnh lặng không còn tiếng chim hót của ban ngày không một tiếng hô hấp của thú rừng thậm chí cả tiếng côn trùng đã rít hàng đêm hôm nay không hiểu sao cũng bạc câm khắp nơi chỉ toàn những thân cây cổ thụ cành lá xung xuê thâm nghiêm tĩnh mịch như những chiến binh câm lặng đứng trong đêm dày chỉ có tiếng gió thổi gió từ xa xăm trong biển đêm mù mịt lượn trên những tán rừng lay động những tàn cây tạo nên âm thanh xào xạc xà. chàng thiếu niên cô độc bước đi trong rừng đêm thăm thẳm trong thứ ánh sáng mờ ảo của rừng đêm ý nghĩ của tiểu phạm bỗng trở nên phiêu đẳng không hiểu sao đột nhiên hồi tưởng lại một thời điểm xa xôi rất xa xôi trong quá khứ một ánh đèn vàng vọc yếu ớt một đứa bé níu chặt tay mẹ đối diện với bóng tối vây quanh mắt mở to phản phất sự sợ hãi những ngày tháng ấy từ lúc nào đã trở thành quá vãng xa xôi vô tình hắn không hay biết hắn nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu thốt nhiên ngẩng đầu lên gia tăng cước bộ xăm xăm tiếng về phía trước hắn không hề hay biết phía trước hướng đi ấy nơi bóng tối thâm u không một tiếng động bỗng bừng lên hai quần sáng đỏ hồng như hai ánh lửa hờn căm như hai con mắt trực lên phẫn nộ điền bất dịch nhíu mày có vẻ không còn đủ kiên nhẫn sao giờ này nó vẫn chưa tới tôi như nhìn lão nói sao huynh nóng vội thế đại nhân đã đi gọi nó về rồi nhưng từ chỗ đại lực tôn giả về đây cho dẫu chạy nhanh đi nữa cũng phải mất một lúc chứ nếu huynh không nhìn được sao không đằng vân giá vũ đi tìm nó cho nhanh điền bất dịch hừ một tiếng ngẩng đầu nhìn trời đêm lẩm bẩm kỳ quái thật sao thời tiết ở đông hải thay đổi mau chóng thế Tô Như cũng nhìn xung quanh, lông mày hơi nhíu lại, đúng là là thật, vừa mới đây còn sáng lắm mà. Nàng ngước nhìn những đám mây đen vần vũ trên đầu, cảm giác không được thoải mái, đột nhiên xoay chuyển ý nghĩ, quay sang hỏi điện Bất Dịch, "Bất Dịch, từ đầu tới giờ, mùi luôn cảm thấy có một chuyện này không được rõ ràng." Điền Bất Dịch nhìn nàng, hỏi, "Là chuyện gì?" Tô Như nói, "Nếu như tiểu phạm quả có quan hệ với con gái của giáo chủ ma giáo đúng như tiêu dật tài nói, xét về tình về lý, đáng lẽ hắn phải nói với Thương Tùng sư huynh trước, điều này chắc bản thân hắn biết rất rõ. Thế nhưng hắn lại nói chuyện riêng trước với huynh, che giấu sự thật, tức là đi ngược lại với Thương Tùng sư huynh." thường ngày hắn cũng đâu có đặc biệt thân thiết gì với đại trúc phong ta vậy nên mùi có cảm giác không được chắc chắn lắm trong chuyện này điền bất dịch trầm tư giây lát đoạn nói người này thực không đơn giản đâu tôi như nhướng mày tại sao điền bất dịch không trả lời ngay ngẫm nghĩ một lúc rồi mới nói theo như ta biết thì trưởng môn sư huynh trong mấy năm gần đây chỉ chuyên tâm vào việc tu đạo những việc trong sư môn hầu như không mấy để ý tới bình nhật có xảy ra chuyện gì đều là giao cho thương tùng sư huynh và các vị trưởng lão xử lý lão bỗng cười nhạt một tiếng trầm giọng nói nhỏ thế nên dạo này môn hạ cũng có một số kẻ rỉ tai nói nhỏ với nhau là thương tùng sư huynh của long thủ phong mới là trưởng môn nhân thực sự tô như toàn thân trúng động sắc mặt lộ rõ vẻ lo lắng kéo vạt áo điện bất dịch thầm thì những chuyện này huynh tuyệt đối không nên nói lung tung bên ngoài điện bất dịch gật đầu nói chuyện này ta tự biết rồi mùi yên tâm đi nói rồi lão lại trầm ngâm suy nghĩ một lúc mùi cũng biết đấy thanh vân môn chúng ta trong hai nghìn năm trở lại đây đặc biệt từ khi thanh diệp tổ sư sáng lập ra bảy chi phái thì vị trí trưởng môn trước giờ luôn là do đệ tử của thông thiên phong đảm nhận vậy mà nay tôi như mỉm cười tiếp lời lão vậy mà nay thương tùng sư huynh trong môn phái chúng ta quả là người có đức cao vọng trọng đạo pháp lại cao thâm uy tín chỉ dưới có một mình đạo huyền sư huynh mà thôi khi trước chuyện tiêu giật tài tiếp nhận vị trí trưởng môn vốn không thấy ai diện nghị gì nhưng như tình thế hôm nay mà xét có lẽ cũng không tránh khỏi có lời ra tiếng vào điền bất dịch chậm rãi nói hơn nữa trong 200 năm nay thương tùng sư huynh chấp trưởng hình phạt ở thanh vân môn thường ngày nói một là một hai là hai trừ đạo huyền sư huynh ra trong mắt huynh ấy sớm đã chẳng có ai nữa tiêu sư điệt lo ngại cũng là lẽ thường thôi Tô Như khẽ cúi đầu, một lát mới nói, "Bất Dịch, chuyện tranh giành chức trưởng môn này có ảnh hưởng rất to lớn, huynh chớ nên can dự quá sâu." Điền Bất Dịch khẽ lắc đầu, "Ta ngày thường vẫn tỏ ra không quan tâm đến chuyện gì, nhưng dù sao cũng là người đứng đầu một chi phái, chuyện này làm sao có thể tránh khỏi có can dự." Hôm nay Tiêu Dật tài cố tình tỏ ý tốt với chúng ta, quá nữa là để gây dựng một mối dây ân tình giữa ta và hắn phòng sau này khi cuộc tương tranh đó xảy ra, chúng ta đi một bước phải cẩn thận một bước, xem ra chẳng còn cách nào khác. Tô Như thở dài, gật đầu nói, cũng phải vậy thôi. U, không biết từ chốn nào trong sâu thẳm rừng đêm, một trận âm phong thình lình thổi tới, Trương Tiểu Phạm bỗng cảm thấy từ cổ trở lên lạnh lẽo vô cùng, vội ngẩng nhìn khắp trên đầu, chỉ thấy tán cây lòa xòa rung động như bầy yêu ma đang nhảy múa. Hắn nhíu mày, thầm nghĩ hôm nay khu rừng này có vẻ tràn đầy quỷ khí, thật khác xa so với mấy hôm trước. Tới đó hắn lại tự nhủ, bản thân ở đây đã bấy nhiêu ngày, chưa từng thấy có yêu ma tà vật, hôm nay trời mới âm u một chút, sao mình đã phải lo lắng làm vậy? Nghĩ tới đó, trong lòng hắn đột nhiên cảm thấy buồn cười với chính mình, bèn xăm xăm bước tiếp. Đột nhiên, từ phía sau lưng hắn vang lên một âm thanh như tiếng ma kêu quỷ khóc. Trương Tiểu Phạm cả kinh thất sắc, quay ngoắt mình lại, chỉ thấy sắc mặt hắn lập tức trở nên trắng toát trong bóng đêm âm u dần dần hiện hiện một chiếc khô lâu hai mắt lấp lóe ánh sáng đỏ rực dập dần bay lượn trong không trung trong tiếng ma kêu quỷ khóc ấy cái khô lâu ánh hồng bỗng dừng lại giữa khoảng không từ từ quay qua đối diện với trương tiểu phàm trương tiểu phàm nhìn vào hai con mắt rỗng không của nó chỉ thấy sâu trong đó hình như ẩn hiện những tia lửa không cưỡng được cảm thấy toàn thân rết trung lên sau một khoảnh khắc từ phía sau cái khô lâu chậm chậm xuất hiện hai bóng người trong ánh sáng đỏ hồng của cái khô lâu hắn thấy một trong hai người là một lão già gầy nhom mặt mũi dữ tận sắc diện khô kiệt tự như chỉ có một lớp da bọc lên xương sọ mà thôi trong chẳng khác cái khô lâu đỏ hồng là mấy cặp mắt độc ác nhìn chòng chọc vào trương tiểu phàm lộ rõ vẻ hàng học phẫn hận còn kẻ thứ hai bộ dạng trông như giống xài lan mặc dù thân hình khá to lớn nhưng lại bị lão già xách trên tay như chú gà nhét đến cử động cũng không được sắc mặt đầy vẻ đau đớn khổ sở nhìn thấy gã trương tiểu Phạm không khỏi giật mình kinh hãi kêu ta à, lên một tiếng gã này không phải ai xa lạ mà chính là một trong hai kẻ tiểu Phạm đã gặp bên dưới vạn bức cổ cuộc ở không tan sơn dạo trước mới hôm rồi cũng lại đã thấy xuất hiện tại lưu ba sơn này giả cẩu đạo nhân chỉ thấy gã bị lão già khô quắc ấy dùng tay phải sách cổ nét mặt đau khổ như sắp khóc thế nhưng khi nhìn thấy trương tiểu Phạm đứng trước mặt thì lạ thay sắc mặt gã lập tức thay đổi tự nhiên nhìn thấy vị cứu tinh xuất hiện chỉ ngay vào tiểu Phạm kêu to a à, chính hắn chính là hắn trương tiểu phàm sợ đến ngay người chỉ thấy giả cẩu đạo nhân cứ chỉ vào mình kêu gọi liên hồi mà chẳng hiểu đầu cua tai nhau ra sao cả lão già quê vẫn trừng trừng nhìn hắn đầy ác ý cất giọng khàn khàn chói tai hỏi giả cẩu đạo nhân có đúng là thằng tiểu nghiệt chủng thanh vân môn này không giả cẩu gật đầu li li mồm liến thoáng nói dạ dạ đúng là nó đó hấp huyết tiền bối chính mắt tại hạ đã thấy thằng súc sinh này giết hại truyền nhân duy nhất của ngài là hấp huyết quỷ khương lão tam chương 67, hấp huyết lão yêu lão già mặt mũi nanh ác đó là một lão ma đầu trong ma giáo đã thoái ẩn nhiều năm nay tự hiệu là hấp huyết lão tổ nhưng người chính đạo và cả rất nhiều người trong ma giáo đều ngầm gọi lão ta là hấp huyết lão yêu nguyên nhân chủ yếu là do lão ta tu tập tà môn yêu pháp hấp huyết đại pháp đòi hỏi người tập phải hút lấy tinh huyết của người sống để tu luyện vô cùng quỷ dị đáng sợ tuy yêu pháp này lợi hại nhưng đối với bản thân người tu tập nó lại có phản ứng phụ vì thế phạm là người tu tập hấp huyết yêu pháp ai ai mặt mũi cũng nanh ác chẳng giống người thường do đó ngay trong ma giáo cũng nắm ngầm có nhiều lời chỉ trích quay lại chuyện đang nói, yêu pháp này không hề tầm thường, 100 năm trước khi lão ta xuất thế, cũng đã từng gây ra một trường mưa máu gió tanh, làm cho đám người trong chính đạo phải đau đầu nhức óc mãi, nhưng sau này mà giáo thất thế, chính đạo liên thủ đánh đuổi, hấp huyết lão yêu vì phải chạy trốn sự truy sát của mấy cao nhân chính đạo, cũng cùng với ma giáo dần dần thối lui ra khỏi trung nguyên, về sau chẳng hề có tin tức gì nữa. Lần này ma giáo phục hưng, quần ma tề vũ, hấp huyết lão yêu vốn thuộc vạn độc môn, một trong bốn đại chi phái của ma giáo nên cũng được mời đến. Nhưng trước khi xuất sơn, đệ tử duy nhất của lão ta Hấp Huyết Quỷ Khương lão tam vì thối tha giống với bọn giả cẩu đạo nhân và Lưu Hạo, nên được đám người giả cẩu đạo nhân mời đến để trợ quyền, không ngờ dưới vạn bức cổ cục chẳng hiểu vì sao bị người ta giết chết. Hấp Huyết lão yêu sau khi biết tin thì vô cùng giận dữ. Phải biết rằng môn phái lão ta, bởi vì Hấp Huyết yêu pháp thanh danh hết sức xấu xa, hơn nữa quá trình tu luyện lại nguy hiểm không lường, chỉ cần một chút sơ ý sẽ bị yêu pháp cắn ngược trở lại, cạn hết tinh huyết mà chết. Vì thế ngay cả trong ma giáo cũng chẳng có mấy người mong muốn tu luyện. Khương lão tam là đệ tử duy nhất mà khó khăn lắm lão ta mới tìm được mười mấy năm trước đây, tính cách rất hợp với tính tình cổ quái của lão, nên lão ta trong lòng hết sức yêu mến. Chẳng dè chết không minh bạch, bảo sao mà lão không tức giận điên người. Thời gian gần đây, trong ma giáo có rất nhiều động tĩnh, đầu tiên là Quỷ Vương tông kéo đến vùng Lưu Ba Sơn hoang vu hỏe lánh ở ngoài Đông Hải này, sau đó, ba đại tông phái khác cũng lần lượt phái xuất cường viện đến. Hấp huyết lão yêu là một trong số người đó, có lẽ cũng vừa mới tới Lưu Ba Sơn ngày hôm nay vừa may gặp phải ngay đám giả cẩu của luyện huyết đường bọn niên lão đại lưu hạo đều là những kẻ giảo trá nhìn thấy hấp huyết lão yêu sắc mặt âm trầm biết rằng lão ma này tính tình của quái tàn nhẫn hung ác nghĩ rằng lão nhất định vẫn còn căm hận về cái chết của đệ tử nên ai nấy đều chuẩn bị bỏ chạy chẳng dè giả cẩu đạo nhân tính tình có phần thẳng thắn không khéo ăn khéo nói đột nhiên tiến tới trước mặt chào hỏi miệng thì nói a à, lão tiền bối đã lâu lắm không gặp không ngờ ngại vẫn mạnh khỏe như xưa nói chưa được nửa câu hấp huyết lão yêu nghe thấy thì nghĩ rằng tên giả cẩu này quả thật đáng chết liên lụy đến cái chết đệ tử của ta còn chưa thèm tính không ngờ còn dám châm biếm sao ta vẫn chưa chết Liên bừng bừng tức giận tóm lấy giả cậu nhấc lên giả cậu đạo nhân lúc này mới thấy mình ngu ngốc chỉ rối rít cầu xin tha tội hấp huyết lão yêu cũng chẳng nhiều lời chỉ nói với hắn bây giờ chúng ta đi đến chỗ thanh vân môn để tìm kẻ đáng ghét đã giết chết đồ đệ của ta tìm được thì coi như ngươi mạng lớn không tìm ra thì ta trước hết sẽ hút cạn máu của ngươi để tế điện cho đồ đệ của ta chỉ mấy câu nói này thôi giả cậu đạo nhân mặt mày tái dại không ngất kêu khổ từ lúc đến lưu ba sơn trương tiểu phạm đã nhiều lần nhìn thấy giả cẩu đạo nhân nhưng giả cẩu đạo nhân khi đó nếu không đấu phép với người khác thì là đang chạy trốn chối chết trên không trung đều không hề nhìn thấy trương tiểu phạm hơn nữa lúc ở sơn động bí ẩn trương tiểu phạm cũng đứng ẩn trong bóng tối đến khi hắn ra khỏi chỗ đó thì giả cẩu đạo nhân đã sớm cùng với người khác lao vào đánh đấm ầm ý cùng với bọn đệ tử chính đạo rồi giả cẩu thầm nghĩ ai mà biết được tên đáng ghét đó đã đến lưu ba sơn hay chưa vạn nhất hắn ta chưa đến bản thân há chẳng phải chết quan uổng dưới cơn thịnh nộ của hấp huyết lão yêu sao tức thì hắn cầu xin vang nài mãi không thôi tuy nhiên hấp huyết lão yêu lòng giả sắt đá chẳng thèm cho vào tai cứ thế sách cổ hắn âm thầm bay đến chỗ đám người chính đạo đang ở lúc này trong khu rừng tối đen đột nhiên nhìn thấy thân ảnh của trương tiểu phạm giả cẩu đạo nhân quả thật vui mừng ra mặt cảm thấy cao hứng còn hơn là nhìn thấy thân sinh phụ mẫu của bản thân tức thì hét lớn chính là hắn không thể nhầm được dù hắn có hóa thành cho ta cũng nhận ra hắn hấp huyết lão yêu hừ lạnh một tiếng tay khẽ vung lên tức thì ném giả cẩu bay tích ra tận đằng xa giống như một thứ tạp vật một lúc lâu sau trương tiểu phạm nghe thấy từ đằng xa truyền lại một âm thanh nghẹn ngẹn ngay sau đó là một tiếng kêu đau đớn cũng chẳng biết giả cẩu cuối cùng đã rơi xuống mặt đất hay là va trúng một cây đại thụ nữa hấp huyết lão yêu nhìn khắp trên dưới đánh giá tên tiểu bối đệ tử của thanh vân môn đang đứng trước mắt nhưng vẫn chưa lập tức xuất thủ trái lại còn cau mày suy nghĩ mặc dù lão ta tính tình tàn nhẫn hung ác nhưng cũng không phải hoàn toàn không có lý trí hôm đó khi đám người luyện huyết đường phát thi thể của khương lão tam về lão ta vô cùng cùng nộ thương tâm nhưng ngay sau đó phát giác ra chỗ kỳ quái khương lão tam chết là do huyết nhục bị khô cạn nhìn thế nào đi nữa cũng giống như bị giết bởi hấp huyết yêu pháp của môn phái lão ta trên thế gian này ngoại trừ bản thân và khương lão tam lại có người luyện thành kỳ thuật này sao thật khó hiểu lão ta tự nhiên không biết rằng trên cây thiêu hỏa côn trong tay trương tiểu phàm có phải huyết châu của ma giáo tiền bối hắc tâm lão nhân truyền lại nhưng với kinh nghiệm trăm năm tu hành lão ngay lập tức nhận định tên hung thủ này nếu không sử dụng hấp huyết yêu pháp thì ít nhất cũng sử dụng một thứ pháp thuật tương tự hơn nữa đạo hành nhất lão ta mấy vì thế lúc này gặp trương tiểu phàm lão ta cố nén cơn tức giận quan sát thật kỹ lưỡng con người này để xem cuối cùng có gì kỳ quái không chỉ là lão ta nhìn đông ngó tay lông mày nhíu chặt nhưng vẫn chẳng nhìn ra một kết quả nào từ đầu đến chân rồi lại từ chân đến đầu gã tiểu tử này vẫn chỉ là một quả đệ tử hết sức bình thường của thanh vân môn chẳng hề có một điểm nào xuất chúng hơn nữa chẳng có nửa phần cái vẻ tàn nhẫn hung ác của hấp huyết yêu pháp trương tiểu phàm đứng nguyên tại chỗ mặc dù tâm lý có chút trung sự vì bị lão già quỷ khí mờ mịt này soi mói lại không biết lão ta là ai nhưng thấy lão ta đi cùng với giả cẩu thì nhất định là người trong ma giáo nhìn hai người bọn họ nói chuyện hình như đến đây chỉ để tìm mình trên không trung chẳng biết từ bao giờ đã xuất hiện một chiếc đầu lâu màu đỏ đang tỏa ra ánh sáng đỏ rực rồi bắt đầu chầm chậm xoay tròn giọng nói của hấp huyết lão yêu từ phía sau vầng sáng đỏ ấy lạnh lẽo truyền đến thanh vân môn tiểu tế tử có phải ngươi đã giết chết khương lão tam đồ nhi của ta không trương tiểu phàm giật mình ngạc nhiên hỏi ai là khương lão tam hấp huyết lão yêu nghẹn lời dây lát trong lòng hết sức tức giận nếu là ngày trước lão ta sớm đã sử dụng pháp thuật hút cạn hết máu của thằng cha này đã rồi mới nói sau chỉ là nghĩ rằng gã đệ tử thanh vân môn này trên mình cũng có pháp thuật hút máu trình độ không hề thấp kém nên vô luận thế nào cũng phải làm rõ trước đã vì thế lão ta lập tức cố kiềm nén lửa giận nhưng giọng nói cất lên đã giống như quỷ khóc lan tru có phải ngươi tại vạn bức cổ cục ở không tan sơn dùng hấp huyết đại pháp giết người đó không trương tiểu phàm trong lòng chấn động lại nghe thấy hai chữ hấp huyết lập tức liền nhớ lại trong đầu hiện lệnh tình cảnh kinh sợ hôm ấy không nén được sự lo âu trong lòng vô thức đưa tay sờ vào thanh thiêu hỏa côn đang dắt bên hông thiêu hỏa côn đang nằm yên lặng bên hông hắn giống như ác ma đang say ngủ hấp huyết lão yêu thấy hắn một lúc lâu mà chẳng nói gì giống như đang xuất thần đúng là trong mắt chẳng coi lão ta vào đâu cả so với đám cao thủ thanh vân môn năm xưa truy sát bản thân lão thì còn ngạo mạn gấp 10 lần lão ta tính tình tàn nhẫn hung bạo nếu không phải trong lòng có chút nghi vấn lẽ nào lại chịu nhịn lâu như vậy thấy thế đùng đùng tức giận gầm to một tiếng tiểu tử thanh vân môn trả lại mạng cho đệ tử của ta trương tiểu phàm kinh hoàng lùi lại một bước chỉ nghe thấy xung quanh ầm vang tiếng quỷ khóc âm phong lạnh thấu xương chạm vào thân thể thấy lạnh buốt thậm chí sau gáy hắn cũng thấy lạnh toát lông tơ trên thân thể đều như dựng đứng hết lên cái đầu lâu màu đỏ trên không trung đột nhiên há to cái miệng âm u trong giây lát chỉ thấy từ bên trong cái miệng đó vọt ra năm đạo hắc quang rơi xuống ngay trước mặt trương tiểu phàm qua chốc lát rồi rung rung lắc lắc trỗi dậy trương tiểu phàm ngưng thần giới bị vẫn biết rằng ma giáo yêu nhân trước mặt tà pháp quái dị nhưng khi nhìn kỹ thì không tránh được sợ hết tóc gáy chỉ thấy năm đạo thân ảnh dần lớn hơn ấy, cả năm đều hình thù kỳ dị, nhưng diện mạo thì đều quỷ quái hung ác giống nhau, hoặc là mồm đỏ lòng như chậu máu, hoặc là răng nanh chỉ ra sắc nhọn, nồng nặc mùi tanh tử xú uế. Chưa đầy giây lát, năm thân hình quỷ quái ấy không ngờ đã phình ra to lớn gấp đôi Trương Tiểu Phàm, phía đằng sau bọn chúng, hấp huyết lão yêu song thủ kết thành pháp ấn kỳ quái, hoặc điểm hoặc vỗ lên cái đầu lâu màu đỏ, làm nó đung đưa một hồi, đám quỷ quái ấy liền chuyển động một cách tương ứng, rõ ràng là đang bị lão ma đầu khống chế. Lúc này, dường như những tia sáng màu đỏ phát ra từ chiếc đầu lâu ấy làm cho trong mắt của hấp huyết lão yêu tự như cũng có chút sắc đỏ, chỉ nghe lão ta cười lạnh một tiếng mười ngón tay bỗng nắm chặt xịt một tiếng bóp chặt lấy chiếc đầu màu đỏ gần như cùng lúc với động tác của lão ta mắt của năm quỷ vật to lớn ấy đột nhiên đỏ lừ phát ra những ánh mắt đầy hung lệ đồng thời ngẩng đầu hướng lên trời tru lên như chó sói hu trương tiểu phạm thân hình rung lên bần bật thần chí bị lấy mất vài phần chỉ cảm thấy xung quanh quỷ hình chớp sáng tiếng quỷ khóc ấy như khoan xuyên vào tai đâm thẳng vào trong não của hắn đau đớn không thể chịu được năm quỷ vật đó ngửa mặt lên trời tru một tràng dài, giây lát sau nhất tề lao đến, tiếng gió rít lên, trương tiểu phạm dùng hết sức nhảy về phía sau, vất vả tránh né đòn đánh đó chỉ là chẳng đợi cho hắn lấy lại bình tĩnh năm quỷ vật ấy lại nhất tề hạ thủ trong tiếng tru tréo chúng cùng nhau đưa quỷ trảo thọc xuống dưới đất trương tiểu phàm ở trên không trung tay nắm chặt thiêu hỏa côn trong lòng hơi chút an tâm thiêu hỏa côn dường như cũng cảm thấy có chuyện tỏa ra ánh sáng màu xanh nhạt rồi dần dần sáng bừng lên nhưng chẳng đợi cho hắn nghĩ ngợi nhiều những quỷ trảo đã thọc sâu xuống dưới ấy hình như đang nắm lấy một thứ gì đó trong lòng đất trong một hồi âm thanh tru dài âm phong tức thì nổi lên cả một mảng đất bị giật bung lên nhưng thứ làm người ta khiếp đảm chính là từ dưới đất vô số âm linh lớn bé ào ạt lao ra bay đến chỗ trương tiểu phàm trong nháy mắt hắn đã bị chúng vây xung quanh hấp huyết lão yêu khóe miệng lộ ra một nét cười lạnh nhưng ngay sau đó lại cau mày bởi vì lão ta trong lòng cố kỵ thiếu niên này thân mang dị năng vì thế mà từ đầu không hề sử dụng hấp huyết đại pháp thành danh của lão nhưng lại sử dụng một bộ pháp thuật đắc ý tu luyện được trong những năm tháng ẩn thân gọi là ngũ quỷ ngự linh lấy linh phách bản thân luyện thành năm tên mệnh quỷ để đánh thức và tụ tập các tử linh u hồn trong phạm mười dặm lại rồi lại dùng lợi quỷ chi thuật luyện hóa biến tất cả thành các âm linh thèm khát máu tươi thịt sống nhằm vào trương tiểu phạm tấn công mặc dù đệ tử thanh vân này đạo hành không thấp nhưng hình như không hề tu tập hấp huyết đại pháp không biết bản thân nhìn nhầm hay là thằng cha giả cẩu vì muốn sống nên chỉ bừa một người nào đó cho mình lão ta đang thầm nghĩ trong lòng chợt cảm thấy thân hình chấn động bèn ngẩng đầu nhìn lên phía trước mặt chỉ thấy nơi đó vô số u hồn âm linh màu trắng đã tầng tầng lớp lớp vây quanh che khuất hết thân ảnh của trương tiểu phàm đột nhiên từ bên trong vòng trắng trùng trùng đó một thứ ánh sáng xanh đen nhàn nhạt bừng lên chiếu xuyên qua vô số âm linh ấy một âm thanh trong trẻo ngân lên giống như một thứ gì đó bị xé toạc ra sắc đêm trên đỉnh lưu ba sơn càng thêm ảm đạm ánh trăng le lói lúc nãy cũng đã dần dần biết mất trong bóng đêm tịch lưu mang theo chút thê lương loáng thoáng có một tràng hú dài thậm chí những con sóng trên đại dương tích ngoài xa dường như cũng dần dần trào dâng thứ cảm giác lạnh lẽo băng giá ấy, lạnh lẽ xâm chiếm tâm can, thiêu hỏa côn bừng sáng lên rực rỡ, cây gậy vốn dĩ đen xì này giống như một ác ma đột nhiên bừng tỉnh, mở to cặp mắt. Trong giây lát, một hơi thở băng giá, tàn nhẫn và độc ác tỏa ra từ thân hình của Trương Tiểu Phàm, âm linh vô số ở xung quanh kinh hải bay lên, nháo nhác kinh hoàng bay lượn trên không, phía đằng kia hấp huyết lão yêu long mày nhíu chặt, sắc mặt dần dần nghiêm nghị, khẽ lẩm bẩm một câu, sát khí nặng quá, năm tên mệnh quỷ to lớn ấy, nhất tề tru tréo, thân hình chấp lên, vút vút, mấy tiếng nhảy vọt lên không rồi hạ xuống bao vây xung quanh Trương Tiểu Phàm, đồng thời quỷ trảo quào, quào lên trời, phát ra những âm thanh chói tai. Đám Âm Linh nãy giờ vẫn kinh hãi trước sát khí thần bí trên thanh Thiêu Hỏa Cung, lúc này đột nhiên dừng lại trên không trung, Trương Tiểu Phạm thấy rõ nét đau khổ hiện trên vô số khuôn mặt người do Âm Linh hóa thành chỉ sau giây lát lại biến thành vẻ hung tàn. Ngao! Tiếng quỷ gào nhất ốc xé tan màn đêm, âm lâm vô số quay ngoắt trở lại, lao xuống tấn công cơ thể con người duy nhất đang có mặt tại đương trường. Trương Tiểu Phạm rùng mình, chỉ thấy trái phải trước sau toàn là quỷ ảnh màu trắng, rối rít chen nhau lao tới, quả thật chẳng có đủ tay chân để mà ứng tiếp, nhưng hắn chưa kịp ngăn chặn được mấy cú tấn công, đột nhiên thân hình hắn loạn choạng suýt ngã, dưới chân đau nhói, dường như bị kéo tụt xuống đất. Trương Tiểu Phạm hết sức kinh hãi, nhìn xuống dưới, chỉ thấy từ trong lòng đất phía dưới trên bất ngờ thò ra một đôi quỷ trảo to lớn, nắm chặt cứng lấy hai chân hắn, quỷ trảo sắc nhọn dường như đang đâm vào huyết mạch. Và năm tên mệnh quỷ vây xung quanh ban nãy, giờ chỉ còn lại có bốn tên. Trên không trung vô số âm linh đồng thanh hoang hô, nhung nhúc những tiếng hú sắc nhọn vang tới, những cái miệng to lớn tham lam đang ngoạc ra ấy như thể ở ngay trước mắt. Trương Tiểu Phạm sắc mặt trắng nhợt, gân cốt vặn vẹo, cố gắng chịu đựng cơn đau đớn kịch liệt, tay phải bắt pháp quyết nhanh chóng vẽ một đường phía trước mặt, thiêu hỏa côn bay vút lên, trên không trung nghe bực một tiếng, một bức tường ánh sáng vụt hiện lên, ánh sáng màu xanh nhàn nhạt, lấp lóe lấp lóe, mấy âm linh lao xuống đầu tiên chẳng kịp thu thế đâm sầm vào thanh côn đen xì ấy rồi cũng chẳng kịp trú lên tiếng nào đã biến thành một làn khói mỏng cùng lúc này trương tiểu phạm thân hình lại rung động đưa mắt nhìn xuống thì thấy quỷ trảo sắc bén như dao đã rạch toạc da của hắn máu tươi trào ra vương đầy cái quỷ trảo đen xì ấy mùi máu tươi thơm ngon ngọt ngào này tức thì lan tỏa đầy trong không khí trương tiểu phạm thoáng giật mình đám âm linh vô số đang bay lượn đầy trời kêu thét đinh tai nhất ốc cũng ngạc nhiên dây lát ánh sáng trên thiêu hỏa côn dường như cũng khe khẽ rung rẩy giống như bị kích thích bởi thứ mùi vị có mối quan hệ huyết mạch với bản thân giây lát sau đám vô số âm linh ấy la hét ầm ĩ ập xuống lao thẳng đến thân thể huyết nhục thân ngon ấy nhưng trong nơi tiếng gió lạnh buốt đó có một người ngửa mặt lên trời hú một trang dài thiêu hỏa côn rơi xuống trương tiểu phạm nắm lấy nó hai mắt mở to chẳng hề quan tâm đến đám âm linh phía trên đầu trong đôi mắt hắn ẩn ước có một thứ ánh sáng màu hồng đang lay động đâm xuống đâm xuống phía dưới xuyên qua quy trảo ấy cũng là xuyên qua máu tươi của bản thân máu đỏ hồng dính vào thân cây thiêu hỏa côn lặng lẽ ngắm vào bên trong những mạch máu đỏ hồng trên thân thiêu hỏa côn đột nhiên cùng nhau ửng đỏ sâu trong lòng đất vang lên một âm thanh nghèn nghẹn đám âm linh phía trên đầu bỗng nhiên đều dừng hết cả lại trên mặt có vẻ khiếp sợ giống như phía trước mặt là một ác ma chuyên thiêu đốt các âm hồn trong truyền thuyết trong bóng tối dường như chỉ có ánh sáng của thiêu hỏa côn đang lập loe đằng xa chiếc đầu lâu màu đỏ trong tay hấp huyết lão yêu bỗng phát ra một tiếng kêu khe khẽ tại vị trí phía bên tay phải đột ngột bị vỡ bung ra một mảng hấp huyết lão yêu sắc mặt đại biến vội vàng ngẩng đầu lên nhìn thấy gã thiếu niên ấy đã phá hỏng một mệnh quỷ trong trận pháp ngũ quỷ ngự linh của lão cũng như thấy trong trường bốn gã mình quỷ bị khuyết mất một cốc rõ ràng đã không khống chế nổi đám đông âm linh nên dần dần cũng có một số âm linh bỏ trốn đi mất mặt đất xung quanh trương tiểu phạm bỗng sập xuống sâu đến nửa thước và chiếc quỷ tráo đang nắm chặt chân hắn cũng từ từ lỏng ra hóa thành tinh huyết ngắm vào trong lòng đất nhưng không đợi cho hắn kịp thở chỉ nghe thấy âm linh đầy trời đồng thanh kêu thét hắn vô cùng hoảng sợ đang định chống cự thì chỉ thấy vô số âm linh ấy tản mát bay ra bốn phía chạy trốn lại thấy bốn bề bạch quan chói mắt quỷ khiếu liên hồi âm linh bay lượn hồng quan lóe sáng hồng quan hồng quan vụt vụn lao tới xuyên qua vô số âm linh màu trắng ấy như điện như quang chiếc đầu lâu lung linh ánh sáng trong chớp mắt đã lao tới ngay trước mắt hắn Trương Tiểu Phạm đang định nhay lên, nhưng dưới chân đau buốt. Chắc là đồng phải vết thương ban nãy. Thân hình hắn lảo đảo, đúng là chẳng thấy tránh kịp, chỉ thấy chiếc đầu lâu màu đỏ há ngoác miệng giận dữ, giống như một thứ ác quỷ cắn đến. Trương Tiểu Phạm trong lúc kinh hãi, ngự khởi thiêu hỏa côn bảo vệ trước mặt, nhưng chỉ thấy trong lúc điện quanh hỏa thạch, từ trong cái miệng ấy thò ra một bàn tay khô quắc, nhanh chóng vươn dài ra ba thước, ngũ chỉ biến thành trảo, chụp vào ngực hắn. Trương Tiểu Phạm thân thể rung động mãnh liệt, trong giấy lát chỉ thấy trên quỷ thủ ấy, làn da vốn khô đét như có huyết dịch tưới vào, liền căng phồng lên, và bản thân hắn thấy trong đầu choáng váng, chỉ cảm thấy toàn huyết mạch toàn thân như sôi lên, rồi đều theo vết thương ngực ấy chảy ra, đó tự nhiên là hấp huyết đại pháp, bản lĩnh thành danh của hấp huyết lão yêu. Trong giây phút Trương Tiểu Phàm bị không chế trong tay, lão ta không kiềm được bật cười, hét lên một tiếng thật to, cánh tay vươn dài, nhấc bổng gã thiếu niên ấy lên, quá to, tiểu tử, trả lại mạng cho đồ nhi ta. Trương Tiểu Phàm bị lão ta nắm chặt trong tay, huyết mạch toàn thân nghịch lưu, thống khổ không thể chịu nổi thần trí dần dần mơ hồ, chỉ cố gắng dùng nốt chút khí lực cuối cùng, vật lộn chống lại cái chết, cầm thiêu hỏa côn đánh về phía chiếc quỷ thủ ấy, nhưng sức lực đã kiệt, nên chỉ giống như chiếc lông chim quẹt qua hấp huyết lão yêu hoàn toàn chẳng thèm để ý hừng lên một tiếng trong lòng thầm nghĩ gã thiếu niên này chẳng có gì đặc biệt đạo pháp cũng chỉ bình thường nhưng pháp bảo trong tay quả thật hết sức kỳ quái đợi một lúc nữa hút cạn máu của hắn phải nhặt lấy cái thứ quay trời lò này mang về xem xét kỹ lưỡng đúng vào lúc đó thiêu hỏa côn chạm vào cánh tay của lão đang nắm trước ngực trương tiểu phàm hạt châu màu xanh đen vạch một đường trên làn da lúc này đang điên cùng hút máu máu tư dưới làn da đó dường như đang mời gọi cái gì đó hấp huyết lão yêu bỗng rú lên một tiếng điếc tai thả ngay trương tiểu phàm ra nhảy vọt về phía sau rồi đưa mắt nhìn xuống tay chỉ thấy làn da vốn căng phòng nhờ hút được máu dường như trong giây lát đột nhiên khô xác lại còn hơn cả lúc ban đầu và phía trước mặt trương tiểu phàm thân hình lão đảo muốn ngã vật ra nhưng cây thiêu hỏa côn trong tay hắn đặc biệt là hạt châu trên đầu thanh côn thì lại phát sáng quỷ dị soi rõ các mạch máu xung quanh thân côn đang chấp chấp ánh đỏ hấp huyết lão yêu chợt cười lạnh ta nói tại sao khương lão tam gặp phải cái chết như vậy điều cổ quái vốn là ở nơi ngươi hắc hắc không ngờ trong thiên hạ có thứ kỳ trân này tiểu tử ta lấy mạng người đây nói xong thân mình bay lên quỷ thủ như trảo một lần nữa nhằm dĩnh đầu trương tiểu phàm vỗ thẳng xuống đáng tiếc trương tiểu phàm lúc này toàn thân vô lực chẳng còn hơi sức đâu mà chống lại chẳng mấy chốc sẽ phải chết dưới trảo của hấp huyết lão yêu yêu nghiệt một tiếng thét ngắn chứa đầy phẫn nộ một làn sóng nhiệt nóng rực trong chớp mắt phá không lao tới như sóng cả thổi tung không khí cũng bay cả khu rừng rậm trong phạm vi mười trượng xung quanh bọn họ cây cô trong chốc lát khô héo một đạo hỏa quan rực rõ từ trên trời lao xuống làm khí đen bao phủ đầy trời vỡ tan ra từng mảnh hấp huyết lão yêu cả kinh thất sắc người mới đến này đạo hạnh rất cao chẳng hề tầm thường lẽ nào lão ta còn nghĩ đến chuyện đã thương trương tiểu phàm vội vã thu xong thủ lại trong tiếng hú chói tai chiếc đầu màu đỏ huyết quang đại thịnh lao ra phái trước thân mình tạo thành một bức tường ánh sáng sắc đỏ như máu rầm tiếng rầm rầm như sấm nổ hỏa quang đập vào bức tường máu làm vang lên những tiếng nổ lớn sóng nhiệt xèo xèo rồi ngay sau đó hóa thành một tiên kiếm màu đỏ rung động không ngừng một lực cực lớn ép thẳng về phía hấp huyết lão yêu mặc dù lão ta cách tận mấy trường ở phía đằng sau nhưng lực đạo này không hề suy giảm vẫn như tiên hô hải khiếu ép thẳng tới hấp huyết lão yêu khuôn mặt trắng bệch, hét to một tiếng, pháp quyết biến hóa, mười ngón tay cùng chuyển động, dây lát từ trong hai hốc mắt của cái đầu lâu màu đỏ bắn vọt ra hai đạo huyết quang, xuyên qua bức tường máu đánh thẳng vào thanh kiếm màu đỏ ấy. Trong tiếng âm thanh vang dội, tiên kiếm màu đỏ bay ngược trở lại. Hấp huyết lão yêu thân hình cũng chấn động kịch liệt, thối lui mấy bước, cuối cùng mới trụ vững được thân hình. Xích Diễm. Trong mắt hấp huyết lão yêu bỗng tràn ngập vẻ lạnh lẽo kỳ lạ, sắc mặt như sương sóng nhiệt nóng trực thoáng chốc đã thu hồi lại, nơi hỏa quan chấp chấp từ từ hiện ra thân hình của điện bất dịch, phía đằng sau ông ta vụt hiện ra thân ảnh của một người nữa, chính là Tố Như, đang muốn hạ xuống bên Trương Tiểu Phàm. Trương Tiểu Phạm nhìn thấy sư phụ sư nương xuất hiện, trong lòng thấy ấm áp, chỉ thấy nét mặt tố như có vẻ lo lắng, nhìn hắn khẽ hỏi, "Tiểu Phàm, ngươi không việc gì chứ?" Trương Tiểu Phàm gượng cười đáp, "Còn không sao, sư nương." Nói chưa đầy nửa câu, đột nhiên mắt hoa lên, rồi lập tức tối sầm lại, cuối cùng mọi thứ đều quay tiếp. Tố Như lông mày nhíu chặt, điền bất dịch chẳng lý gì đến hấp huyết lão yêu, cũng vội nhìn sang chỗ Trương Tiểu Phàm. Giây lát sau, Tố Như xem xét xong, thò tay lấy từ trong người ra một chiếc bình, đổ ra một viên thuốc màu vàng trong veo, rồi cho Trương Tiểu Phàm uống, sau đó nhìn điền bất dịch gật gật đầu khẽ nói, "Không thể chết được." Ngay sau đó liếc nhìn hấp huyết lão yêu ở đằng xa một cái, trong mắt đầy vẻ căm phẫn, là hấp huyết đại pháp điền bất dịch trên mặt thoáng hiện nộ khí quay đầu trở lại một quàng rọi thẳng vào mắt hấp huyết lão yêu hấp huyết lão yêu ngươi cũng là một nhân vật thành danh mấy trăm năm nay chẳng ngờ lại dùng thủ đoạn tàn khốc này để đối phó với một tên tiểu bối ngươi nghĩ cái gì vậy hứ hấp huyết lão yêu cay nghiệt đáp tính mạng đồ đệ ngươi là tính mạng thế tính mạng của đồ đệ ta không là tính mạng sao điền bất dịch lạnh lùng nói có chuyện gì với đồ đệ của lão quỷ ngươi hấp huyết lão yêu ánh mắt ngưng động nói hắn đã giết chết đồ đệ của ta bên dưới vạn bức cổ quật ở không tan sơn ta đến để giết hắn không được sao tốt điền bất dịch bỗng nhiên hét lên một tiếng giết được hấp huyết lão yêu ngạc nhiên điền bất dịch cười lạnh lẽo nói ta luôn coi thường gã đồ đệ này của ta nhưng hôm nay mới thấy hắn có triển vọng hơn là ta tưởng không ngờ vẫn biết vì dân mà trừ hại hấp huyết lão yêu hết sức điên tiết tức giận nói được được bọn chó đẻ các ngươi một trăm năm trước dòng ta vào đường cùng truy sát ta hôm nay đúng là dịp tốt để ta gặp lại xích diễm kiếm của ngươi điền bất dịch hít một hơi thật sâu hữu thủ đưa lên vẽ một đường trong không khí trong dây lát xích diễm tiên kiếm như nghe thấy tâm ý chủ nhân dường như cũng kích động khe khẽ rung lên một trăm năm trước để ngươi may mắn thoát được hôm nay ta gặp lại không hiểu hấp huyết đại pháp mà người dám dùng để bắt nạt đồ đệ của ta đã đạt đến trình độ nào rồi chương sáu mươi tám xích diễm hấp huyết lão yêu hướng một cái song không chút sợ hãi trên gương mặt càng cõi hẳn lên vẻ hung lệ hung ác nói năm xưa bọn người chánh đạo các ngươi chẳng qua là ý người đông thế mạnh lẽ nào ta nay lại sợ ngươi sao nói đoạn hai tay khẽ rung chiếc đầu lâu lấp lánh ánh hồng trước mặt vù một tiếng bay xẹt lên không nhanh chóng vây quanh thân hình lão mà múa lượng trong ánh mắt lão cũng từ từ đỏ lên điền bất dịch hít vào thật sâu ngưng thần giới bị một trăm năm trước lão cũng là một người xuất sắc trong môn hạ thanh vân năm đó truy sát dương nhiệt ma giáo lão cũng là một trong những phần tử chủ lực đã từng giao đấu cùng hấp huyết lão yêu biết kẻ này không thể xem thường hấp huyết đại pháp lại càng không thể coi khinh lúc ấy mây đen khắp trời từ từ tụ hợp lại dấu vết bị chém trách vụn do một kiếm long trời lở đất của điện bất dịch tạo nên lúc nãy đã biến mất không còn tung tích bóng đêm lại thâm trầm buông xuống thấp thoáng có tiếng sóng biển gầm gừ truyền lại từ xa xen lẫn cùng làn gió rét mướt đang lớn dần lúc ẩn lúc hiện tự như tiếng kêu lớn ẩn nấu từ lòng biển sâu ở trong đêm đen từ trời giáng xuống trôi giạt bập bình Trương Tiểu Phàm từ từ tỉnh lại, chỉ cảm thấy một ngạt nơi ngực, khó chịu vô cùng, lúc ấy chợt nghe có người tối lên một tiếng, có một cánh tay ngọc trắng tinh thò qua, nhẹ nhàng xoa nắng trên ngực hắn. Chỉ chốc lát, khí huyết vốn kết tụ nơi ngực dường như đã khai trừ thông suốt, ngay cả tinh thần của hắn cũng phút chốc sảng khoái không ít. Trương Tiểu Phàm ngẩng đầu nhìn lên, chính là sư nương Tô Như đang nâng đỡ hắn, mỉm cười không nói. Mặt hắn ửng hồng, nói nhỏ, "Cảm ơn sư nương." Tô Như dịu dàng hỏi, "Con không sao chứ?" Trương Tiểu Phàm gật gật đầu, đáp, "Hiện tại thì có hơi mỏi mệt chút, ngoài ra không gì cả, Tô Như mỉm cười gật đầu, chật bật cười nhẹ, thế thì tốt rồi, bây giờ nhìn coi sư phụ con trúc giận dùm con. Trương Tiểu Phạm la hoảng một tiếng, thuận theo ánh mắt Tô Như nhìn xem, nhất thời rung động không ngớt. Bên dưới bầu trời tối đen, trong khoảng mây đen lấp sắp nặng trĩu, bỗng có một chòm ánh sáng chói lọi nóng rừng rực, tỏa soi một góc trời, ngay cả mây đen cũng mường tượng như bao bọc bởi một phần sáng xung quanh. Điền bất dịch như hỏa thần thời thượng cổ, kiêu ngạo đứng thẳng trên dãy mây, dùng xích diễm mà biến hóa ra lửa đỏ thiêu đốt, hóa làm hỏa long múa lượng đầy trời, tách rời mây đen, vọt lên chín tầng song bóng dáng hấp huyết lão yêu thì không thấy đâu cả, lại thấy ở ven bì đám mây bên trên, bỗng có một đầu lâu to lớn, kêu rống gào thét, gió mây đổi sắc, có huyết quang u lệ, xung thẳng lên trời, cùng hỏa long quần đấu không dừng. Mây đen che kín, giờ phút này không ngừng giạt ra, gầm thét lồng lộng, từ dưới đất nhìn lên, hai người đó như thần ma cửu thiên, phẫn nộ quyết sống chết. Trương Tiểu Phàm nhìn thấy được thì lòng đồng nghĩ suy, đối với sư phó lại càng bội phục sát đất, chỉ thấy hỏa long cùng đóng, tiếng động bốn bề, ẩn hiện trong mây, thật có cái oai kinh thiên động địa, đáo lại ngày trước ở dưới hắc thạch động, tam vĩ yêu hồ dùng huyền hỏa dám triệu xuất hỏa long có phần tương tự, nhưng oai thế lại kém rất nhiều. Chính lúc nghĩ đến đó thân mình hắn chợt trung lên cảm thấy được từ nơi huyền hỏa giám ở chỗ cánh tay phải thình lình có một trận nhiệt khí bốc lên giống như nhận lấy được thứ gì y như kích thích lan ra khắp thân thể tôi như ở ngay bên cạnh hắn chợt có cảm giác xoay đầu qua nhìn coi hắn trong ánh mắt lộ vẻ quan hoài nói tiểu phàm thân thể con sao bất chợt nóng thế này không phải là sau khi bị thương mà phát sốt chứ. Trương Tiểu Phàm giật mình hoảng hốt, không nghĩ rằng cảm giác của sư nương lại mẫn tiệp như vậy, nhất thời không biết nói sao cho ổn, chỉ ngập ngừng nói, "Không, không gì cả." Tôi Như cau mày, tính hỏi rõ hơn, bỗng nhiên cảm giác được chuyện gì, xoay đầu nhìn về phía sau, chỉ thấy trong rừng rậm bước chân từng chập, không quá một khắc, trước sau xuất hiện cả trăm người từ các góc ngách, đều là người trong chánh đạo, Thiên Âm tự pháp tướng, pháp thiện, phần hương cốc lý tuân, yến hồng đều ở trong đó, song đi ở phía trước nhất lại là Thương Tùng đạo nhân. Tôi Như đứng lên, cười nói, "Thương Tùng sư huynh, các người cũng đến rồi." Thương Tùng hơi gật đầu, nói nhẹ nhẹ, Điền sư đệ ở chỗ này đại triển thần oai, long trời lở đất, bọn ta cũng không phải kẻ mù kẻ điếc, nên tới đây coi xem. Tôi như đầu mày câu lại, cảm thấy trong lời lão ẩn chứa chăm chích, nhưng lại không đợi cho nàng nói gì, đám đệ tử đại trúc phong đi theo phía sau đã thấy được trên thân mình trương tiểu phạm loan lỗ vết máu, sắc mặt tiêu tụy ngồi ở dưới đất, Điền Linh Nhi thất thanh la hoảng, chạy bon bon đến, tống đại nhân, đổ tất thư, Hà đại trí trên mặt cũng lộ nét lo lắng, đi theo sau nàng, nào ngờ bọn họ vừa chạy được vài bước, bỗng cảm thấy có một bóng trắng chớp lên, không ngờ có một thân hình chạy về phía trước sau với họ còn nhanh hơn, nhìn rõ ràng lại, thì ra là Lâm Kim Vũ chỉ thấy hắn thân hình chớp lên đã đến bên cạnh trương tiểu phàm ngồi soạt xuống duỗi tay nắm tay trương tiểu phàm sắc mặt hơi tái xanh nói tiểu phàm ngươi không sao chứ trương tiểu phàm cảm giác được nỗi lo lắng nơi ánh mắt hắn trong lòng ấm áp gật đầu mỉm cười ta không sao không đáng ngại lâm kinh vũ nhìn hắn từ trên xuống dưới lại coi qua vết thương nơi ngực hắn một lượt rồi thì yên tâm thở ra một hơi dài nói là ai đã thương ngươi vậy trương tiểu phàm chỉ lên phía trên nói là tên yêu nhân đó vừa rồi nghe sư phụ ta kêu hắn hình như là cái gì hấp huyết lão yêu đó lâm kinh vũ chấn động thân mình coi bộ hắn có nghe biết qua về tên ma đầu này ngờ vực hỏi lão già khú ấy không ngờ cũng xuất thế rồi sao nói đoạn ngước đầu lên nhìn xem lúc ấy điền linh nhi và mọi người cũng đã đến bên cạnh trương tiểu phạm hỏi thăm đủ điều trương tiểu phạm nhìn thấy ánh mắt quan thiết của điền linh nhi liền cúi đầu xuống thấp giọng trả lời những câu hỏi của các sư huynh đồng môn tỏ rõ mình đây không có gì đáng ngại cả lúc ấy cuộc đấu trên không đúng giữa lúc hăng say lâm kinh vũ đứng bên cạnh trương tiểu phàm ngẩng đầu nhìn xem chợt nói tiểu phàm không tưởng nổi lúc thường sư phụ ngươi nhìn không ra hồn nhưng đạo pháp chẳng ngờ lại cao như thế này điền linh nhi nghe lọt trong lòng thấy giận vốn lúc trước tại nhà nàng miệng lưỡi không bằng lâm kinh vũ trong lòng liền thấy tên tiểu tử ấy chướng mắt vô cùng lập tức hừ một tiếng nói cha ta đạo pháp tinh thâm một tên tiểu tử long thủ phong ngươi đây làm thế nào mà nhìn ra được lâm kinh vũ chân mày cau lại xoay đầu nhìn xem lại thấy ánh mắt lạnh lùng của điền linh nhi chẳng chút mềm mỏng không khỏi rung người lát sau bỗng cười lên nói điền sư muội muội nói đúng lắm Điền Linh Nhi ngược lại thấy bức trước, đâu ngờ một tên thiếu niên khí huyết cao ngạo năm xưa ấy nay như tu dưỡng biến thành tốt ra, chỉ thấy Lâm Kính Vũ mặt đeo nụ cười, lại tránh né nhìn chỗ khác. Nàng thuận theo ánh mắt Lâm Kính Vũ mà nhìn, liền thấy hắn đương nhìn Tề Hạo đang đứng kế bên Thương Tùng đạo nhân ở đằng xa, hai người đối nhau cười, Điền Linh Nhi thông minh cỡ nào, đảo mắt nghĩ thấu rằng Lâm Kính Vũ nhất định vì tôn trọng sư huynh Tề Hạo, cho nên không tranh biện về chuyện không tốt vừa qua, tuy nhiên trong lòng nàng cũng không hề có ý xấu, nhưng lúc này chạm phải ánh mắt Tề Hạo, lòng có một cảm giác ngọt ngào không dứt, đứng ở một bên là tôi như hơi câu mày lại vừa rồi những lời đối thoại của mấy tiểu bối này đều nghe lọt cả người nói vô ý xong kẻ nghe lại để bụng một lát sau nàng lẳng lặng nhìn sang hướng thương tùng đạo nhân chỉ thấy thương tùng đạo nhân ngước đầu nhìn xem mặt không biểu tình nhưng nhãn thần chó lọi ánh mắt lấp lánh chồng chọc nhìn thẳng vào thân ảnh của điền bất dịch cũng không biết trong đầu lão đang nghĩ gì lúc ấy chỉ nghe cùng phong gầm rú lửa đỏ soi tỏa bốn bề ở trên trời huyết quang xông lên rõ ràng là thời khắc đấu pháp của hai người nọ đã đến lúc trọng yếu nhất thương tùng đạo nhân bỗng lạnh lùng nói không tưởng nổi rằng hấp huyết lão yêu lại lớn mật thế này dám đến đây gây hấn Tề Hạo, Tề Hạo đứng bên cạnh lão, bước lên một bước, nói: "Sư phụ, có gì dặn bảo?" Thương Tùng đạo nhân hướng lên trên trời trong coi một lát, nói: "Điền sư bá con cầm chắc là thắng rồi, lão ma đầu kia miễn cưỡng chống cự không được bao lâu nữa đâu, con mang theo người sắp đặt ở bốn phía một lượt, lần này quyết không thể để cho yêu nghiệt kia chạy thoát." Tề Hạo dạ trang một tiếng, giang tay vẫy vẫy, cũng kéo Lâm Kinh Vũ kêu về, sau đó chuyển mình thông báo cho những người ở các đại môn phái như pháp tướng, Lý Tuân, cùng nhau bàn bạc. Tô Như chậm rãi đi đến bên cạnh Thương Tùng đạo nhân, mỉm cười: "Thương Tùng sư huynh, huynh làm thế nào nhìn ra được rằng bất dịch tất thắng?" Thương Tùng đạo nhân nhìn tôi như một cái, trên gương mặt vốn không chút cảm giác lộ ra một nét cười, nói: "Tô sư muội, muội muốn đùa cật người sư huynh không ra gì này chăng?" Tôi như lắc đầu cười nói: "Dù muội có mùi trái mật cũng không dám bẩn hết với huynh, là muội đây thành tâm thỉnh giáo đó." Thương Tùng đạo nhân cười cười, nói: "Tô sư muội, muội lúc nào cũng sáng suốt mau lẹ, từ chất hơn xa người sư huynh không ra gì ta đây, hà tấp nhúng nhường." Hấp huyết lão yêu tuy là đạo hành không thấp, lại có huyết khô lâu bên mình, mới nhìn xem thì huyết quang xung thiên, hung tận không cùng. Song ta xét thấy thanh thế tuy dữ, một gốc pháp bảo cách ba phân bên trên, huyết sắc hồng quang có chỗ không đều, huyết khô lâu tự có chỗ bị suy suyển, nếu như lúc bình thường thì không kể chi so với đạo hạnh của yêu nghiệt trở về luyện thêm một chút tự nhiên vô sự nhưng nay ở trước mặt điền sư đệ thì lại là một sơ hở to lớn nói đến đó lão ngừng lại sâu ở trong mắt dường như có một tia sáng lạnh lóe lên nhưng âm thanh vẫn bình thường như cũ nói nhìn lại điền sư đệ mặt mày bình tĩnh dùng thanh vân pháp quyết giá ngự xích diễm thần kiếm có thể biến ra xích hỏa chân long huyết khô lâu hồng quan tuy đủ song cùng xích hỏa chân long tiếp xúc liền lui đã không phải là đối thủ rồi vả lại để ấy ánh mắt nhạy bén chiêu chiêu cứ nhắm chỗ ba phân ở bên phải trên huyết khô lâu mà tấn công hấp huyết lão yêu nhìn hùng hổ vậy chứ thiệt ra đã nóng nóng khó coi nhất định bại không còn nghi ngờ gì nữa không biết tô sư mùi xem ta nói có chỗ nào sai chăng tôi như mỉm cười sư huynh mắt sáng mùi cũng là nghe huynh nói mới biết được thôi thương tùng đạo nhân cười nhạt xoay đầu qua ngước nhìn lên trên bỗng nhiên nén thấp giọng nói nhưng lời lẽ vẫn nhẹ nhàng từ tốn nói tô sư mùi tôi như đáp chuyện gì thương tùng sư huynh Thương Tùng đạo nhân mắt vẫn nhìn hai người đang đấu pháp kịch liệt ở giữa trời, miệng đáp nhỏ nhẹ nhưng tiếng nói rõ ràng minh bạch, điền sư đệ từ trăm năm trước nhất cử đột phá thái cực huyền thanh đạo ngọc thanh cảnh giới, ít năm gần đây, coi bộ đạo pháp lại thốt nhiên tinh tiến dữ dội, Tô Như chấn động trong lòng, nhưng trên mặt không biểu lộ chút gì, cười mỉm rằng, Thương Tùng sư huynh đã ngợi khen quá rồi, bất dịch nào có có tài của trưởng môn sư huynh cùng huynh đây. Thương Tùng đạo nhân chậm chậm lắc đầu, khóe miệng lộ ra nụ cười nhỏ, nói: "Trăm năm trước chánh đạo chúng ta nhất cử đánh tan ma giáo, huynh và Điền sư đệ, Tằng sư đệ của Phong Hồi Phong, thương sư đệ của Tiêu Dương Phong còn thêm trưởng môn vạn." Tô Như chợt thấp giọng hô lên một tiếng: "Thương Tùng sư huynh!" thương tùng đạo nhân trung động như là nghĩ thấu chuyện gì gật gật đầu lại nói bọn ta mấy người truy sát dâm tên ma đầu trong ma giáo vào sâu nơi hoang dã và trong lúc đó điền sư đệ chợt xông qua thượng thanh cảnh vạn sư người đó sẵn nói với bọn ta rằng điền sư đệ nhìn như chậm chạp song bên trong lại thông tuệ hơn nữa tâm trí bệnh chặt cứng cỏi không lay quả là khó được tương lai đạo pháp tu hành sẽ cao tiền đồ nhất định không thể kể hết nói đến đó lão cười cười tiếp tô sư muội con người đó muội cũng biết được lời nói của người ấy tầm nhìn của người ấy nghĩ hẳn muội cũng không còn nghi ngờ gì nữa tôi như cười nhẹ nhẹ không nói một lời chỉ xoay đầu qua ngước lên nhìn trời hấp huyết lão yêu người ở giữa chừng không kêu gào luôn luôn hình dạng hung ác cực độ nhưng trong lòng lại càng lúc càng hoảng sợ trăm năm trước lão đã từng cùng điên bất dịch giao đấu qua khi đó tuy đạo hạnh người ấy dĩ nhiên là không thấp nhưng bằng vào hấp huyết đại pháp của lão vẫn còn có thể thủ thắng ai ngờ trăm năm sau lại cùng giao thủ đạo hạnh người ấy bỗng tiến bộ phi thường dùng xích diễm tiên kiếm biến ra hỏa long lần lần lây mạnh u lệ huyết mang phát xuất từ huyết khô lâu do lão dùng hấp huyết đại pháp thúc giục cầm cự chẳng những không rơi vào thế hạ phong mà còn dần dần lớn áp nữa làm cho người ta nhức đầu nhất không chỉ là vậy vừa rồi khi lão cùng trương tiểu phạm đấu pháp nhìn hắn chỉ là một tên tiểu bối thanh vân nhất thời sơ sót ngũ quỷ ngự linh pháp trận lại khéo thay bị hắn phá mất đi một mệnh quỷ kỳ thật cũng chẳng trách được hấp huyết lão yêu suy nghĩ không thông huyết khô lâu của lão vốn là vật quỷ lệ bằng như gặp được các vô thượng thần binh trong truyền thuyết của chính đạo chẳng hạn như thiên gia thần kiếm của lục tuyết kỳ tự nhiên có chỗ sanh khắc theo kiến thức đạo hành của lão tự nhiên cũng biết gia tăng phòng bị chỉ là pháp bảo thiêu hỏa côn của tên tiểu tử trương tiểu phàm quả thật quá sức cổ quái từ đầu đến chân không có chút gì là thần binh lợi khí cả nói thật ra là vì sát khí quá nặng đảo lại so ra có phần giống tà môn pháp bảo của lão hấp huyết lão yêu sau khi coi xong liền không để trong lòng đâu ngờ thiêu hỏa côn ở trong tay trương tiểu phạm phải huyết châu chuyên hút lấy tinh huyết vật sống đối với quỷ vật của hấp huyết lão yêu cũng đành bất lực nhưng ngoài ra riêng còn một nửa nhiếp hồn lại là vô thượng tà vật trong truyền thuyết do âm linh lệ phách trui luyện qua mấy ngàn năm mới thành chính là lão tổ tông của các vật u hồn lệ quỷ trên thế gian mới đây trong lúc kịch đấu bị trương tiểu phạm dùng tinh huyết bản thân thúc động cắm vào thân mệnh quỷ tức thời mệnh quỷ bị hóa tan sạch sẽ hoàn toàn so với thần binh chính đạo gì đó đều đơn giản là hơn xa đổi lại là lúc thường thì hấp huyết lão yêu cũng phải một phen kinh hoảng nhưng vì đạo pháp tu hành của trương tiểu phàm so với lão cách nhau quá xa mới đây lão xuất bản lãnh của mình trương tiểu phàm đã không là đối thủ nhưng nay đấu nhau cùng lão đạo pháp chẳng những không thấp hơn lão mà cái thắng thế của điện bất dịch lại còn lấp ló lộ ra mối lo tiềm ẩn nho nhỏ ấy liền hiển lộ ra ngũ quỷ ngự linh pháp trận cùng hấp huyết đại pháp đều là dùng huyết khô lâu thúc đẩy mệnh quỷ đột nhiên bị phá mất một trên huyết khô lâu tức thời cũng bị hư hại nhẹ nhưng lúc ấy lại trở thành mối nguy hiểm lớn nhất của hấp huyết lão yêu điền bất dịch thân làm thủ tọa của đại trúc phong ở thanh vân môn gần trăm năm không những đạo hành hơn xa trương tiểu phàm, kiến thức nhãn quan đấu pháp kinh nghiệm cũng đều hơn hắn trăm lần hai người bất quá giao thủ qua mấy vòng liền nhìn ra bên trên huyết khô lâu của hấp huyết lão yêu bỗng có chỗ màu sắc không đều tức thì dùng toàn lực nhắm nơi đó mà đánh mới bắt đầu thì không gì nhưng qua một lúc sau hấp huyết lão yêu cảm thấy vất vả không cùng chỉ thấy hỏa long giữa trời kêu rống, dương nanh múa vuốt, khô lâu to lớn do hóa thân của hấp huyết lão yêu, màu sắc từ từ ảm đạm, ngược lại nhìn xem lửa đỏ nóng hừng hực, hầu như cả bầu trời đêm đều được nhuộm một màu đỏ rực. Hấp huyết lão yêu kêu khổ trong lòng, thầm giận mình quá tự đại, nhưng vì trăm năm trở lại tự mình khổ tâm tu luyện, trừ mấy tay cao cường trong chính đạo ra thì không sợ một ai cả. Lần này đến đây, lão quả thật cũng đã âm thầm dò xét, biết rằng những kẻ lão kiên dè đều không đến, liền thấy yên lòng. Ai ngờ chuyện này đã qua trăm năm, liền bất dịch này đạo hành tiến cảnh lại nhanh như thế ấy, chính lúc lão lo lắng ánh mắt vô ý nhìn xuống dưới lập tức hoảng hồn chỉ thấy bóng người lay động trên mặt đất sợ không dưới mấy mươi người nhìn xem cách ăn mặc phần nhiều đều là người trong chính đạo trong đó còn có mấy người quen mặt đứng ở trước nhất là thương tùng đạo nhân năm xưa cũng là một trong số những người trong thanh vân môn truy sát lão đây đúng là chuyện đáng sợ lập tức có ý muốn lui đương lúc ý nghĩ ấy lóe lên trong lão bỗng nhiên hỏa long phía trước gầm thét điên cuồng tiếng như sấm động hấp huyết lão yêu kinh hoảng ngước đầu nhìn xem liền giật mình biến sắc chỉ thấy hỏa long giữa không trung đột nhiên ánh lửa phát lớn, trong khoảnh khắc sau lại không công tới, ngược lại y như trường kình cá voi hút nước đáo trở về trong tay Điền Bất Dịch lần nữa biến thành tiên kiếm màu đỏ, còn những ánh lửa sót lại vẫn chưa tắt hẳn chiếu soi cả bầu trời. Điền Bất Dịch mặt nghiêm lạnh như sương, thần sắc nghiêm ngặt, xích diễm cầm ngang trước ngực, tay trái bắt phát quyết, chân đạp thất tinh ở di chính, a kho tám trăm bốn mươi ba n không bước liền bảy bước, xích diễm tiên kiếm bỗng chật đâm lên trời, miệng tụng chú quyết cửu thiên huyền sát hóa vi thần lôi hoàng hoàng thiên uy dĩ kiếm dẫn chi ở trên mặt đất đặc biệt là trong thanh vân môn một loạt hoang hô vô số ánh mắt đặc biệt là đại trúc phong đệ tử thần tình mỗi một người đều kích động vô cùng cho đến thương tùng đạo nhân bên cạnh sắc mặt cũng từ từ tái xanh mây đen vốn thấp lấp sắp lập tức bay vùng vụt như bầu nước sôi tỏa hơi sùng sục trong trời đất tiếng gió thổi vù vù một khắc sau từ nơi mây đen thăm thẳm có tiếng sấm động ù ù dường như ở ngay bên cạnh mỗi người mà phát nổ vậy khoảnh khắc đó trời động đất lây nguyên cả lưu ba sơn phản phất cũng chấn động không ngừng nhưng ở trong chu vi tòa hải đảo này hạ lạc nước biển vốn phẳng lặng cũng một lượt dân trào dậy một đạo điện quang đó dường như đến từ xa xưa chớp lên ở ven trời chợt phát lên đâm xuyên qua mây đen sẽ tan trời dài như thần minh kiêu ngạo nhưng một đời không ưng lạc nhập cõi phàm đứng tại mũi kiếm thiêu đốt đó trong khoảnh khắc ấy người ở trong không trung bỗng không nhìn thấy thân ảnh của lão ánh sáng chóa mắt của luồng lửa nóng hừng hực đó che đậy cả trời đất thế gian này có gió thổi qua quét lên quần áo của người giữa trời đất bỗng nhiên một màn yên lặng chết người đột nhiên sấm động lại vang trong tiếng âm y trời đất đổi sắc một cột ánh sáng to lớn không hai nhanh nhẹn bắn ra đục xuyên qua mây đen sáng hơn mặt trời lặn một đi không về thế không thể ngăn nhằm hướng hấp huyết lão yêu vọt tới giây lát sau hấp huyết lão yêu bị một màn ánh sáng bao trùm lại ngay cả hồng quan của huyết khô lâu cũng trong chớp mắt toàn bộ tan biến một đạo thân ảnh từ trên lớp mây đó lắc lư hạ xuống điền bất dịch nắm chặt xích diễm hít thở thật sâu sắc mặt hơi tai tái nhưng hình dáng lão đứng ngay thẳng trên dãy mây tự như thiên thần ở khoảnh khắc yên tĩnh sau cơn kinh động ban đầu đám người chính đạo tức thì cất tiếng hoan hô vang dội những lời thán phục không dứt bên tai đại trúc phong đệ tử trên mặt ai nấy đều có vẻ đắc ý trương tiểu phàm cũng không khác mắt trận trừng mồm há hốc sùng bái đến sát đất ánh mắt khó mà rời khỏi điền bất dịch chỉ thấy mỗi người ai nấy mặt mày tươi rói điền linh nhi lại càng vui vẻ cười tươi hơn cả hoan hỉ có thừa trương tiểu phàm bỗng nhiên nghĩ đến việc gì xoay đầu về hướng tiểu trúc phong nhìn coi quả nhiên xem thấy lục tuyết kỳ đang âm thầm trong lên trong xem thân ảnh điền bất dịch ở giữa khoảng không rung rung xuất thần cũng cùng một chiêu thần kiếm ngự lôi chân quyết nhưng ở trong tay điền bất dịch oai lực so với lục tuyết kỳ lại lớn hơn đâu chỉ gấp 10 lần hấp huyết lão yêu mặt đỏ như máu thân thể tự hồ như không chịu khống chế lắc lư hạ xuống thương tùng đạo nhân hừ một tiếng hướng về tề hạo mấy người lấy ánh mắt ra hiệu tề hạo hội ý quẩy tay một cái tức thì trong chánh nhảy ra sáu bảy đệ tử đồng loạt nhắm nơi hấp huyết lão yêu rơi xuống mà nhảy tới cùng lúc xuất ra pháp bảo trong tay nhưng hấp huyết lão yêu ở giữa chừng không thân mình trung dữ hai tay quẩy gấp tự muốn chống cự nhưng chưa động hai lượt ánh hồng chấp chấp trên mặt bất chợt phun ra một nguồn máu trong chốc lát mặt xám ngoét như tro chúng nhân cười to đều nhìn ra lão ma đầu ấy dĩ nhiên không còn sức chống cự mắt nhìn thấy tề hạo mấy người đều muốn bắt sống hấp huyết lão yêu thình lình có tiếng tô như hất hải kêu lên từ phía sau cẩn thận tề hạo lâm kinh vũ mấy người hốt hoảng trong lòng chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên hoa lên trong giây lát ánh tía khí đen lóe lên mấy cổ đại lực từ nơi hắc ám chợt đánh úp lại hai người bay dẫn đầu một đệ tử thanh vân cùng một tăng nhân thiên âm tự lập tức bị đánh đến học máu văng ngược lại tề hạo mấy người kinh hoảng cương ngạnh dừng thân hình lại song chỉ thấy luồng lực đạo đó trong phút chốc vọt tới trước mặt họ lát trời đẩy đất giờ núi đảo bể một lượt ập đến tề hạo hô lớn lui mau cùng lúc chàng cắn chặt răng lại hàng băng tiên kiếm trong tay chớp chớp bày liền bảy bức tường băng ở trước mặt trong tích tắc vì đồng môn cùng người đồng đạo mà yểm hộ song lại không chờ cho những người kia thối lui được mấy bước luồng đại lực kia đã xua đánh lên tường băng thế như bổ trúc đánh bể nát hết mấy bức tường băng thẳng xong tới tề hạo gánh chịu chủ lực trong khoảnh khắc hô hấp gần như bế tắc lại thấy ánh lục lóe qua có khả năng là lâm kinh vũ thấy sư huynh tình thế nguy cấp bất chấp tất cả ngự khởi trảm long kiếm phóng vào qua tề hạo thất thanh kêu lâm sư đệ để chạy mau chỉ là luồng lực đạo hệt như bài sơn đảo hải ấy nhanh dường nào trong chớp mắt đã ảo đến trước mặt mắt nhìn thấy hai người nọ như thuyền nhỏ sóng lớn không thể thoát khỏi chỉ đành nhắm mắt chờ chết lại bỗng nghe có người quát lớn ở sau đầu yêu nghiệt tiếng gió chợt nổi trong phút chốc luồng lực đạo cổ quái nọ như gặp phải đối thủ bình 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 vang liền một trận tiếng gió đang lớn bỗng dưng ngừng lại tề hạo cùng lâm kinh vũ hai người họ bị người kéo lấy cổ áo lôi về sau mấy trường lấy lại cái mạng nhỏ trong gan tắc hai người định thần lại chỉ thấy người cứu tề hạo là thương tùng đạo nhân nắm lấy lâm kinh vũ kéo về là tô như xong lúc ấy lại đứng cùng bọn họ ở phía trước còn có mấy vị đều là người các phái như đại lực tôn giả các bậc tiền bối còn có điện bất dịch vừa từ dãy mây đáp xuống vẫn chưa biết bao quát mọi chuyện nơi xa chỉ thấy ánh tí khí đen chấp động lát sau rồi mới rơi xuống gặp hấp huyết lão yêu đung đưa một chập hiện ra mấy người xong ở trong cánh rừng đằng sau họ cùng lúc cũng vang lên vô số tiếng chân trong tối tăm bóng người trùng trùng cũng không biết có bao nhiêu người ẩn nấp chỉ thấy hiện thân bước ra là mười mấy người đó hơn phân nữa là người trong ma giáo Trương Tiểu Phàm phát hoảng, đứng bật dậy, chỉ thấy mấy người trong ma giáo đứng đầu tiên hết, tiếp đỡ thân mình hấp huyết lão yêu chính là Quỷ Vương, nhưng ở bên cạnh lão lại còn có thêm ba người, một lão già đầu hói bóng loáng, một người dáng mạo hung hãn nhưng thân hình lại mười phần thấp bé tủng mũng, về người còn lại là bạch diện thư sinh, tiêu sái xuất chúng, trên mặt tủng tỉnh cười, nhìn không ra lấy một chút tà khí, ở phía chính đạo, Thương Tùng đạo nhân cùng Điền Bất Dịch ở kề bên cùng mấy người nhìn nhau, khóe mắt phản phất cũng hơi có giật, hừ một tiếng, lạnh lùng nói, tốt lắm, tốt lắm, mấy lão già các ngươi, cuối cùng cũng đều lần lượt xuất thế rồi. Chương 69, Thanh Long lúc này đã có người đi lại đỡ hấp huyết lão yêu lão hỏi quả có một mối thăm giao đến bên lão hỏi nhỏ mấy câu quỷ vương khoát tay chỉ cười mà không nói lấy một lời thái độ rất thản nhiên không chút mảy may như có đại địch phía trước cạnh lão ta là một gã bạch diện thư sinh cũng im lặng chỉ khẽ đưa mắt nhìn nhau thương tùng cẩu đạo còn nhớ ông nội nhà mi không một tiếng cười sảng sặc đột nhiên nổi lên các đệ tử chính đạo cao mày trong ra thấy một gã lùn hung hãn xuất hiện nhìn chồng chọc thương tùng như muốn ăn sống nuốt tươi nhiều phần như chó sói chực vồ mồi thương tùng cười lạnh nói yêu nghiệt còn nhớ nhát kiếm năm xưa không Thương Tùng vừa dứt lời, mọi người thấy gã lùng nghiến răng trèo trèo, hiển nhiên hận đến xương tủy, nhưng chỉ thấy hắn chậm chậm gật đầu, tay xoa ngực, hung hăng nói, tốt, tốt, tao sao quên được, tưởng mày không còn nhớ, thật quá tốt, hư. Lưỡi kiếm này cũng sẽ đâm suốt vào thân mày, Thương Tùng hừ một tiếng, không lý gì đến hắn, một quan chuyển hướng sang bên cạnh, nhìn hai người mới đến. Tô Như sắc mặt lộ rõ sự lo âu, nhận định đạo hành những gã này rất đáng kể, tuyệt nhiên chẳng kém hấp huyết lão yêu, xem ra quá nữa là những lão đại ma đầu của ma giáo, đã lâu lắm rồi chúng chưa xuất thế. Vừa nghe cuộc đối thoại giữa Thương Tùng và gã lùng, bà nhẹ nhàng hỏi Điền Bất Dịch, những kẻ này là ai? Điền bất dịch thần sắc trầm trọng, nếu mày nói, gã lùng tên là bách độc tử, ở vạn độc môn trong ma giáo, còn lão hói là đoan Mộc lão tổ ở kiệt thạch sơn. Chúng ít khi qua lại trên giang hồ. Bọn chúng cùng với hấp huyết lão yêu đã từng là mục tiêu truy sát của chúng ta hàng trăm năm trước. Cạnh hai người này trông như ma giáo quỷ vương tông tông chủ, còn gã bạch diện thư sinh, huynh chưa từng biết, tôi như hít một hơi thở lạnh, trong cuộc chiến hàng trăm năm trước giữa chính đạo với ma giáo, bà ta tu hành còn non nớt, chưa cùng điền bất dịch, thương tùng đạo nhân tham gia chiến trận, nhưng đại ác danh những kẻ kia đã như xét đánh ngang tay, đặc biệt là bách độc tử và đoan mộc lão tổ, tiếng ác đồn xa, sánh ngang hấp huyết lão yêu. Bỗng nhiên lão hói Đoan Mộc lão tổ quay đầu lại phía các đệ tử chính đạo, thét lên một tiếng lanh lảnh, "Vạn kiếm nhất, vạn kiếm nhất cẩu tặc có đến không?" Các đệ tử Thanh Vân môn sợ run, không hiểu hắn nói gì. Chỉ thấy Điền Bất Dịch, Thương Tùng đạo nhân và Tô Như mặt biến sắc, cuối cùng Điền Bất Dịch nói, "Vạn sư huynh đạo hành cao thâm, thấu hiểu đạo trời, đã sớm thoát thai để lên tiên cảnh, chỉ có lũ yêu ma tiểu quỷ các ngươi vẫn còn ở đây điên cuồng gào thét." Chúng nhân ma giáo thất kinh, bách độc tử, Đoan Mộc lão tổ và cả Hấp Huyết lão yêu lúc này đã hồi phục đôi chút, đồng thanh hỏi, "Đã chết rồi sao?" Đứng cạnh chúng, Quỷ Vương và Bạch Diện thư sinh, thân hình khẽ rung lên vạn kiếm nhất cái tên không bao giờ được nhắc đến trước các đệ tử đời sau trong thanh vân môn nhưng đối với lũ đại ma đầu này dường như có một ma lực rất lớn chỉ thấy mấy gã đưa mắt nhìn nhau thần sắc ngần người do dự trên mặt lộ vẻ căm hận kèm theo một chút sợ hãi nhưng không thể che giấu được nét hoan hỉ đoan một lão tổ trông thật khó hiểu tay sờ lên cái đầu nhẵn bóng miệng lẩm bẩm điều gì đó không ai nghe thấy cuối cùng lão la thật to thật không tưởng gã cẩu tặc lại chết dễ dàng như vậy ha ha lão vừa nói vừa cười như điên dại các đệ tử thanh vân môn rất tức giận thương tùng đạo nhân nhìn lão khinh bị hỏi nhà ngươi còn cười được sao huynh ấy tuy không còn nữa nhưng vẫn còn đệ tử thanh vân môn bọn ta dư sức đối phó với lũ tiểu yêu các ngươi phi bách độc tử bỗng lên tiếng bọn ta đã không thể giết hắn từ trước thật là đáng tiếc nhưng đằng nào cũng tiêu diệt thanh vân môn các ngươi hủy hoại cốt hôi của hắn khiến hắn chết cũng không yên thân từ phía sau hấp huyết lão yêu xen vào tốt như vậy mới rửa được mối hận chôn sâu hàng trăm năm của ta nhân sĩ chính đạo đồng thời phấn khích mắt thấy lũ yêu nghiệt ma giáo quả nhiên bạo tàn thật hết nhịn nổi trào dân nổi tức giận căm căm điền linh nhi liền quay sang nói với đại sư huynh tống đại nhân đại sư huynh cái vị vạn vạn sư bá gì đó, lợi hại vô cùng khiến yêu nghiệt ma giáo sợ hãi đến thế, sao chúng ta chưa từng được nghe nhỉ? tống đại nhân bối rối, dường như muốn nói gì lại thôi, chỉ cười gượng đáp. tiểu sư muội, sau này có thời gian rảnh rỗi hãy hỏi sư phụ sư nương ấy. điền linh nhi miếng môi, hừ một tiếng, giận dỗi nói, không nói, không nói, muội đi hỏi mẹ đây. vừa nói cô ta cất bước đi luôn. trương tiểu phạm trông thấy, tinh thần trung động, giữ cô ta lại, khẽ nói, sư tỷ, đại địch đang trước mặt, tỷ đừng nóng vội, sau này chúng ta hỏi cũng được. điền linh nhi thấy tình thế quả thật đang rất khẩn trương, liền dừng bước, nhìn trương tiểu phạm cười cười. trương tiểu phạm thấy nóng bừng cả người bất chợt một âm thanh lạnh như băng từ đám người ma giáo truyền lại chứa đầy nội ý trương tiểu phạm quay đầu nhìn sang thấy cạnh quỷ vương bích giao đứng đó nhìn hắn chằm chằm không hiểu sao trương tiểu phạm rất kinh sợ trong vô thức nắm chặt lấy tay điện linh nhi xa xa chỗ chúng nhân tiểu trúc phong tọa lạc lục tuyết kỳ dời một quan khỏi trương tiểu phạm chậm rãi nhìn bích giao lúc này đại lực tôn giả đang cau mày trầm mặt đột nhiên nói bách độc tử đoan mộc lão yêu các ngươi đã may mắn thoát chết đáng lẽ phải sửa đổi tâm tính để sống yên thân ai ngờ lại không biết tài mình mà gây tác quái có phải không muốn sống nữa không suy nhiều người cùng lên tiếng thóa mạ nghe rất chối tai đại lực tôn giả khẽ biến sắc bất chợt nhìn thấy gã bạch diện thư sinh đang bước tới cười nói các hạ có phải kim cương môn đại lực tôn giả đại lực tôn giả nhìn hắn đáp đúng vậy các hạ là ai gã bạch diện thư sinh chỉ cười rồi nói nếu vạn kiếm nhất đang ở đây các ngươi còn có thể giễu võ dương oai chứ giờ chỉ có kim cương môn với dăm ba miếng pháp bảo mèo què và mấy đệ tử hậu bối của thanh vân môn các ngươi tưởng làm được gì toàn thể ma giáo cười lớn thậm chí từ cánh rừng sau lưng chúng hàng loạt những tiếng cười vọng lại đại lực tôn giả đỏ bừng cả mặt phẫn nộ đến cực điểm cạnh ông ta thương tùng đạo nhân điền bất dịch và tô như khẽ nhìn nhau mắt ánh lên sự lo âu nếu chỉ nghe tiếng cười mà xét đoán dường như phía sau lũ ma giáo không chỉ có cường viện mà số lượng lại rất nhiều cuộc chiến này thật hung hiểm có một không hai đồ vô lại một người đột nhiên mắng lớn chúng nhân nhìn ra thấy cạnh đại lực tôn giả thạch đầu đã đằng thân tiến lên không chịu nổi sư phụ bị sỉ nhục phá sát pháp trượng kim quan đại thịnh hướng phía bạch diện thư sinh nóng nảy đánh tới điền bất dịch thất kinh đại lực tôn giả lo lắng thét lên thạch đầu quay lại mau không được vọng động nhưng thạch đầu đã xuất chiêu nhanh như điện chớp không thể dừng lại phá sát kim quan vọt tới trước bạch diện thư sinh chỉ thấy gã đó không hề hoảng loạn khẽ cất tay phải trưởng tâm phát thanh quan chống lại phá sát pháp trượng nói thì lâu nhưng thực ra thì rất nhanh phá sát kim quan như mũi tên liệt cung rầm rĩ tiếng đánh bạch diện thư sinh loáng một cái chỉ thấy kim quan rực rỡ âm thanh vang rền không nhìn rõ thân ảnh của bạch diện thư sinh đám đệ tử chính đạo treo hò như sấm dậy nhưng thương tùng đạo nhân và điện bất dịch nét mặt rất căng thẳng một lát sau kim quan dần dần tan đi chúng nhân thấy bạch diện thư sinh nét mặt bình thản chỉ dùng một tay để chống lại phá sát kim quan của thạch đầu thạch đầu ở giữa thinh không bất động không thể tiến lên một ly chỉ thấy gã cười nói người trẻ tuổi kia ngươi hãy về tu luyện thêm trăm năm nữa đi nói rồi hữu thủ mãnh động chúng nhân chỉ thấy một đạo thanh quan loáng lên thạch đầu bị phản kích cả người bay vọt về phía sau phá sát pháp trường bị đẩy lùi bay tích lên cao đại lực tôn giả đằng thân tức thì đón lấy thạch đầu xem xét thương thế thấy chỉ bị chấn động không có gì đáng ngại liền bình tâm lại nhưng nộ khí càng tăng chuyển động thân ảnh chuẩn bị xuất thủ đột nhiên bên cạnh một cánh tay cản ông ta lại đó là thương tùng đạo nhân chỉ thấy ông ta sắc mặt như xương, lạnh lẽo nói các hạ xét cho cùng là ai càng không thanh quan ngọc giới thất lạc hàng ngàn năm sao lại ở trong tay các hạ đại lực tôn giả chấn động nói thất thanh cái gì càng không thanh quan giới tại đó kể cả ma giáo và chính đạo mười người phải có tám người giật mình trương tiểu phàm hiếu kỳ liền hỏi tống đại nhân đại sư huynh pháp bảo ấy lợi hại lắm à tống đại nhân nét mặt vẫn chưa hết kinh ngạc gật đầu chậm rãi nói huynh đã được nghe sư phụ nói qua chiếc vòng đó là một pháp bảo cực kỳ lợi hại nó là thần vật trên chín tầng trời thất tung đã hàng ngàn năm không ngờ hôm nay lại thấy trên thế gian Trương Tiểu Phạm hít một hơi thở lạnh, chỉ thấy gã Bạch Diện thư sinh khẽ cười, trả lời thương tùng đạo nhân, tại hạ chỉ là vô danh tiểu bối dưới trướng Quỷ Vương tông chủ, làm chân dẫn đường dắt ngựa. Quỷ Vương khẽ cười, lắc đầu nói, Long huynh bất tất phải nhúng mình. Đứng cạnh Bạch độc tử, Đoan Mộc lão tổ lúc này đang tiến về phía Hấp huyết lão yêu, cùng lúc thấy Quỷ Vương gọi gã Bạch Diện thư sinh là Long huynh, liền nhìn chằm chằm vào tay áo hắn, tuy không hiểu rõ pháp bảo gì nhưng đã nghe thương tùng đạo nhân khẳng định và gã Bạch Diện thư sinh không phủ nhận, nhiều phần vật đó đích thị là thần giới. Những tưởng thần giới trong truyền thuyết có đủ các loại dị năng, người tu chân luyện đạo lại cực trọng pháp bảo, nên ai nấy đều cảm thấy thèm muốn trăm trang bất quá ba người cùng bạch diện thư sinh đồng thời xuất hiện chứ không phải họ đi với nhau cũng chưa từng gặp qua người này chỉ biết sau khi bọn họ xuất hiện không lâu bên cạnh quỷ vương liền có thêm một người thần bí đạo hạnh cao thâm đích thị cao nhân bách độc tử hao hấu nhìn tay phải gã bạch diện thư sinh rồi quay sang hỏi quỷ vương quỷ vương tông chủ vị huynh đài này bọn ta chưa hề gặp qua không ngờ quỷ vương tông lại xuất hiện cao nhân dường ấy quỷ vương cười nói bách độc đạo huynh chúng ta chỉ là quỷ vương tông tiểu phái trong thánh giáo tự nhiên không thể so bị với thượng phái vạn độc môn Bách độc tử hừ một tiếng, hắn ta ở Vạn Độc Môn là một trong bốn chi phái chính của Ma giáo, lần này cũng là vì nhận lệnh của môn chủ nên mới đến vùng đất hoang vu này nói ra thì đây cũng là lần đầu tiên xuất sơn của y trong cả trăm năm nay dẫu không xuất thế hắn vẫn biết rõ ràng những chuyện trong ma giáo trong bốn đại môn phái đứng đầu ma giáo hiện nay vạn độc môn hợp hoang phái và trường sinh đường đều là những môn phái nổi lên kể từ khi luyện huyết đường suy bại sau cái chết của hắc tâm lão nhân 800 năm về trước có lịch sử bền chắc nền móng vững vàng duy có quỷ vương tông một chi đột nhiên hưng thịnh từ 300 năm trước cao thủ nhiều như lá mùa thu 200 năm trước cùng ba phái còn lại phân chia ma giáo quả rất kỳ lạ mà giáo luôn có sự thay đổi về lực lượng, các đại hệ phái không như thời của Hắc Tâm lão nhân khi mà luyện huyết đường hô phong hoán vũ, các chi phái tương đương, lại thêm bên dưới nhiều tiểu phái hệ, thần phục tứ đại tông phái, khó phân cao thấp. Tuy rằng bên trong chúng âm thầm tranh đấu, song mặt ngoài vẫn tỏ vẻ miễn cưỡng giữ hòa khí. Bách độc tử xuất thân lần này, vàng độc môn môn chủ đã đích thân dặn dò hắn ta, bảo hắn nhất định phải dò xét nội tình Quỷ Vương tông xem có gì bí mật, thực lực ra sao những năm gần đây trong ma giáo có lưu truyền một tin đồn bí mật là thánh kinh vô thượng thiên thư của ma giáo hiện đang nằm trong tay quỷ vương tông nhưng vào lúc này thiên thư thì không thấy đâu mà lại thấy lù lù xuất hiện càng không thanh quan ngọc giới đã thất tung hàng ngàn năm bách độc tử trong lòng kinh hãi biết rằng lực lượng của quỷ vương tông cao thâm không lường mặt hắn trông như hơi cười nhưng thực ra còn thảm hại hơn khi đang khóc hắn nói tông chủ nói đùa rồi bây giờ thì ai mà không biết thực lực của quỷ vương tông như ánh thái dương nhưng quả thật vị long huynh đệ đây chúng tôi chưa từng gặp qua rất rất muốn biết quỷ vương thâm trầm nhìn bách độc tử mắt loáng tinh quang đột nhiên cười nói đạo huynh đã nói vậy phải trái gì thì cũng phải tương kiến đạo huynh có biết 300 năm trước, trong Quỷ Vương Tông chúng tôi có bốn vị đại thánh sứ. Bách độc tử biến sắc, Đoan Mộc lão tổ nói thất thanh, cái gì? Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, bốn người đó còn sống sao? Gã Bạch Diện thư sinh và Quỷ Vương nhìn nhau khẽ cười, gã nhìn chúng nói, đúng vậy thưa chư vị, tại hạ là Thanh Long. Bên phía chính đạo, phản ứng không mạnh như vậy, nhưng Bách độc tử và chúng nhân ma giáo đều chấn động. 300 năm trước, khi Quỷ Vương tông cuộc khởi, ngoài Quỷ Vương đời trước chỉ có bốn vị thánh sứ là lực lượng khai sáng, từ ấy thế lực khuếch trương từng ngày, trải qua mấy trường minh tranh ám đấu trong ma giáo, kinh lịch không ít mưa máu gió tanh, cuối cùng mới có được cục diện như ngày hôm nay, thực lực của bốn người này thiết tưởng không cần phải nghĩ cũng biết thế nào rồi. Chỉ thấy Thanh Long đột nhiên thở dài một tiếng, quay sang phía Quỷ Vương nói, già cả hết rồi, huynh nhìn sang đám đệ tử trẻ của chính giáo xem, mặt chúng ánh lên nỗi nghi hoặc, quá nữa là chưa từng nghe thấy tên tại hạ. Quỷ Vương cười nói, Long huynh hà tất phải nghĩ nhiều, lũ hậu sinh vãn bối không biết đến huynh chỉ là nhất thời, từ nay, danh huynh sẽ lại vang dội khắp thiên hạ thanh long cười lớn hắn vừa cười vừa nhìn tay phải trong nụ cười chất chứa điều gì đó rất thê lương bịch một tiếng động lớn vang lên chúng nhân nhảy dựng lên nhìn về hướng phát âm thanh thì ra là phá sát pháp trượng của thạch đầu đã bị tung lên trời giờ mới rơi xuống đất lúc đó mọi người nhất thời chấn tỉnh lại đám người chính đạo đa số cao mày ngưng thần phòng bị ma giáo đã phục hưng lực lượng thật mạnh mẽ ngoài tiên liệu lộ rõ sự cao thâm trong ma giáo hầu hết là lũ lòng lan giả sói đoan mộc lão tổ tương đối hiền lành lão không thuộc môn phái nào chỉ cùng hấp huyết lão yêu giao hảo do đó luôn ở cạnh lão ta nhưng bách độc tử và hấp huyết lão yêu đều là những nhân vật trọng yếu của vạn độc môn lúc đó chỉ nhìn không nói đối với quỷ vương tông hết sức kinh sợ chỉ có quỷ vương và thanh long đứng đó thần thái bình thản thanh long nói nhỏ một điều gì đó quỷ vương cười cười khẽ lắc đầu ánh mắt như vô tình nhìn về phía trương tiểu phàm trời tối dần gió biển rít lớn ở nơi phương xa giữa đại dương mênh mông trong đêm sâu vọng về những âm thanh bất tận như trên như khóc nghe càng lúc càng gần càng rõ hơn điên bất dịch và thương tùng đạo nhân khẽ nhìn nhau trao đổi cả hai dường như đều có ý định thối lui bên cạnh tô như khẽ ho nói nhỏ với thương tùng đạo nhân thương tùng sư huynh hiện thời lũ yêu nghiệt đang chiếm ưu thế chúng ta hãy tạm thời thối lui về núi cùng trưởng môn sư huynh thương nghị đưa ra kế sách mới như thế nên chăng thương tùng trầm ngâm một lúc cuối cùng gật đầu nói sư muội nói phải lắm nói rồi nhìn điền bất dịch thấy ông ta cũng từ từ gật đầu thương tùng đạo nhân muốn nói nhưng lại không biết bắt đầu thế nào hết nhìn bên tả lại nhìn bên hữu nhăn mặt cau mày hạ giọng nói tiêu giật tài ở đâu sao suốt tối không nhìn thấy nhỉ ở bên cạnh ông ta tề hạo nghe thấy bèn đáp sư phụ vừa rồi khi ra ngoài tiêu sư huynh nói huynh ấy không khỏe nên không đi cùng thương tùng đạo nhân sắc mặt ngưng trọng chỉ hừ một tiếng không nói gì trước mặt các đệ tử bản môn quay đầu sang phía pháp tướng và lý tuân định nói đột nhiên ở phía đám đông phía sau họ truyền lại một tiếng kêu thảm thương chúng nhân trung động trận thế hỗn loạn chỉ thấy trong đám đệ tử trẻ tuổi của chính đạo phía sau một người lão đảo đi lại khắp người đầy máu la thất thanh phía sau có lũ ma giáo mai phục từ trong bóng đêm của khu rừng cổ hàng hà sa số tiếng cười vọng ra điền bất dịch mặt biến sắc bởi khi lũ người quỷ vương hiện thân chúng nhân bị thu hút sự chú ý vào các lão đại ma đầu không ngờ lũ người ma giáo quỷ kế đa đoan cử người tập kích lối sau khó mà trút nổi chỉ trong nháy mắt khu rừng rậm trực sáng vô số pháp bảo bay lại đám người chính đạo rối rít tế khởi pháp bảo phản kích nhưng một là do bị đánh bất ngờ hai là lũ người ma giáo đông hơn họ tưởng tượng nên tức khắc bị đẩy vào thế hạ phong thương tùng đạo nhân mặc như bị phủ bởi một đám mây là một tiếng lớn đằng không tức thì nhưng ông ta chưa kịp bay đi thì phía trước bách độc tử và đoan một lão tổ đã bay lên chặn lại bách độc tử cười vang trông rất hung tợn nói cậu đạo sĩ hãy lại đây thương tùng đạo nhân giữa thinh không liền dừng lại không thể chịu được sự khinh mạng của lão quái vật liền quay lại tiếp chiến toàn thân ông ta hiện hào quang đỏ chói điền bất dịch cũng xuất thủ đón lấy đoan một lão tổ tô như đứng dưới đất khẽ nhăn mày khuôn mặt mỹ lệ ẩn hiện nét lo âu lúc này rõ ràng là bên chính đạo đang kém thế ma giáo vẫn còn hai cao thủ là quỷ vương cùng thanh long vẫn chưa ra tay đám phục binh ma giáo lại không rõ nhiều ít thế nào tình thế thật đáng lo lúc ấy cục diện đang hỗn loạn trong đêm sâu phản phất một nỗi u ám chúng nhân ma giáo như ở khắp nơi pháp bảo bay vèo vèo tìm người sát nhân đoạt mệnh bọn người chính đạo bị hãm trong vòng khổ chiến những tiếng kêu la thảm khốc nghe rầm trời trương tiểu phạm nắm chặt thiêu hỏa côn vẫn chưa thực sự động thủ vì trong nhóm đại trúc phong tống đại nhân điền linh nhi lo cho hắn mới bị thương vây bọc lấy hắn trong chốc lát tuy vẫn chống được nhưng tình thế thật nguy cấp khiến hắn rất lo lắng lũ ma giáo xung quanh hào quang càng lúc càng tăng người bên chính đạo dần dần yếu sức hào quang mờ dần chỉ tại không ngờ ma giáo có phục binh thật là hết sức sơ suất trương tiểu phàm vẫn đứng yên thấy các sư huynh cùng điền linh nhi chịu áp lực lớn dần trong lòng rất lo lắng tự biết thân mình vẫn yếu nhưng không có gì quá lo nên rất muốn tiến lên tham chiến lúc này đột nhiên một âm thanh vang lên như tiếng phượng kêu trên chín tầng trời nghe rất êm tai lam quan sát khí đột nhiên trỗi dậy lục tuyết kỳ theo kiếm bay lên chỉ thấy thiên gia thần kiếm tỏa sáng chiếu khắp một vùng rộng lớn trời tối quá không thấy rõ sắc mặt cũng như thân ảnh của nàng nàng lao về phía bóng tối một tiếng rít sắc lạnh vang lên nữ tử xinh đẹp đó hóa thành một luồng lam quang như điện xẹt chiếu thẳng vào khu rừng già được một lát chỉ thấy lam quang rọi sáng trong bóng đêm nghe thấy hàng loạt tiếng la thất thanh giải tỏa áp lực cho chúng nhân chính đạo cùng lúc đó phật hiệu cũng nổi lên pháp tướng vận mười thành công lực cuộc khởi trên các ngón tay luân hồi châu phát quang rực rỡ từ từ chuyển động đột nhiên mở mắt luân hồi châu hướng phía bóng tối chiếu tới chỉ một lát kim quang chói lọi bóng tối được rọi sáng như ban ngày vô số chúng nhân ma giáo kinh hải bỏ chạy tình thế lập tức thay đổi tề hạo lâm kinh vũ lý tuân yến hồng thậm chí cả pháp thiện thạch đầu và các đệ tử xuất sắc khác của chính đạo vừa bị kìm kẹp không thi thố được tài năng bèn đồng loạt xuất thủ bên ngoài chúng nhân ma giáo tự hồ không có cao nhân nên tình thế lại chuyển sang có lợi cho bên chính đạo phía xa xa quỷ vương cùng thanh long đứng nhìn khẽ nhíu mày thanh long lắc đầu thang đám đệ tử trẻ tuổi của chính đạo này tư chất quả là vạn người có một so với đám hậu bối của chúng ta thực hơn nhiều lắm lắm quỷ vương khẽ gật đầu mắt nhìn xa xăm đột nhiên nói vừa rồi nữ tử kia ra tay huynh có nhìn rõ pháp bảo của cô ta không thanh long lãnh đạm nói phải chăng thiên gia quỷ vương quay đầu lại nhìn hắn ta thanh long cười cười thái độ khinh khỉnh nói thiên gia thần kiếm hư thiên gia thần kiếm thì sao quỷ vương đứng chắp tay sau lưng chậm rãi nói ngoài ra còn có cả hòa thượng thiên âm tự tay cầm luân hồi châu bạch y thiếu niên trong thanh vân môn tay cầm tiên kiếm màu xanh lục phải chăng là trảm long kiếm chính đạo trong thời gian này quả là rất chú trọng bồi dưỡng các đệ tử trẻ tuổi chương bảy mươi vãn sự đêm khuya rừng sâu vẫn sáng như ban ngày bởi hào quang của vô vàn những pháp bảo chiếu ra ánh sáng soi rọi cả một khoảng rừng chiếu rõ từng bụi cây ngọn cỏ trong quần hào quang mỹ lệ đó huyết hồng không ngừng túa ra bắn lên đỏ sẫm cây lá máu huyết động lại thành giọt lặng lẽ rơi xuống lục tuyết kỳ thét lên một tiếng thanh tao hạ thân trên đất sắc xanh rừng đêm như thủy ngọc trong suốt bao phủ quanh nàng thiên tà thần kiếm trong tay xoay ra bốn phía thể kiếm phiêu diêu diễm lệ như ánh mắt mỹ nhân thoáng lướt qua cõi trần gian phàm tục lá cây dưới kiếm khí thảy đều rung lên kêu rào rào không dứt chúng đồ ma giáo vận hắc y xung quanh lục tuyết kỳ la hét âm âm vài người cố sức ngăn nàng lại nhưng thảy đều bị đánh bật ra từ khi thoát khỏi kiếp nạn đến nay đạo hành của nàng dường như đã tăng lên không ít mắt thấy lục tuyết kỳ vũ lộng thần oai trương tiểu phàm phải thở mạnh một hơi kinh ngạc lẫn bội phục nhìn xung quanh chỉ thấy những người đã thấm mệt như tống đại nhân đổ tất thư chúng đồ ma giáo đang vây đánh đệ tử đại trúc phong bọn họ nhân số tuy không đông nhưng đạo hành xem ra đều cao thâm mặt chắc y phục những kẻ này đều theo hình đầu lâu không biết có phải là môn hạ của quỷ vương tông điền linh nhi đứng phía trước trương tiểu phàm nét mặt bơ phờ nhợt nhạt mồ hôi trên trán toát ra những giọt li ti nhưng vẫn múa tay đạp chân vũ lộng hổ phách chu lăng không chút hoảng loạn Đệ tử của Đại Trúc Phong, ngoài Trương Tiểu Phàm thì Điện Linh Nhi là người nhỏ tuổi nhất, nhưng tư chất lại vượt xa mấy vị sư huynh, đạo hành ngoài tống đại nhân thì nàng cũng là cao nhất. Nhưng chúng độ mà giáo xung quanh không biết có phải vì thấy nàng là nữ hay còn vì nguyên nhân gì khác mà cứ dồn vào tấn công Linh Nhi. Lúc này, ngay cả Trương Tiểu Phàm cũng nhận ra Điện Linh Nhi đã có phần mệt mỏi. Gió đêm lặng lẽ thổi đến, rừng cây đã biến thành bãi chiến trường, dường như nơi nơi đều có vô vàn cặp mắt đang nhìn trộm. Tiếng gào thét giao tranh càng lúc càng mạnh. Trương Tiểu Phàm nhăn mày nhíu trán nhìn ra xung quanh, chỉ thấy vừa một lúc thôi tình thế đã thay đổi mấy người như tề hạo pháp tương lục tuyết kỳ lúc nãy mạnh mẽ bao nhiêu giờ đây đều gặp phải cao thủ bên ma giáo nhất thời tuy chưa bại thế nhưng xem ra khó mà thoát thân các đệ tử chính đạo đi theo đạo hành lại hơi kém cỏi trong khi rất nhiều chúng độ ma giáo vẫn đang bao vây xung quanh tiếng la thét không ngừng rót vào tai lợi thế đã bắt đầu chuyển sang ma giáo trương tiểu phạm nghiến răng chăm đút lên không muốn nghỉ ngơi lúc này ít nhất cũng phải đi giúp sư tỷ linh nhi và các sư huynh một tay ai ngờ hắn vừa động thân thì đã nghe tiếng thét thất thanh của điện linh nhi ở phía trước trong chốc lát toàn thân hắn cứng đờ như bị một vật gì cuốn chặt nhanh như chớp ba bốn pháp bảo từ phía ma giáo phóng ra tỏa ánh sáng kỳ dị trong đêm tống đại nhân kêu lên một tiếng kinh hoàng nhưng người quá xa không kịp ứng cứu trương tiểu phàm cũng muốn xông ra nhưng xem chừng đã trễ mất một bước mắt thấy nguy tai điền linh nhi biến sắc đôi tay không ngừng vũ lộng hổ phách chu lăng che kín thân thể nhưng dường như đã muộn nháy mắt đã có hai pháp bảo một trắng một đen như chấp bay ra thẳng đến trước mặt nàng trương tiểu phàm nhảy ra miệng cứng nhắc không thốt nên lời giữa lúc đó bỗng một bóng trắng loáng qua người đã đứng chặn trước mặt điền linh nhi hai tay vung lên lập tức hai pháp bảo kia đã bị đánh bay trở lại khắp nơi trong đêm tối thốt ra những tiếng kêu tức giận lẫn kinh sợ đệ tử chính đạo thở phào nhẹ nhõm nhìn về phía cứu tinh của linh nhi thì ra chính là sư nương tô như tô như quay đầu lại nhìn điền linh nhi từ đầu đến chân hỏi linh nhi con có sao không điền linh nhi vẫn chưa hoàn hồn gật gật đầu mẫu thân con không sao tô như nhíu mày chúng độ ma giáo xung quanh lúc này lại tiến đến gần bà nói vội vã nơi đây không thể ở lại lâu các người mau đi đi ly khai đảo này chúng ta hẹn gặp nhau tại đông hải xương hợp thành tống đại nhân điền linh nhi đều ngạc nhiên nhìn thấy sắc mặt nghiêm khắc của tô như đều không dám cãi lời điền linh nhi dạ lên một tiếng rồi cùng đại trúc phong đệ tử lui về phía sau chiến trường lúc này đã trở nên hỗn loạn, giao tranh mỗi lúc một kịch liệt khác thường. Tô Như tả xung hữu đột, đạo hành cao siêu, vượt xa các chúng đồ ma giáo đang vây xung quanh. Trong ánh đêm mờ ảo, thân hình bà phiêu linh thước tha, dáng điệu vô cùng uyển chuyển như không một chút lo lắng cấp bách. Tô Như ngẩng đầu, chỉ thấy mây đen mịt mù trong không trung, xen vào là những chớp sáng lóe lên không ngớt. Giữa tinh không, thương tùng đạo nhân và Điền bất dịch vẫn đang kịch chiến với bách độc tử và đoan mộc lão tổ của ma giáo. Thực ra, trong lòng Tô Như là muôn phần lo lắng, nhưng khi thấy Điền bất dịch vừa giao đấu với hấp huyết lão yêu, lúc này đối đầu với đoan mộc lão tổ vẫn không có gì thua sút, mới tạm yên tâm phần nào bà đã tả xuống hữu đột liều mình giải vây cho đệ tử chính đạo đa số đệ tử chính đạo theo lệnh bà đã dần dần rút lui ở lại nơi này giờ đây chỉ còn một ít môn hạ có đạo hành cao thâm như lục tuyết kỳ bên ma giáo cũng tách ra một số người truy theo tình hình vẫn bất lợi cho chính đạo nhưng chưa phải thật là hung hiểm chỉ có tô như trong lòng ngày càng lo âu bởi phía trước bà từ đầu đến cuối hai kẻ thần bí nhất trong ma giáo là quỷ vương và thanh long vẫn chắp tay sau lưng đứng nhàn nhã như đang xem hí kịch bên này quỷ vương và thanh long vẫn an nhàn đứng đó nhìn đệ tử chính đạo theo nhau rút lui thanh long lạnh lùng hỏi đệ định thả những người này sao Quỷ Vương cười khẩy đáp, số đệ tử này đâu có gì đáng kể, hơn nữa chúng ta đến Lưu Ba Sơn lần này đâu phải để quyết đấu một mất một còn với chính đạo. Thanh Long gật gù, ngẩng đầu nhìn lên không, hỏi, hai người này đều là trong số năm người truy sát Thanh Vân, xâm nhập mang hoang năm đó phải không? Quỷ Vương gật đầu, đúng vậy, Thương Tùng đạo nhân, Điền Bất Dịch, còn có Thương Chính Lương, Tăng Như Thường, lại thêm một vạn nhất kiếm nữa. Đúng là những người này. Thanh Long nói như than, trăm năm qua như chớp mắt. Không chỉ năm đó, những người này là thanh niên kiên cường sông pha, đến nay vẫn còn cán đáng trọng trách, quỷ vương khẽ cười năm đó long huynh có việc đi xa nếu không phải là bốn đại thánh sứ vắng mặt thì trận chiến thanh vân sơn thánh giáo chúng ta không thắng cũng không thể thảm bại như vậy thanh long lắc đầu không thể nào nhiều năm trước tam đại cự chính đạo vẫn đang hùng mạnh các tiền bối cao nhân lại xuống núi rầm rập bọn ta làm sao ngăn được đây ngay cả tòa thánh điện mang hoang cả nghìn năm tuổi của thánh giáo chúng ta cũng bị năm tên kia xông vào tác oai thánh giáo đệ tử đền sợ siêu bạc quỷ vương lặng im giây lát rồi lại tiếp đúng năm đó bởi đệ phải chăm sóc thượng đại quỷ vương không có mặt tại thánh điện nhưng cũng nghe nói hoàn cảnh thật bi thương đáng tiếc là các cao thủ thánh điện trước đó đã tử vong rất nhiều ở trận chiến thanh vân sơn nếu không thanh long đột nhiên xen vào lúc đó ta cũng đang ở thánh điện tuần thân quỷ vương rung lên vì ngạc nhiên vội hỏi cái gì lúc đó huynh đang ở thánh điện ư thanh long cười lên một tiếng đáp không sai ngoài đại lãng quỷ huyền vũ ra thì bạch hổ chu tước hai người đều có mặt trong thánh điện sắc mặt quỷ vương biến đổi cười lớn rồi hỏi thế tại sao lúc nãy huynh lại không nhận ra hai người này thanh long nói xem ra cũng là việc mất mặt năm người này cùng bất ngờ thâm nhập mang hoang lại xông thẳng vào trong thánh điện trước đó ta có bất hòa với bạch hổ chu tước nhưng suy cho cùng thánh điện vẫn là việc quan trọng hàng đầu nên đã hợp sức cùng họ quỷ vương nhìn lên không hỏi tại sao đạo hành của năm người này lúc đó đã cao thâm như vậy thanh long lắc đầu thực sự cũng do thánh giáo ta hoảng quá mà loạn sau này ta mới nghĩ lại sau đại bại tại thanh vân sơn đệ tử thánh giáo lớp chết lớp bị thương quá nhiều lòng đang hoang mang cực độ thì năm người này bất ngờ xông vào nhất thời đều cho rằng chủ lực chính đạo đã truy đến tận nơi mà không biết chỉ vỏn vẹn có năm nhân mạng lão dừng một lát rồi tiếp trong số năm người ta chỉ gặp qua vạn kiếm nhất nên không nhận ra được bốn người kia năm đó bọn họ năm người năm hướng sông vào thánh điện tình thế đột ngột bọn ta đều không kịp trở tay thoáng chốc đã có tiếng hồ sát khắp nơi lòng dạ rối tung nếu bình tĩnh tiếp chiến thì đã phản hồi được cục diện đáng tiếc vì quá hoảng loạn nên thua mà cũng vì trong năm người này lại có một vạn kiếm nhất quỷ vương vội hỏi người này thế nào thanh long lặng im giây lát lắc đầu thở ra một hơi dài người này thiên hạ kỳ tài tướng mạo oai phong hiếm thấy trong đời sau khi sự việc qua đi bọn ta bàn luận đều cùng cho rằng bốn người kia đạo hành tuy không thấp nhưng không thể so với vạn kiếm nhất có thể nói không có mấy người này thì đệ tử thanh vân môn nhất định không thâm nhập được mang hoang lại càng không thể đánh được đến tận thánh điện sắc mặt lão như đắm chìm trong hồi tưởng một lát lại tiếp lời lúc đó bốn người kia từ bốn hướng phía bên sông vào chủ lực của ta lại tập trung hết ở cửa chính thánh điện đang bất ngờ hoang mang thì vạn kiếm nhất một mình một kiếm xuất hiện quỷ vương nhíu mày hỏi một mình à thanh long than một tiếng đúng một mình hắn ta còn nhớ hắn y phục trắng như tuyết kiếm trên tay màu xanh biếc à đúng rồi chính là thanh trảm long kiếm này nhiều năm không gặp chút nữa là không nhận ra quỷ vương giật mình nhìn theo tay phải thanh long thanh trảm long kiếm xanh biếc như nước mùa thu đang đảo qua múa lại sáng ngời trong trận đấu hóa ra trảm long kiếm năm đó lại ở trong tay vạn kiếm nhất thanh long gật đầu đúng lúc đó ta cũng hỏi nhưng hắn chỉ cười một hơi dài rồi xông thẳng vào giữa bọn ta chém giết tung hoành không ai có thể ngăn chặn thanh long nói đến đây tặc lưỡi thật là anh hùng quỷ vương gật gù người này quả thật lợi hại gan to tày trời sau đó thì thế nào thanh long tiếp bọn ta đều kinh sợ lẫn phẫn nộ sợ là ngoài hắn ta ra còn cao thủ chính đạo khác sắp sửa đánh vào mà từ sau điện tiếng kêu chém giết càng lúc càng gần càng lo sợ lại càng rối loạn không ngờ hắn lại xông thẳng vào chính điện nơi thờ phụng u minh thánh mẫu và thiên sát minh vương nét mặt quỷ vương đang bình lặng đột nhiên biến sắc kêu lên cái dê ý thanh long cười vẻ đau khổ nói ngay cả đệ cũng phản ứng như vậy bọn ta khi đó còn phẫn nộ đến bao nhiêu lúc đó bọn ta quên hết xung quanh tất cả đều xông đến chỗ hắn hết thảy đều như điên cuồng võ công lợi hại gì cũng đều đem ra chỉ lát sau là y phục hắn nhuộm đầy máu tươi nhưng rốt cuộc hắn vẫn xông vào được chính điện bay lên ngồi cùng hàng với hai thần tượng u minh thánh mẫu và thiên sát minh vương lại còn dùng kiếm khắc vào bức tường phía sau giữa hai thần tượng đó ba chữ vạn kiếm nhất quỷ vương không nói gì chỉ đứng đó im lặng thanh long đột nhiên hỏi chu tước xưa nay đều che mặt để biết chứ quỷ vương đáp phải thế thì sao thanh long tiếp chu tước là sư mùi duy nhất trong số bốn người bọn ta sư mùi vốn thật lòng thành kính thờ nhị vị tổ mẫu nên thấy vạn kiếm nhất làm vậy đã kích động mãnh liệt lúc đó sư mùi không nói năng gì xông thẳng lên nhìn chằm chằm vạn kiếm nhất một đau chặt xuống lập tức cánh tay trái hắn ta dứt liền quỷ vương giật mình thanh long thở một hơi rồi tiếp để cũng giật mình ư bọn ta khi ấy đều hoảng sợ chạy trốn vốn đã nghĩ người này công lực một mình đã trăm vạn không thể chống lại chẳng ngờ sư mùi chỉ một đau đã đoạn liệt cánh tay hắn máu tuôn xối xả nhưng ngoài sắc mặt trắng bệch ra thì cả người vẫn như không có gì thay đổi ngược lại hắn còn xoay người ghé sát sư mùi thò tay phải giật tấm mạng che rồi cười lớn quả nhiên là tuyệt thế gia nhân rồi lại vung kiếm đánh thóc ra ngoài quỷ vương lắc đầu hỏi như vậy mà hắn vẫn đánh giết ra ngoài được sao thanh long đáp thứ nhất là hắn quá hung hãn cánh tay tuy đứt máu phun ra đầy chính điện nhưng công lực không những không giảm mà dường như còn tăng lên thứ hai là bốn đệ tử thanh vân kia đã phóng hỏa phía sau bọn ta đang rối trí, một số lại phải chạy đi cứu hỏa, không ngăn được vạn nhất kiếm đánh ra, quỷ vương thở ra một hơi dài, không ngờ chính đạo lại có một anh hùng cái thế như vậy. Thanh Long đột nhiên lạnh lùng, đáng tiếc một anh hùng như hắn lại có kết cục không tốt chút nào. Sau đó bọn ta đã tìm hiểu kỹ, biết thực ra chỉ có 5 người xông vào thánh điện, lòng vô cùng tức giận. Nhưng ta nhận thấy đệ tử vạn độc môn và trường sinh đường tuy mắng nhiếc chửi rủa nhưng trong lòng lại ngấm ngầm bội phục hắn ta, đặc biệt là tiểu sư muội Chu Tước, Thanh Long dường như nghĩ đến điều gì, xong lại không nói ra mà lại chuyển giọng tiếp, bọn ta vốn đã cho rằng trong Thanh Vân môn nhất định người này sẽ tiếp vị đại môn trưởng, chẳng ngờ sau đó không lâu lại nghe nói tiếp vị là sư huynh đạo huyền của hắn, còn vạn kiếm nhất từ đó về sau bạc vô âm tính, đến hôm nay mới biết hắn đã qua đời. Nói đến đây, giọng Thanh Long trầm lại có vẻ nuối tiếc. Quỷ Vương cười, đúng, không thể cùng người anh hùng này quyết đấu một trận phận cao thấp, thực là đáng tiếc. Thanh Long ngẩng đầu nhìn lên không trung, chợt cười nhạt một tiếng, Đoan Mộc và Bách Độc Tử hai người này năm đó đều thảm bại tại Thanh Vân Sơn, trốn biệt vào mang hoang, đến thánh điện cũng không dám về, kết quả là không gặp bọn năm người kia, vừa rồi lại lớn tiếng hỏi vạn kiếm nhất đã đến chưa, thật không biết xấu hổ. Quỷ Vương cười khẩy, bọn họ chẳng qua chỉ là ưng khuyển của lão quái vật vạn độc môn, Long huynh hà tất phải tức giận. Thanh Long đưa tay sửa y phục trên người, lạnh lùng đáp, vạn kiếm nhất xông vào chính điện năm đó là mối nhục lớn của thánh giáo chúng ta. Ta khổ luyện nhiều năm, vất vả muôn phần mới tìm được càng không thanh quan giới chính là để sớm có một ngày cùng hắn quyết một trận phân cao thấp hôm nay nghe nói hắn đã qua đời trong lòng thật chỉ còn núi tiếc nhưng không ngờ mấy người này lại đồng lõa với nhau đạo bởi quá khứ của người đã chết thật vô liêm sĩ quỷ vương lắc đầu cười lớn ngẩn nhìn lên không trung chỉ thấy hào quang pháp bảo càng lúc càng mạnh mà bóng dáng bốn người kia lại chỉ mờ mờ bầu trời vốn đầy mây đen lúc này dường như cũng sáng lên bởi hào quang pháp bảo xa xa nơi đại dương vọng lại từng trận âm thanh kéo dài buồn thảm quỷ vương nhíu mày đột nhiên quay lại hỏi thanh long huynh có cảm thấy đêm nay có chút gì kỳ quái không thanh long ngẩng đầu lặng im giây lát đột nhiên sắc mặt thay đổi để muốn nói là quỷ vương gật đầu theo truyền thuyết mỗi lần kỳ thú ra đời đất trời thảy đều biến sắc mưa lớn gió to thần quỷ chí dị có ghi giống vật này chính là để cho lôi thần cưỡi sắc mặt thanh long trầm lại nhăn mày hỏi sao có thể trùng hợp như vậy tại sao lại là tối nay quỷ vương trầm năm giây lát rồi đáp để đến lưu ba sơn này đã được một thời gian nhưng trong những đêm trước đều không có những tiếng gầm quái lạ như đêm nay chỉ e đêm nay chính là lúc quỷ ngưu ra đời xem ra chúng ta cũng phải chuẩn bị sớm thanh long từ từ gật đầu không sai suy cho cùng quỳ ngư mới là chuyện lớn việc ở đây nên giao cho vạn độc môn chỉ cần thu phục được quỷ ngưu thì thánh giáo chúng ta quỷ vương bỗng ho lên một tiếng thanh long cũng có vẻ sợ sệt nhưng lão lập tức bật cười lắc đầu nói ha ha bao nhiêu năm khổ luyện như vậy tại sao lại sợ đến ngay người ra chứ quỷ vương mỉm cười quay người bước đi thanh long còn giỏi nhìn trận đánh một lúc thấy các đệ tử chính đạo đã từ từ rút lui dần dần khuất dạng trong rừng lão cũng quay người bước theo quỷ vương bán giả thâm lâm không một tiếng động nhưng dường như có vô số cặp mắt hung hãn long sòng sọc trong đêm giỏi theo bước đệ tử chính đạo rút lui không biết từ đâu bỗng vọng lại những âm thanh lạ lùng từ từ bốc lên ngân nga trong rừng cây từ biển lớn xa xa cũng vọng lại những tiếng kêu thần bí trương tiểu phàm, điền linh nhi tống đại nhân hà đại trí đổ tất thư năm người điều khiển pháp bảo bay nhanh về phía trước vốn dĩ đạo hành của họ có thể khiến pháp bảo bảo lên cao trên không mà thoát đi nhưng lại nhìn thấy mấy đệ tử chính đạo xa xa bị ác đồ ma giáo đang vây đánh tiếng kêu thảm thiết vang lên xem chừng dữ nhiều lành ít ma giáo trùng điệp xung quanh chẳng may bay lên mà bị phát hiện thì chỉ còn là cái bia sống đỡ đạn tống đại nhân là đại sư huynh từng trải hơn so với mày người còn lại liền quyết định tìm cách thoát ra khỏi rừng chỉ cần bay thẳng về hướng đông một khi đã ra khỏi rừng rậm tránh xa vòng vây của ma giáo thì sẽ an toàn hơn nhiều trong lòng đã quyết cả năm người dồn hết sức bay về hướng đông tống đại nhân dẫn đầu trương tiểu phạm đi sau cùng điều khiển pháp bảo lượng qua lượng lại vèo vèo trong rừng đầu hắn lúc này vô cùng đau đớn không thể tưởng tượng được khi đánh nhau với hấp huyết lão yêu lại bị thương nặng như vậy may còn tùng bản huyền hỏa giám trong tay luôn truyền ra khiến nguyên dương ấm áp từ từ tỏa lan ra toàn cơ thể dường như có khả năng khắc chế võ công hấp huyết tà quái của lão yêu huyền hỏa giám tuy kiềm chế được võ công của hấp huyết lão yêu nhưng lúc này trương tiểu phạm lại đang phải vận công điều khiển thiêu hỏa côn lãnh khí từ thiêu hỏa côn tỏa ra xung đột kịch liệt với nhiệt năng của huyền hỏa giám nhưng huyền hỏa giám đó rốt cuộc vẫn là tinh lực của trương tiểu phạm một lúc sau khí lạnh từ từ bị nén xuống trương tiểu phạm lúc này tâm trí đều hướng về phía trước cùng các sư huynh sư tỷ căn bản không để ý gì đến sự thay đổi trong cơ thể hắn ngẩng đầu nhìn lên thấy mây đen cuồn cuộn tỏa khắp không trung từng luồng hào quang chiếu sáng tận chín tầng mây ánh hồng đã rạng chân trời sư phụ hắn điền bất dịch và sư bá thương tùng đạo nhân đang giao chiến với ma giáo yêu nhân không biết lành dữ thế nào nghĩ đến đây trương tiểu phạm lắc lắc đầu đạo hành hai người đó cao như vậy sao lại có thể xảy ra chuyện gì đây hoàn toàn chỉ là nỗi lo trong lòng mà thôi hắn mỉm cười trong bóng tối trấn tĩnh lại tinh thần bay nhanh lên đuổi kịp các sư huynh sư tỷ bóng đêm trước mặt như một tấm lưới khổng lồ không biết đâu là bờ bến năm người dần dần rời xa trận giao tranh âm thanh hỗn tạp mỗi lúc một xa tứ phía cũng dần dần yên ắng cảnh sắc trong đêm giờ chỉ còn một màu đen năm người càng lúc càng gần bờ biển những tiếng gầm rú buồn thảm thần bí kia phát ra càng rõ mỗi lúc một gần